Chương 121, tiếp sau. Chương 121 đến tiếp sau chỉ sát cung chủ nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện ở dưới đất quán ba, thiên linh linh sắc mặt đại biến, trong tay ly thủy tinh, răng rắc, một tiếng bóp nát. Chỉ sát cung chủ. Nàng lúc nào nhìn chầm chầm vào ta, ta căn bản không có cùng chỉ sát cung người có cùng xuất hiện lý hiển tông mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đầu tự động hiển hiện chỉ sát cung chủ tin tức. Nhạc sĩ chức nghiệp, hư hư thực thực thánh giả cảnh đỉnh phong, trước trận ở hạ hầu gia vây quét trung thông dông trở ra, trước mắt ở vào bị truy nã trạng thái. Thiên thúc, sở gia diệt môn sự kiện là chuyện gì xảy ra? Nàng! Giống như là chuyên tới tìm ngươi. Lý Hiển Tông lặng lẽ bắt tay vương vào túi quần, nắm phấn viết. Lý Hiển Tông, ngươi mẹ nó hại chết ta. Thiên Linh Linh sắc mặt tái nhợt, nghe được sở gia diệt môn, bốn chữ, là hắn biết nữ nhân này là xong chính mình tới, Lý Hiển Tông không biết lúc nào bị đối phương nhìn chầm chằm vào, rồi sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm đến rồi nơi đây. Tiểu tử, lúc sau ta sẽ phụ trách ngăn chặn nàng, ngươi tưởng biện pháp đi trước. Thiên linh linh mặc dù hận không thể đánh bại Lý Hiển Tông đầu chó, nhưng vẫn là làm ra lý trí quyết định. Hắn là năm cấp sương mù chủ. Lấy tà ác chức nghiệp chiến lực, có thể cùng sáu cấp hợp pháp chức nghiệp tách ra vật tay chỉ sát cung chủ tuy là thánh giả cảnh đỉnh phong, đánh không lại, nhưng dây dưa trong chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Lại nói, nơi đây còn có hai ba mươi vị tà ác chức nghiệp, mỗi cái đều là tính tình vặn vẹo, nhưng chiến lực bưu hãn hành giả. Lúc này, địa hạ trong quán rượu ác đồ nhóm, còn không có kịp phản ứng. Đến gần đầu bậc thang mấy nam nhân, thần sắc mập mờ thổi bay huyết sáo, trêu đùa, tiểu mùi mùi, mặt xinh đẹp như vậy đi ra chơi. Sách, cái này vấy tốt, nhìn xem tự như cổ đại tiểu thư khuê cát. Tiểu thư khuê cát, đem váy vén lên tới làm các ca ca nhìn xem. Cười vang nổi lên bốn phía, bọn hắn còn tưởng rằng mặc cổ trang quần đỏ nữ hài là tới địa hạ quán ba tiêu khiển đồng loại. Chỉ sát cung chủ quay đầu, nhìn về phía lên tiếng trêu chọc cái kia nam nhân. Sau một khắc, một cây nhỏ như sợi tóc tơ hồng quăng tới đây, vùng ra thê lương tiếng kêu gào. Nam nhân hèn mọn bị ổ dáng tươi cười cứng lại ở trên mặt, ngay sau đó, đầu từ cái cổ chậm rãi chảy xuống. Tơ hồng cuốn quít lấy đầu, một đường lăn hướng đầu bậc thang, cút ra một cái vết máu, lăn đến chỉ sát cung chủ mép váy. Nàng nâng lên trắng nõn lả lướt chân ngọc, dẫm nát đầu trên mặt, cười khanh khách, người ta dưới váy đẹp không? Địa hạ quán ba trong nháy mắt lâm vào tỉnh mịch. Ở đâu ra người điên? Bệnh này thái tiếng cười, cái này sát phạt quyết đoán tính cách thật là so cổ hoặc yêu còn khác máu so huyễn thuật sư còn biến thái thiên linh linh quát các vị cẩn thận nàng là chỉ sát cung chủ thánh giả đỉnh phong nhạc sĩ chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng lúc làm sạch nàng rầm rầm tất cả mọi người đứng lên sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm đầu bậc thang quần đỏ nữ nhân mấy cái nam nữ cũng định chỉ động tác nữ nhân buông ra kẹp lấy nam nhân eo chân bọn hắn thậm chí ngay cả quần áo quần cũng không mặc liền vội vàng bày ra nghênh địch tư thế nguyên lai like cái này bà điên là chỉ sát cung chủ cái này khó trách làm vì tùng hải thổ dân hành giả bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu chỉ sát cung chủ đại danh vị này chính là trưởng lão cấp phía dưới số một số hai cường giả phát thảo sao thiên linh linh lão tử tới ngươi nơi này là dùng tiền tiêu phí không phải muốn chết sợ cái gì nữ nhân này dám đến nơi đây chúng ta xa luân chiến cũng chơi chết nàng, chúa tể cấp phía dưới, đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Thiên linh linh cũng là thánh giả, có chúng ta phụ trợ, sợ nàng một cái phong bà nương không thành. Chỉ sát cung chủ không lưng, lòng bàn tay mũ nồi sọ dính một thanh máu tươi, nhẹ nhàng bôi ở mặt nạ màu bạc thượng, mặc ra một trương thây diễm mặt. Một giây sau, phía sau nàng kéo dài ra vô số cây mảnh khảnh tơ hồng, giống như tùng phóng ra hoa hồng, lại phản phất là vặn vẹo đáng sợ xúc tu. Tử bảo từ tủ rượu trong ngăn kéo bắt lấy một cây súng săn, ném cho quầy ba trước thiên linh linh, người kia quơ lấy, nhắm ngay chỉ sát cung chủ, bóp cò. Phanh. Hồng súng phun ra khói thuốc súng, mưa đạn hướng phía đầu bậc thang bao trùm. Quy lực cực lớn tán đạn, bị những cái kia mảnh mai như sợi tóc dây đỏ đơn giản đẩy ra. Một phát này khai hỏa hỗn chiến khẩu hiệu, ghế dài biên tạ ác hành giả nhóm, có súng móc súng, có đạo cụ đào đạo cụ, không có cái gì, còn có kỹ năng cùng vật lộn chỉ sát cung chủ ngốc lên tuyết trắng thon dài cái cổ trong cổ họng bắn ra ra ưu mỹ to rõ tiếng ca tiếng ca quanh quẩn trung địa hạ quán ba ác đồ nhóm đầu óc hơi hơi hoảng hốt đẩy lòng sát ý tiêu tán sợ hãi sang phẳng tâm tính biến thành vô cùng bình thản nhạc sĩ có thể thông qua tiếng ca truyền lại tình cảm ảnh hưởng lắng nghe người chủ yếu nhạc sĩ có tam đại năng lực thôi miên trấn an ủng hộ mà thâm niên nhạc sĩ khả năng làm được càng nhiều tinh tế thao tác ví dụ như mượn nhờ mổ bài hát khúc tăng cường khúc cùng ca từ bên trong ẩn chứa tình cảm làm lắng nghe người sinh ra tương ứng tâm tình khúc chủng loại càng nhiều thủ đoạn thì càng nhiều đang lúc mọi người mất đi ý chí chiến đấu được an bình phủ trong khe hở chỉ sát cung chủ ở sau lưng tơ hồng chạy trốn ra ngoài chia làm hai bộ phân một bộ phận tập kích ghế dài biên tà ác hành giả một bộ phận tập kích quầy ba trước thiên linh linh cùng Lý Hiển Tông. Phốc phốc phốc. Tại chỗ thì có sáu bảy người bị tơ hồng đâm thủng đầu, trái tim, chết im hơi lặng tiếng. Một vị huyễn thuật sư ở trước khi chết, phát ra cao vút thét lên. Thanh âm của nàng vô pháp cùng chỉ sát cung chủ giọng hát bằng được, nhưng tự như một khối hòn đá nhỏ, nền nổi lên rung động, đang kiệt lực cùng tiếng ca chống lại thiên linh linh một cái giật mình, mượn nhờ huyễn thuật sư tinh thần chấn động, từ trong tiếng ca giải dụa. Lý Hiển Tông bỗng nhiên bừng tỉnh, không chút suy nghĩ, triệu hồi ra dơ bẩn dơ bẩn, phát ra tanh tưởi áo khoác ngoài, khoác lên người. Hắn nhắm mắt lại. Miệng lẩm bẩm, đánh không đến ta, đánh không đến ta, kíp xạ mà đến tơ hồng, đâm xuyên qua Lý Hiển Tông bụng dưới, bắp đùi, cánh tay, nhưng nhằm vào đầu, trái tim chờ chỗ hiểm công kích, lại quỷ dị tách ra, có hướng trần nhà, có rơi trên mặt đất hắn sử dụng là cái này thánh giả cấp đạo cụ loại thứ ba năng lực, cầu phúc. Nguyên rũ cùng gọc phúc, khẳng định vô pháp dao động chỉ sát cung chủ, cho nên, dứt khoát khiến cho chính mình vận khí biến đỡ một ít. Hít hà, Lý Hiển Tông đau da mặt co rúng. Bên kia, thiên linh linh sừng sững không động, cờ bắp bành trướng, căng nứt áo ngoài. Xoẹt xẹt, trong tiếng, hai cái hư ảo, không đủ ngưng thực cánh tay từ xương bả vai vị trí thò ra, một tay cầm nắm trường đao, một tay dao găm. Một dài một ngắn hai thanh đao vung vẩy, đem kích xạ mà đến tơ hồng chặt đứt. Tơ hồng khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, như là hồng vũ. Thiên linh linh đang muốn cầm nắm sông đao, đối chỉ sát cung chủ triển khai cận chiến, chợt thấy đầu bậc thang quần đỏ nữ tử, giơ lên tuyết bạch hào cổ tay, vỗ tay phát ra tiếng. Bóp! Những cái kia bị chém đứt tơ hồng một lần nữa sống lại, xúc tu giống như cuốn lên thiên linh linh, tầng tầng buộc chặt. Tơ hồng không ngừng co rút lại. Nắm chặt, một chút các vị này năm cấp sương mù chủ làn da, máu tươi từ khe hẹp giống như trong vết thương chảy xuôi. Chú tể. Thiên linh linh sắc mặt cuối cùng thay đổi. Năm cấp sương mù chủ có một hạng chiêu bài kỹ năng, đồng đầu cánh tay sắt. Cái này kỹ năng điện định cổ hoặc yêu cận chiến lĩnh vực bá chủ địa vị, thiên linh linh đối với chính mình phòng ngự vô cùng tự tin, tự nhận coi như là thánh giả cảnh đỉnh phong hợp pháp chức nghiệp cũng mơ tưởng đơn giản phá vỡ chính mình phòng ngự, có thể vừa mới đối mặt, vẫn lấy làm ngạo sắt thép thân thể, đã bị chỉ sát cung chủ tơ hồng phá phòng thủ. nàng lúc nào đã thành chúa tể, giết chóc phó bản rõ ràng còn chưa bắt đầu. chúa tể, lý hiển tông trong lòng rung lên, rất nhanh cùng thiên linh linh kéo ra khoảng cách, hướng địa hạ quán ba nơi hẻo lánh bỏ chạy, đồng thời hắn lấy ra trong túi quần phấn viết nàng chân chính mục tiêu là thiên linh linh, không phải ta, chỉ cần thiên linh linh có thể kéo ở cái này bà điên, ta có thể chạy thoát thiên linh linh trụi lũi trên đầu, kia vặn vẹo tung hoành hình xăm, sáng lên ô quan, hào quang hóa thành vòng xoáy, làm cho lòng người thái vặn vẹo, là mắt ảo giác, tai hiện nghe nhầm. Thiên linh linh trên đầu đường vân, cũng không phải hình xăm, mà là mê hoặc lực lượng thăng cấp sau thể hiện, siêu phàm giai đoạn cổ hoặc yêu, phù văn nấp trong trong mắt, chờ đến thánh giả cảnh, phù văn sẽ từ từ khuếch tán toàn thân. Chờ đến chúa tể cảnh, mê hoặc phù văn trải rộng toàn thân, cấp bậc thấp hành giả chỉ cần nhìn lên một cái, sẽ thần trí thác loạn, chiều kia mê hoặc. Giết nàng, bất kể đại giới giết nàng. Thiên linh linh âm thanh trầm thấp mờ mịt. Lập tức, ghế dài biên còn còn sống tà ác chức nghiệp, hai mắt đỏ thẫm liều lĩnh phóng tới chỉ sát cung chủ. Chỉ sát cung chủ giơ cánh tay lên, dùng sức vung lên dày đặc tơ hồng tự như suối phun, vặn vẹo trương dương quét ngang toàn trường. Binh binh bằng bằng loạn hưởng, thành ghế gọt đoạn, quầy ba cắt ra rậm rạp vết trách, cái bàn chia làm hai nửa, lề sách ngang bằng, tạ ác chức nghiệp nhóm thân hình chia năm xẻ bảy, đầu bay lên, chặn ngang mà đoạn, tay chân chia lìa. Lý Hiển Tông bằng vào cầu phúc, tránh qua, tránh né đại bộ phận công kích, bỗng nhiên cái cổ tê rần, bị một cọng tóc giống như tơ hồng sát qua. Hắn bụng lấy cái cổ, lão đảo lui về phía sau, máu tươi từ giữa ngón tay phun trào ra. Máu, ta muốn máu. Lý Hiển Tông ánh mắt lung tung nhìn quét, thoáng nhìn bên cạnh vài mét bên ngoài, một gã tà ác hành giả trên thân cùng hạ thân chia lìa, thống khổ dãy dùa, không có lập tức chết đi. Hắn lão đảo hướng mục tiêu đi đến. Mà lúc này đây, thiên linh linh thừa cơ chém ra cuốn thân tơ hồng, hướng quán ba cửa sau bỏ chạy, trong quá trình, hắn từ một vật phẩm cầm ra một cái củ nát màu đen đào bình, đạp nát trên mặt đất. Chỉ một thoáng, tầng thay nhau vặn vẹo ảo giác tràn ngập cái không gian này. Chỉ sát cung chủ thân hình bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành màu đỏ triều dân, nhảy vào ảo giác, truy đuổi thiên linh linh. Lý Hiển Tông chờ đến cơ hội, lập tức lấy ra đao hộ điệp, đâm vào tên kia tà ác hành giả trái tim cổ hoặc yêu khác máu bị động kích phát, Lý Hiển Tông trong con mắt sáng lên màu đỏ tươi quang, cuồng cuồng không giúp cướp lấy đối phương tinh huyết, cái cổ miệng vết thương chậm chạp khép lại. Tiếp đó, hắn liều mạng biên khủng bố vặn vẹo áo giác, rất nhanh ngồi xổm xuống, bên người vẽ lên một vòng tròn. Vàng mênh mông màn sáng hàng lâm, bọc lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Quán ba cửa sau. Nơi đây trên mặt đất trời lạ tả bắt tay vào làm cánh tay, bắp đùi, thân thể, Nóng hổi cơ quan nội tạng hỗn hợp có máu tươi chảy xuôi mà ra Chỉ sát cung chủ chân trần dẫm lên vết máu Trong tay dẫn theo thiên linh linh đầu Nàng đem thân thể một chút liều mạng trở về Sau đó, nàng phủ thêm một kiện phát ra âm khí áo choàng màu đen Trong nháy mắt, con người của nàng bên trong Tuôn trào đen kiệt sền sệt năng lực Câu thông tàn thân thể bên trong linh thể Thiên linh linh, địa linh linh Nói cho ta biết 21 năm trước Dẫn đội đồ sát sở gia là vị nào thiên vương sở gia quy tắc loại đạo cụ ở nơi nào nàng thần thần thao thao niệm mấy lần một miền đem linh thể nuốt xuống quan phương diễn đàn lý hiển tông tập kích bình thái bệnh viện mục tiêu là nguyên thủy thiên tôn hôm nay giữa trưa một cái thiếp mời xong lên quan phương diễn đàn đầu đề đánh dấu đỏ đưa đỉnh theo thái nhất môn một vị đáng tin tiền bối lộ ra hôm nay tùng hải bình thái bệnh viện tập kích sự kiện là binh giáo chủ lý hiển tông tỉ mỹ bày ra một hồi nhằm vào nguyên thủy thiên tôn săn giết may mắn là mặc dù nguyên thủy thiên tôn bản thân bị trọng thương nhưng thành công còn sống trải qua việc này kiện chúng ta có thể phân tích ra song phương chiến lược chênh lệch theo vị kia thái nhất môn tiền bối lộ ra sương mù dày đặc bao phủ trong bệnh viện bộ đến thối lui cũng liền hai phút thời gian có thể làm tùng hải phân bộ đồng sự tìm được nguyên thủy thiên tôn khi hắn đã mệnh treo một đường do này đó có thể thấy được, Lý Hiển Tông chiến lực rất mạnh, không thể phớt lờ. Lần này tập kích, kéo ra tà ác chức nghiệp thí luyện mở màn, mời các phân bộ các đồng nghiệp, cảnh giác sắp tới khả năng xuất hiện đánh lén. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông đến tiếp sau, bản thiếp sẽ kéo dài đổi mới, đại gia điểm một điểm chú ý, trong khoảng thời gian này đến nay, các nơi quan phương hành giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng cho đến hiện nay, các nơi coi như bình tĩnh. Chính như thiếp mời thảo luận, Lý Hiển Tông chế tạo khủng bố sự kiện, xem như kéo ra tà ác trận doanh thí luyện mở màn. Kế tiếp, các nơi tà ác chức nghiệp nhất định nghe tin lập tức hành động, đối với chính mình chọn lựa tốt mục tiêu triển khai săn giết. Lai Nhật Phương Trường, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đấu không lại Lý Hiển Tông A, à, nhưng hai phút đều nhìn không được, là ta không nghĩ tới. Hướng Nhật Khổ Đa, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là khiếm khuyết chút nội tình, ở siêu phạm giai đoạn tuy mạnh, so với chân chính người xuất sắc vẫn có khoảng cách không nhỏ lần này xung đột thật ra khiến chúng ta đại khái thấy rõ trình độ của người của hắn xin gọi ta nữ vương trên lầu hai cái như thế nào không hô thiên tôn không muốn dâng lên người khác chí khí diệt uy phong mình nguyên thủy thiên tôn trở thành linh cảnh hành giả hơn một tháng mà thôi một lần nữa cho hắn nửa năm thời gian chưa chắc sẽ bại bởi lý hiển tông bé heo kiều trị sớm đoán được hắn sẽ bị tà ác tổ chức nhìn chằm chằm vào, chính là không nghĩ tới là Lý Hiển Tông, hy vọng hắn có thể sống quá lần này phong ba. Khương Dương, để bảo hiểm, ta cảm thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn nên trước trốn đi. Tránh đầu gió. Đa tình Jenny, lão Khương bãi lạng tật xấu lại tái phát, trốn cái gì trốn, toàn bộ hành trình lùng bắt Lý Hiển Tông, tiêu diệt hắn, cầm tiền thưởng. Diễn đàn bên trong, các nơi quan phương hành giả tích cực lên tiếng, tham dự thảo luận. Hàng năm giữa năm cùng cuối năm, diễn đàn luôn náo nhiệt nhất, nhưng cũng là trầm trọng nhất, có lẽ hôm nay vừa lập công đồng sự, ngày mai sẽ đã chết tại tà tạ ác chức nghiệp tập kích. Đối với Lý Hiển Tông lên giọng tập kích, các nơi quan phương hành giả phẫn nộ ngoài, rồi lại không thể làm gì. Dù sao không phải khi bọn hắn khu trực thuộc. Nhiều nhất chính là đề nhắc tới đề nghị, làm nguyên thủy thiên tôn tránh đầu gió, quân tử báo thù 10 năm không muộn nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng có lẽ không dùng hắn ra tay qua mấy ngày lý hiển tông sẽ chết với vây quét tùng hải phân bộ khu khác quan phương hành giả tức thì lời thề son sắt nói săn giết lý hiển tông các loại lời nói nói gần nói xa oán trách khang dương khu quan phương hành giả không nên thân địa hạ chợ đêm quyền vương dẫn vài tên đội viên dò xét địa bàn của mình bảo vệ trật tự tùng hải linh cảnh hành giả nhóm cũng không có người vì trận doanh gian đối kháng mà thần hồn nát thần tính. Trái lại, bọn hắn tới chợ đêm tần suất cao hơn. Một mặt là mấu chốt thời kỳ, tin tức cùng tin tức trở nên rất là trọng yếu, một mặt khác là, gặp lúc này, địa hạ chợ đêm sẽ nên đón ván bài dậy sống. Đánh bạc là nhân loại thói hư tật xấu. Quyền vương bên cạnh một gã đội viên, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía chiếu bạc, thấp giọng nói, lão đại, nguyên thủy thiên tôn cùng lý hiển tông tỷ lệ đặt cược đã đến một 20 ngày hôm nay vừa mở hết sẽ trở về nên biết chút tin tức a à. ngài cảm thấy ta mua hắn thắng thế nào quyền vương liếc nhìn hắn một cái có thể mua thế hòa không phân thắng bại nhưng không muốn mua nguyên thủy thiên tôn thắng ở sau lưng vài tên tiểu đệ lập tức minh bạch diễn đàn thiếp mời nói là nói thật màn đêm nặng nề hoa vũ khách sạn phòng cho tổng thống tạ linh hiên ngồi ở sân thượng biên cau mày từng lần một soát ngũ hành liên minh quan phương diễn đàn nữ trợ lý đứng ở hơi nghiêng báo cáo đã hướng khang dương khu nhị đội tìm hiểu quá rồi nguyên thủy thiên tôn ở nhà tu dưỡng không có trở ngại chẳng qua nghe nói lúc ấy quan phương người tìm được hắn khi đã mệnh treo một đường đại tiểu thư ngài nếu là quan tâm nguyên thủy thiên tôn vì cái gì không chính mình gọi điện thoại hỏi tạ linh hy tức giận nói ngươi không có nói qua yêu đương chẳng muốn nói cho ngươi chính ngươi lúc đó chẳng phải à nữ trợ lý thình lình bị trào phúng trong nội tâm không phục tạ linh hi nhẹ nhàng nhíu mày thiếp mời nếu là không có khuyết đại kia nguyên thủy ca ca cùng lý hiển tông chênh lệch xác thực rất lớn ai hắn lần nguy hiểm này tránh đầu gió tốt nhất nữ trợ lý nói kia dù sao cũng là binh giáo chủ bồi dưỡng nhân tài siêu phàm giai đoạn trung người xuất sắc Tạ Linh Hy khép lại máy tính, nhìn về phía nữ trợ lý, nói, cha ta trước đó nói để cho ta nhiều quan sát một chút nguyên thủy ca ca, hiện tại phát sinh chuyện này, hắn nhưng không có liên hệ ta. À, hắn hôm nay có bí mật tìm ngươi a à, hắn nói như thế nào? Nữ trợ lý do dự một chút, chi tiết bẩm báo, cũng không nói cái gì, gia chủ để cho ta bảo trì quan vọng, trong khoảng thời gian này đem người xem chặt điểm, không nên cùng nguyên thủy thiên tôn có lui tới, Đại khái là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không sống sót a à, đã biết đầu tư muốn cẩn thận sao hắn vẫn là như vậy phong cách Tạ Linh Hy biểu môi nhưng ta có của chính ta phong cách nàng nắm lên điện thoại nũng nịu phát một cái giọng nói Nguyên Thủy ca ca ngày mai có thể tới khách sạn một chuyến sao người ta muốn mời ngươi ăn cơm cơm trong phòng ngủ Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường nhắm mắt chập mắt tinh thần lực lắng động trong người điều động thái âm chi lực chậm rãi tẩm bổ tiểu đậu bỉ. Sắc mặt hắn có chút quể oải, như là bệnh nặng mới khỏi. Dù cho thần dạ du sinh mệnh lực hưng thịnh, muốn triệt để khôi phục, còn phải chờ hai ngày. Hắn một bên ôn dưỡng tiểu đậu bỉ, một bên phục bàn ban ngày chiến đấu. Từng lần một phục bàn. Bất kể thế nào ứng đối, ta đều không có bất luận cái gì phần thắng, đỏ vũ dày không tại bên người, đẳng cấp cũng có chênh lệch, trực tiếp sử dụng khăn đỏ trùng đầu của cô dâu dọa lùi đối phương là mạo hiểm thấp nhất ứng đối phương án nhưng ta khăn đỏ trùng đầu của cô dâu chỉ còn một lần cuối cùng hơn nữa lý hiển tông có truyền tống đạo cụ không thể so với ngay lúc đó hoành hành vô kỵ hắn lại đến một hai lần tập kích ta nhất định phải chết nhất định phải mau chóng lên tới ba cấp thảm bại ở lý hiển tông trong tay muốn nói bất tiết khí là không thể nào mặc dù đối với phương đẳng cấp so với chính mình cao nhưng từ niên kỷ mà nói, hai người không sai biệt nhiều, xem như cùng thế hệ, mà lại đều tại siêu phạm giai đoạn. Dùng trở thành linh cảnh hành giả thời gian quá ngắn tới dỗ dành chính mình, lộ ra có chút lừa mình dối người. Hôm nay chẳng những hắn bị trọng thương, tiểu đầu bỉ cũng thiếu chút hồn phi phách tán. Thu này nhất định phải báo, nhưng nghĩ đến song phương chiến lực chênh lệch, Trương Nguyên Thanh lại có chút nhục chí, có chút vô lực. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chỉ nghe bước chân là hắn biết là gì nhỏ tới rồi chương hai mươi hai chương hai mươi hai tôn trưởng lão làm viên đình tới gặp ta nguyên tử nguyên tử đã ngủ chưa ta tiến đến a ngươi xinh đẹp đáng yêu gì nhỏ vào được a Giang Ngọc nhị không có gõ cửa hạ giọng ở ngoài cửa lén lén lúc lúc nói Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đem mặt trái tâm tình đặt ở trong nội tâm, chà sát đem mặt, thấp giọng nói, tiến đến. Tay khóa cửa xoa nắng, mở ra một đạo khe hở, dì nhỏ rón ra trón rén, lén lút chui vào, rất nhanh đóng cửa. Giang Ngọc Nhị ăn mặc cổ áo khảm viền tơ màu trắng váy ngủ, đến gối dưới làng váy là hai đoạn loại bạch ngọc bắp chân, là lướt chân ngọc dẫm lên hồng nhạt mát kéo. Chân mượt mà đẹp đẽ, thoa đỏ âu sơn móng tay lén lén lúc lúc. Trương Nguyên Thanh tức giận nói. Lòng hắn nói, không biết còn tưởng rằng ngươi riêng tư gặp tình nhân đâu. Đáng nhắc tới, đã trải qua ban ngày chuyện, ngày đó trực ban phòng khám bệnh bác sĩ, đều được đã đến dài đến một tuần lễ ngày nghỉ. Dì nhỏ sau khi về nhà, thêm mắm thêm muối miêu tả chính mình trải qua nguy cơ, ông bà ngoại anh anh thúc thích nỉ non nói, chỉ thiếu chút nữa chỉ thấy không đến mẹ nha. Bà ngoại sợ hãi, hai mẹ con ông đầu khóc trống. Vì nhỏ do này đó đạt được bà ngoại thương tiếc, đối với nàng dễ dàng tha thứ độ trên diện rộng tăng lên. Như thế nào làm đều không bỏ được mắng. Giang Ngọc Nhị dẫm lên mát kéo, vui vẻ chạy chậm đến bên giường, hai tay vuốt mông ngồi xuống, lặng lẽ meo meo hỏi, ngươi về sau đi đâu rồi? Trị An thành viên xong tới sau, ta như thế nào tìm khắp cũng không đến phiên ngươi. Trị An thành viên giải cứu con tin khi, Trương Nguyên Thanh đã bị Lý Đông Trạch đám người trước giờ một bước đưa đi cứu chữa. Trương Nguyên Thanh nhìn xem gì nhỏ, nàng con ngươi sáng lóng lánh, sắc mặt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn, như là phát hiện bí mật tiểu cô nương. Thật là một cái ngây thơ gì nhỏ a, à, Trương Nguyên Thanh đáy lòng thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra thân phận ta giấu giếm không ở rồi, nói thiệt cho ngươi biết a, à, kỳ thật ta là quốc gia siêu năng lực đặc công đội thành viên chuyên môn đối phó một ít tiền phục tại trong bóng tối tà ác chi độ, tà ban ngày thì đệ tử, trong đêm bồi hồi ở thành thị trên đường phố, trừng phạt ác dương thiện. Siêu năng lực đặt công đội. Giang Ngọc Nhị bàn tay nhỏ bé che miệng lại, hô nhỏ một tiếng. Trương Nguyên Thanh, đúng vậy, kỳ thật trên thế giới có rất nhiều siêu năng lực người, vì xã hội hài hòa yên ổn, chúng ta không thể không giấu giếm thân phận, trở thành anh hùng vô danh kỳ thật ta rất sớm trước kia liền thức tỉnh rồi cũng gia nhập siêu năng lực đặc công đội đã trở thành anh hùng vô danh một thành viên dựa theo tổ chức quy định ta là không thể bại lộ thân phận nhưng nếu như dì nhỏ ngươi đã phát hiện thân phận của ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói thật ngươi ngàn vạn muốn giữ bí mật dì nhỏ liên tục đầu ta hiểu ta hiểu ta hôm nay ký qua giữ bí mật hiệp nghị nàng càng nghĩ càng hưng phấn nhưng chợt nhướng mày lộ ra vẻ lo lắng nguyên tử cái này cái gì siêu năng lực đặc công đội thoạt nhìn rất nguy hiểm bộ dạng không cần lo lắng trương nguyên thanh hừ hừ nói ngươi đừng xem ta tuổi trẻ ta kỳ thật thật là cao cấp thành viên toàn bộ tùng hải siêu năng lực đặc công bộ đều muốn tôn trọng ý kiến của ta nghe theo chỉ huy của ta ngươi cũng thấy đấy hôm nay sự tất cả đều là ta một người giải quyết ngươi lợi hại như vậy đấy sao dì nhỏ lúc này mới yên tâm mặt mũi tràn đầy sùng bái dường như một lần nữa nhận thức cháu ngoại trai trương nguyên thanh bên ngoài bất động thanh sắc trong nội tâm phi thường hưởng thụ dị nhỏ sùng bái ta đây cũng có thể thức tỉnh sao giang ngọc nhị vô cùng hướng tới mà hỏi cái này trương nguyên thanh lắc đầu không phải ta khoe khoang thức tỉnh là nhìn bầu trời tư chỉ có giống như ta vậy thiên phú dị bẩm nhân tài có thể thức tỉnh mà qua 18 tuổi còn không có thức tỉnh, cơ bản cũng là không có thiên phú. Nói xong, hắn trông thấy gì nhỏ phòng má, lộ ra thần sắc thất vọng. Ngươi thật lợi hại. Giang Ngọc Nhị bội phục nói. Nàng tin hoàn toàn, ta tự nàng trong mắt thấy được sùng bái, thấy được ngưỡng mộ, ha ha, khó trách những cái kia thần côn có thể lừa gạt tại lừa gạt sắc trương nguyên thanh ho khang một tiếng, nói, ngươi ngàn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài, chơi ta nhóm một chuyến này rất nguy hiểm, thời khắc muốn phòng bị tà ác chi đồ trả thù. Tiết lộ thân phận lời nói, sẽ ảnh hưởng đến người nhà. Tự như tập độc thành viên. Đúng vậy. Dì nhỏ lại lóc bóp lóc bóp hỏi rất nhiều, Trương Nguyên Thanh đối đáp trôi chảy, thông dòng ứng đối, dì nhỏ yêu cầu hắn biểu diễn siêu năng lực, Trương Nguyên Thanh nghiêm túc cự tuyệt, nói, đã từng có một vị đại lão đã từng nói qua, siêu năng lực không phải siết thú, chúng ta đối với tà ác chi đồ trọng quyền xuất kích. Từ, vị kia đại lão chính là ta. Tiền lương đại ngộ thế nào? Dì nhỏ hỏi không sai biệt lắm, nhớ tới tiền lương còn không có hỏi, vội vàng bổ sung. Nhắc tới chuyện này, Trương Nguyên Thanh sẽ tới sức lực, trong lòng tự nhủ ta hoài ước lượng hơn 200 vạn khoản tiền lớn, khổ không trang bức đối tượng. Hắn tận lực dùng trầm hoảng giọng điệu nói chuyện, thu nhập cũng không tệ lắm, ta năm nay chỉ dùng ngắn ngủn năm tháng, kiếm đã đến 500 vạn. Nhanh khen ta, nhanh sùng bái ta. Trong lòng của hắn thấp giọng hô. Dì nhỏ quả nhiên phát ra tiếng kinh hô, 500 vạn. Khi ngươi tồn cái vài năm, sau ngươi mợ đều muốn giàu có. Trương Nguyên Thanh Nghĩa chánh tự nghiêm, chơi ta nhóm một chuyến này, có tiền hay không là tiếp theo, chủ yếu là đền đáp tổ quốc. Tạo phúc bách tính. Dì nhỏ vui rạo rực nói, ta đây về sau có thể hoa tiền của ngươi rồi, dù sao ngươi không có bạn gái. Nữ nhân, ngươi đang nghĩ cái rắm ăn đâu? Trương Nguyên Thanh A một tiếng, vậy không được, tiền của ta là muốn dùng để tạo phúc bách tính, không phải mua quần áo cho ngươi mua bao bao. Quỷ hẹp hòi. Nữ nhân, chú ý ngữ khí của ngươi, ngồi ở bên cạnh ngươi là một vị trăm vạn phú ông. Giang Ngọc Nhị vẫn luôn ở hắn gian phòng đợi cho rạng sáng hai điểm, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi hô, cuối cùng ứng phó. Trương Nguyên Thanh ở dì nhỏ trước mặt người trước hiển thánh. Gạt hái được sùng bái cùng hâm mộ, tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều, hôm nay thảm bại lưu lại tích tụ, cũng bất tri bất giác tản đi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Quả nhiên, người vẫn là muốn trang bức, trang bức có thể xếp giải buồn khổ hắn đóng lên điều hòa bị, ấp ủ buồn ngủ. Ngày mai đi gặp một lần nhỏ trà xanh, loại này an ủi người sự, còn phải nàng tới, chính là không biết tạ gia có thể hay không bởi vì lý hiển tông sự, đối với ta cải biến thái độ. Mấy ngày nay vẫn là muốn đi đơn vị, nhưng nhất định phải dịch dung đi, ta phải cùng quan nhã học thuật cận chiến. Vẫn luôn không có thời gian, cũng không nhúc nhích lực, không thể trì hoãn nữa rồi. Lần thứ ba phó bản mở ra trước, nhất định phải đem thuật cận chiến tăng lên, chờ ta trở lại tiêu diệt lý hiển tông hy vọng cho trưởng lão có thể mau chóng mang theo đỏ vũ dày trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ngủ thật say. Sáng sớm kinh thành, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống, tứ hợp viện bên trong cây hòe ở nắng sớm trung giãn ra, xanh nhạt phiến lá lập lòe bảy thải quan choáng váng. Gió nhẹ từ từ, cành lá chập chờn, phát ra hài đồng vui cười đùa dẫn âm thanh. Cây hòe ở dưới ghế nằm không có một bóng người. Chủ nhân của nó đã nhiều ngày chưa từng dưới tàn cây nghỉ ngơi. Đột nhiên, tứ hợp viện cảnh vật bắt đầu vặn vẹo, hiện ra gần sóng hình dáng, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện ở ghế nằm thượng. Người này tóc hoa râm, bạch áo lót, đại quần cộc, cùng bình thường kinh thành lão đại gia cũng không bất đồng. Nhưng hắn hiện thân sau, quanh thân làn da vỡ ra, từng đạo nóng hổi kim mang từ trong cơ thể nộ phun trào ra, từ hắn đồng tử, miệng, trong lỗ mũi phun trào ra. Lão đại gia thân hình nhanh chóng chim khô, và dây bên trong, biến thành một cổ tiêu thi nóng rực kim quang nướng cháy cây hòe phiến lá. Làm dấu ở cây trung, Hai tử, nhóm phát ra trận trận hốt hoảng sợ hãi tiếng kêu. Mười mấy giây sau, tiêu thi mở hai mắt ra, chân khô làn da từng khối tróc ra, lộ ra tân sinh non máu đỏ thịt. Trong lòng ngực trái tim lại lần nữa nhảy lên, tôn trưởng lão chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, nói, đi cho lão phu lấy quần áo, các ngươi này đó không có nhãn lực dưa trẻ con. Một đạo gió lạnh từ ngọn cây bên trong thoát ra, đẩy ra cửa sổ, khoảng khắc, gió lạnh vòng quanh áo lót, đồ lót cùng đại quần cộc, lung la lung lay nhẹ nhàng đi ra. Tôn trưởng lão chấn động rớt xuống chân khô huyết nhục, thay đổi sạch sẽ quần áo. Lại nói, đi tìm tiểu vương. Xoắn tới quần áo gió lạnh không có đi, mà là về tới ngọn cây, tiếp đó tươi tốt cành lá bên trong truyền đến non nớt tiếng cãi vã, ngươi đi, nên ngươi đi. Ta không đi. Không đi đánh ngươi. Mấy giây sau, một phương thỏa hiệp hóa thành gió lạnh bay ra tứ hợp viện tôn trưởng lão nằm ở xích đu thượng nhắm mắt dưỡng thần sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh mắt túi sưng vù mấy phút đồng hồ sau tiếng bước chân vội vàng mà đến ăn mặc hắc y quần đen trung niên nam nhân ở gió lạnh dưới sự dẫn dắt vượt qua bậc cửa tiến vào tứ hợp viện tôn trưởng lão ngài cuối cùng đi ra tiểu vương kinh hỷ nói tôn trưởng lão từ một tiếng liên lạc một chút Tùng Hải phân bộ chó trưởng lão, ta có việc muốn tìm hắn. Ngũ hành liên minh ngũ đại trong tổ chức, bách hoa hội cùng thái nhất môn thân mật nhất, vì vậy chó trưởng lão cùng tôn trưởng lão ngày bình thường đi rất gần. Chó trưởng lão ngay tại Kinh Thành, hắn hôm qua liền tới, chờ ngại đâu. Tôn trưởng lão mở to mắt, hắn ở Kinh Thành. Người đi mời hắn tới đây. Hắc y trung niên nhân thối lui, đại khái nửa giờ sau, một cái lông quan thái địch nện bước ưu nhã bộ pháp, ngẩng lên cao ngạo đầu. Đến tứ hợp viện. Trung niên nhân đi theo sau lưng, hai tay bưng lấy bằng bạc khay, phía trên bầy biện một đôi màu sắc hôi bại đỏ vũ dày, như là bị chủ nhân vứt bỏ nhiều năm trách trưới. Ta bấm tay tính toán, ngươi ngày gần đây cũng nên ra tiên cảnh. Chó trưởng lão xem kỹ hắn, khẽ di một tiếng, bị thương không nhẹ, cần ta hỗ trợ trị liệu sao? Tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua sử dụng hồi phục thuật sĩ cơ hội, nói, phiền toái. À, mặc dù thần dạ du có được thật tốt tự lành năng lực, nhưng ta lần này bị thương có chút bất đồng. Thái địch khẽ vuốt càm, chậm rãi đi đến xích đu biên. Nâng lên một cái móng vuốt, đặt tại tôn trưởng lão trên đùi. Sáng ngời nhưng không chướng mắt lục quang bay lên, làm tứ hợp viện nhiễm lên một tầng sáng lục sắc, đắm chìm trong lục quan trung tôn trưởng lão sắc mặt dần dần chuyển hồng nhuận phơn phớt sưng vùng mắt túi biến mất Hồ tôn trưởng lão thoải mái hơi thở nói có thể ngươi tới kinh thành có việc cầu ta chó trưởng lão buông móng vuốt thản nhiên nói không tính cầu cho ngươi giúp đỡ cái chuyện nhỏ mà thôi vừa rồi thay ngươi trị liệu xem như thanh toán thù lao nói xong hắn quay đầu kỳ ý trung niên nam nhân tới đây. Người kia bưng lấy khay tiếng lên, chó trưởng lão nói, cái này đào cụ bị vu thuật ô nhiễm. Tôn trưởng lão nhìn chầm chầm đỏ vũ giày, không hiểu cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nói không ra. Xử lý. Không có suy nghĩ nhiều, tôn trưởng lão vương tay, lòng bàn tay treo ở đỏ vũ giày phía trên, trong suốt mà nóng rực kim quang phúng dũng, đắm chìm trong kim quang trung đỏ vũ giày bắt đầu vặn vẹo, che ở bề ngoài hôi bại sắc thái, như là bị tẩy đi vết bẩn, nhanh chóng tróc bông. Mấy giây sau, nó một lần nữa trở nên mới. Đác đác đác, đỏ vũ dày vui sướng nhảy xuống khay, ở trong định viện khắp nơi loạn nhảy. Còn rất hoạt bát, là là tự nhiên ta ý thức đạo cụ tôn trưởng lão khởi điểm cho rằng nó ở biểu đạt, thoát khốn, vui sướng, thẳng đến trong thấy đỏ vũ dày phía trên bay ra một cái tin tức, ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi vũ sao, nếu như nguyện ý, mời dậm chân tại chỗ. Ồ, người đâu? Hắn đột nhiên ý thức được, cái này đôi giày là ở tìm người, nhưng không có tìm được mục tiêu, cho nên trong sân khắp nơi loạn chuyển. Đồng thời, tôn trưởng lão cuối cùng minh bạch tại sao lại cảm giác nhìn quen mắt. Cái này đôi giày là xà linh trong đường hầm cặp kia quy tắc loại đạo cụ, phù hợp bản cũ công lực trung ghi lại. Nói cách khác, chủ nhân của nó nguyên thủy thiên tôn. Tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thái địch, trầm giọng nói, cái này đôi giày là nguyên thủy thiên tôn chó trưởng lão gật đầu ta đang muốn tìm các ngươi ngũ hành liên minh tôn trưởng lão tìm từ một chút nói ta ở thần dạ du chuyên chút tiên cảnh bên trong gặp tam đạo sơn nương nương chính là nàng đem ta đã thương chó trưởng lão chớp chớp trên ánh mắt cộng lông vì kia nương nương rất cường đại ta thiếu chút nữa về không được nhưng là có không ít thu hoạch ta biết đại khái nàng vì sao phải tìm kiếm nguyên thủy thiên tôn Tôn trưởng lão cảm khái nói, tiểu tử kia lấy đi tam đạo sơn nương nương dương phách, thiếu kia bộ phận dương phách, nàng vô pháp tiếp tục tấn chức, càng không cách nào đột phá tiên cảnh. Chó trưởng lão sắc mặt xuất hiện nhân tính hóa chuyển biến, khiếp sợ, ngạc nhiên, cuồng hỉ. Tiểu tử kia vậy mà nắm trong tay cổ đại nhật du thần dương phách đây là đại đa số quy tắc loại đạo cụ cũng không thể bằng được. Tôn trưởng lão ho khan một tiếng, thẳng vào chủ đề, tam đạo sơn nương nương tất nhiên sẽ nhớ tất cả biện pháp thu hồi dương phách. Nguyên thủy thiên tôn đẳng cấp quá thấp, vô pháp thừa nhận phần này nhân quả. Thái nhất môn nguyện ý giao dịch, điều kiện tùy tiện mở. Chó trưởng lão đã trầm mặt. Tôn trưởng lão nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, ngươi không muốn. Ngũ hành liên minh không có thần dạ du, nàng dương phách cho các ngươi, không có bao nhiêu tác dụng, các ngươi thậm chí đều không thấy được nàng chúng ta không dùng đến, nhưng nguyên thủy có thể. Giữ lại tam đạo sơn nương nương dương phách, chờ hắn tương lai trở thành chúa tể, tự nhiên có thể thừa nhận phần này nhân quả. Chó trưởng lão nói chuyện. Tôn trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên, người đối với hắn chờ mong lớn như vậy. Người biết tấn chức chúa tể có bao nhiêu khó sao? Ai? Chó trưởng lão thở dài nói, hắn là ngũ hành liên minh kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chỉ cần thông qua khám sức khỏe tổng quát Chúng ta sẽ không ngại bất cứ giá nào bồi dưỡng hắn Vì cái gì? Tôn trưởng lão khó có thể lý giải Chó trưởng lão nói chuyện Bởi vì hắn qua cửa hai các cấp tiên cảnh Bởi vì hắn mấy ngày hôm trước vừa bị trao tặng gà cấp công huân Hơn nữa, có phần này nhân quả Hắn càng đáng giá tài bồi không phải sao Tôn trưởng lão ngây ngẩn cả người Hắn nhìn chầm chầm chó trưởng lão À cấp công huân ngươi không có cùng ta hay nói giỡn. Lấy cấp công huân độ khó. Phải là chém giết chúa tể cấp tà ác chức nghiệp, hoặc giải quyết cực lớn nguy cơ, tước đoạt trọng yếu đạo cụ, mà có thể làm được này đó, chỉ có đều là chúa tể cấp trưởng lão. Cấp bậc thấp hành giả, làm sao có thể làm được? Chó trưởng lão liếc hắn một cái, có chút thương cảm nói, lão tôn, ngươi hồ đồ a à? Ta hồ đồ cái gì? Tôn trưởng lão nghe không hiểu, lại lần nữa không hiểu cảm thấy những lời này quen thuộc, đang định hỏi thăm, đỏ vũ giày ba tháp ba tháp đi tới, đứng ở xích đu trước. Một cái tin tức hiển hiện, ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi vũ sao, nếu như nguyện ý. Mời dậm chân tại chỗ. Tôn trưởng lão phất phất tay, làm ra xua đuổi tư thế, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nếu như ngươi không thể làm chủ, ta có thể cho môn chủ cùng nữ nguyên soái câu thông. Tiếng nói vừa dứt, tôn trưởng lão đã bị một cái đại bức đâu cho đạp ngay ra hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại nhìn về phía xích đu biên đỏ vũ dày đầu năm nay rõ ràng còn có đạo cụ dám cho hắn tai to hạt dưa tôn trưởng lão vừa rồi xua đuổi tư thế gây ra đỏ vũ dày công kích quy tắc đối với không cùng chính mình khiêu vũ người đỏ vũ dày tuyệt không nương tay phạch 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 đỏ vũ dày nhảy đến tôn trưởng lão trên người triển khai công kích đã chuẩn bị thế đại lực trầm một cước một cước dẫm đạp tuổi già lão đại gia. Chó trưởng lão ánh mắt tràn ngập thương cảm, ngươi có phải hay không đã quên cái này xong vũ dày quy tắc. Không cùng nó khiêu vũ liền giết người. Tôn trưởng lão nghĩ tới. Nó đuổi giết coi thường trở ngại, vô pháp đào thoát, vô pháp phá hư, trừ phi cùng nó khiêu vũ. Chó trưởng lão bổ sung. Chó trưởng lão ánh mắt trêu tức, nói, nghĩ không tới may mắn có thể yêu thích tôn trưởng lão kỹ thuật nhảy, ta có thể cho ngươi một chi vũ thời gian. Tôn trưởng lão khẽ nói, đơn sơ quy tắc. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý đỏ vũ dày chà đạp, linh thể thoát ly thân thể. Tôn trưởng lão khí tức trong nháy mắt biến mất, trái tim ngưng đập, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Đối với thần dạ du mà nói, linh thể xuất khiếu là thông thường thao tác, ý thức rời khỏi thân thể sau, thân thể sẽ ở vào trạng thái chết giả. Đỏ vũ dày dẫm đạp tần suất chậm lại, nó đứng ở xích đu biên quan sát vài giây, đột nhiên bay lên một cước, lại là một cái đại bước đâu, nhưng tôn trưởng lão không phản ứng chút nào. đỏ vũ giày thấy hắn đã chết đi, lập tức thay đổi phương hướng, ba tháp ba tháp đi đến chó trưởng lão thân biên, một cái tin tức hiển hiện, ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi vũ sao? nếu như nguyện ý, mời dậm chân tại chỗ. chó trưởng lão mặt chó đột nhiên cứng đờ, tôn trưởng lão linh thể trở về vị trí cũ, mở to mắt dẻo dẻo nói, nghĩ không tới may mắn có thể thưởng thức được ngài kỹ thuật nhảy, ta có thể cho ngươi một chi vũ thời gian. Chó trưởng lão cười lạnh một tiếng, thật giống như ta sẽ không có thủ đoạn tự như, cái này vũ dậy có thể gây tổn thương cho ta mảy may. Đã thành, ta tới kinh thành sự đã giải quyết. Nên trở về Tùng Hải. Tam đạo sơn nương nương dương phách, ta sẽ không đồng ý cho các ngươi, trừ phi minh chủ đáp ứng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nện bước ưu nhã bộ pháp kiên trì thừa nhận một cước chân chà đạp rất nhanh rời đi đưa mắt nhìn thái địch biến mất ở ngoài cửa viện tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt nhíu mày trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi ta không tại trong lúc chuyện gì xảy ra cái kia nguyên thủy thiên tôn như thế nào bị trao tặng gà cấp công huân hắc y trung niên nhân một bên may mắn cặp kia dậy không có khóa định chính mình một bên đem gần đây chuyện phát sinh báo cho tôn trưởng lão thì ra là thế Tôn trưởng lão giật mình, cảm khái nói, tiểu tử kia tốc độ phát triển thật ra khiến ta ngoài ý muốn, ban đầu không có tranh thủ hắn, là ta sai lầm, hắn đột nhiên sững sờ, có chút minh bạch chó trưởng lão câu kia hồ đồ là có ý gì. Tôn trưởng lão trầm mặt một chút, cẩn thận nói, gần đây trong môn còn có cái gì về ta lời đồn đãi hắc y trung niên nhân vẻ mặt xoắn xuýt ở tôn trưởng lão nhìn chăm chú đành phải lấy điện thoại di động ra mở ra thần dạ du website tìm tòi khung đưa vào, tôn trưởng lão hồ đồ A. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa di động đưa lên, chính ngài xem đi, tôn trưởng lão nửa nghi hoặc nửa ngưng trọng tiếp nhận điện thoại. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy diễn đàn bên trong, đựng tôn trưởng lão hồ đồ A từ một thiếp mời, nhiều đến hơn 200 mảnh. Vị này đức cao vọng trọng trưởng lão, tay hơi hơi rung lên. Hắn kéo động màn hình, rất nhanh đảo qua những cái kia thiếp mời, tất cả đều là chỉ trích tôn trưởng lão hồ đồ sai sót nhân tài nội dung thời gian dần trôi qua tôn trưởng lão hồ đồ đã trở thành thái nhất môn thần dạ du biểu đạt trầm thống tình cảm chuyên dụng từ tâm tình không tốt thời điểm vô cùng đau đớn thời điểm tức giận thời điểm sẽ tới một câu tôn trưởng lão hồ đồ a tôn trưởng lão tây run rẩy trở nên lợi hại hắn xuống chút nữa xem phát hiện vừa bắt đầu mấy chục mảnh tôn trưởng lão hồ đồ a lại nguồn gốc từ cùng là một người, cùng một cái danh tự, viên đình. Lớn mật. Này nhóm cho chết, lại dám ở diễn đàn bên trong bố trí lão phu. Cũng là không phải hắc y trung niên nhân nói. Ư ừ. Tôn trưởng lão nhìn về phía hắn. Bọn hắn đang nói chuyện thiên nơi tập trung cũng bố trí ngài. Tôn trưởng lão giận tím mặt, đem viên đình cho ta triệu hoán tới đây, đêm nay không thấy được hắn, lão phu liền tự mình đi tùng hải đánh gãy hắn chân chó. Tôn trưởng lão hồ đồ A. Thần già dạ du nói chuyện phím nơi tập trung bên trong. Viên đình thói quen phát biểu cảm khái, tiếp theo đàm luận nói, ta cho rằng, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm qua suýt nửa chết thảm lý hiển tông trong tay, nhưng này không đại biểu hắn tiềm lực không được, hai cấp cùng ba cấp có bao nhiêu chênh lệch, chúng ta lòng dạ biết rõ, huống chi lý hiển tông trải qua tiên cảnh số lần nhiều, đạo cụ số lượng cũng nhiều, giảng ký, viên đình, ngươi cũng muốn cẩn thận rồi, Lý Hiển Tông tìm không thấy nguyên thủy thiên tôn, sẽ nếm thử săn giết mặt khác ba cấp hành giả. Ngươi là thần giả dạ du, ngươi tiền thưởng có thể so với mặt khác hợp pháp chức nghiệp cao. Viên đình, ha ha, ta sẽ cho hắn biết, ba cấp thần giả dạ du mạnh cỡ bao nhiêu. Đang trò chuyện, điện báo biểu hiện thay thế nơi tập trung trò chuyện giao diện. Vương chấp sự tìm ta. Nhìn xem ghi chú danh tự, viên đình sửng sốt một chút vương chấp sự là tôn trưởng lão trợ thủ kim tâm phúc cùng hắn là không có quá nhiều cùng xuất hiện mặc dù mọi người thay đổi phương thức liên lạc nhưng nghiêm chỉnh năm cũng sẽ không có trò chuyện cơ hội viên đình chuyển được điện báo nói vương chấp sự ngài có gì phân phó vương chấp sự thanh âm trầm thấp thông qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến viên đình a tôn trưởng lão đi ra hắn đã biết các ngươi bố trí chuyện của hắn tức giận phi thường, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Ngươi a, à, để cho ta nói như thế nào ngươi ai, tự cầu nhiều phút a, à, ta hiện tại viết di chúc còn kịp à, viên định cảm giác mình đang một chút hóa đá, khuôn mặt sinh không thể luyến. Chương 123, nhìn trộm. Chương 123 nhìn trộm cung chủ vùng ngoại thành biệt thự. Lầu một phòng khách, Lý Hiển Tông lôi kéo một trường ghế lưng cao, ngồi ở khách bên trong. Sóc trên ghế salon, lười biến nằm nghiêng thành thục tại trí nữ nhân, nạn đeo kính đen, ngũ quan lãnh diễm, cao lãnh nghiêm túc tư thái cực kỳ giống chủ nhiệm lớp. Nhưng khinh bạc sa y dưới, uyển chuyển thân thể, lại cùng khí chất hình thành tươi sáng rõ nét tương phản. Với phổ thông nam nhân mà nói, như thế xinh đẹp vưu vật, đủ để khiến kia miệng đắng lưỡi khô, gà không động đậy đã, cho dù người trong đồng đạo nhiều vô số kể cũng vui vẻ chịu đựng có thể lý hiển tông không chút nào vì sắc đẹp thế mà thay đổi nói lên chính mình bái phỏng mục đích ta yêu cầu một kiện khắc chế cao cấp linh thể đạo cụ ít nhất là thánh giả cảnh y xuyên mỹ nằm nghiêng tuyết trắng cánh tay chống đỡ trán âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng hai nghìn vạn tiền mặt hoặc là cung cấp bậc đạo cụ tài liệu lý hiển tông nhếch nhếch miệng không có tiền nếu như không suy tính nói đức giá trị, đối cổ hoặc yêu mà nói, kiếm tiền nhanh nhất phương thức là thành lập giáo phái, mê hoặc lượng lớn dân chúng bày đồ cúng. Liền có thể trong ngắn hạn tích góp lượng lớn tiền mặt. Mà so sánh đáng tin cậy lộ tuyến, là mê hoặc dân chúng, tụ lại tín đồ, sau đó thành lập công ty, lấy hợp pháp thủ đoạn kiếm tiền. Nhưng bởi như vậy, muốn gặp phải bị quan phương tra ra mánh khóe mạo hiểm, rất có thể nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển Đông, lại có là, đại bộ phận cổ hoặc yêu là không có tinh lực, không có hứng thú, cũng không thể lực kinh doanh công ty. Y xuyên Mỹ sớm có sở liệu, cười nhạo nói, tam đại chức nghiệp bên trong, chỉ có các ngươi binh giáo chủ nghèo nhất, trong đầu đầy chính là giết người làm phá hư. Nàng ngay trước Lý Hiển Tông mặt, bắt tay vói vào tuyết nị khe rảnh, cầm ra một cái hộp kim châm, trong hộp có ba miếng đen kiệt sắc châm nhỏ, nói, ta đề nghị ngươi tuyển tiêu hao phẩm, ba miếng phá hồn châm, ba trăm vạn tiền mặt, cũng có thể dùng đồng giá đạo cụ cùng tài liệu thay đổi, có thể trọng thương 4 cấp linh thể, 5 cấp linh thể cũng sẽ bị thương tổn không nhỏ, về phần 6 cấp sau nàng khẽ cười nói, nghĩ đến ngươi cũng là có đầu óc, sẽ không trêu chọc cái kia cấp bậc địch nhân. Thành giao, trong ba ngày cho ngươi. Lý Hiển Tông nói, không không không, y xuyên Mỹ khoát khoác tay chỉ, ngươi còn thiếu ta 10 tên cường tráng hợp pháp hành giả. Đây là ngươi hứa hẹn cho ta, chờ ngươi gác tự hành giả cho ta đã nắm tới, ta mới có thể cùng ngươi tiến hành bước tiếp theo giao dịch. Vì thay ngươi ngăn trở Phó Thanh Dương, ta bị thương không nhẹ, Phó Thanh Dương không hổ là ngũ hành liên minh cùng thế hệ người trẻ tuổi, số một số hai cường giả. Nói đến đây, nàng sắc mặt hiện lên ửng hồng, kẹp chặt hai chân, si mê nói, kiếm của hắn thế không thể ngăn cản, như núi nghiêng, như biển trích gào. Quá sung sướng, đây mới là cực hạn thể nghiệm. Lý Hiển Tông nhìn đối phương bệnh trạng biểu lộ, trong nội tâm mắng một tiếng, biến thái. Có thể, ta sẽ ở trong nửa tháng thay ngươi bắt tới 10 vị hợp pháp hành giả. Hắn nhất định phải bắt được nhằm vào đẳng cấp cao linh thể đạo cụ, cho dù là tiêu hao phẩm, chỉ có như vậy mới có thể đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn ác chủ bài. Cỡ lớn giết chóc phó bản mở ra trước, hắn được tận khả năng tăng lên chính mình. Săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là có thể ma luyện bản thân, rất nhanh tăng lên chính mình. Tiếp theo tiền thưởng phong phú, tiền thưởng cùng đạo cụ cũng đủ mê người, cuối cùng, trên người tiểu tử kia đạo cụ rất nhiều, giàu đến chảy mở. Coi như không có lần này thí luyện nhiệm vụ. Lý Hiển Tông cũng sẽ nếm thử săn giết nguyên thủy thiên tôn. Hoa vũ khách sạn. Có được lộ thiên dương đài quán cà phê, che nắng cái dù dưới, tạ Linh Hy nắm bắt bằng bạc muỗng nhỏ, nhẹ nhàng quấy cà phê, khối băng ở chén vách tường va chạm ra thanh thúy tiếng vang nguyên thủy ca ca ngươi tốt lâu không có liên hệ ta tạ linh hi công miệng quỷ khuất nói người ta ở lại tùng hải chính là vì ngươi nha có thể ngươi vì cái gì vẫn luôn vắng vẻ ta đâu bàn nhỏ đối diện trương nguyên thanh bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là như vậy đó là ta không đúng ta không nên vắng vẻ ngươi đi ta mang ngươi trở về phòng cho ngươi biết rõ ca ca có bao nhiêu nhiệt chán ghét rồi, nhỏ trà xanh che miệng cười khẽ, bỗng nhiên nhíu cái mũi, nói, nguyên thủy ca ca, ngươi cái dạng này một chút cũng không đẹp trai, ta còn là ưa thích ngươi bộ dáng lúc trước. Trương Nguyên Thanh lại dịch dung thành vương thái, ngũ quan phổ thông, vẻ mặt không sở trường giao tiếp chất phát bộ dáng. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, ngươi nên biết Lý Hiển Tông nhìn chầm chầm vào ta. Trương Nguyên Thanh uống một ngụm cà phê. Tạ Linh Hy đã nói, Nguyên Thủy ca ca, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đơn thương độc mã xong bệnh viện, bằng sức một mình đánh gục kẻ ác. Cuốn lấy Lý Hiển Tông, làm quan phương giải cứu con tin làm ra cực lớn cống hiến, thật sự là lợi hại a à, nhìn một cái, cái này là trà xanh chỗ tốt. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, bất kể như thế nào, vẫn là bị dạy dỗ, ta cùng Lý Hiển Tông chênh lệch rất lớn. Bởi vì Nguyên Thủy ca ca còn chưa tới ba cấp sau, chờ ngươi lần sau từ tiên cảnh bên trong đi ra, liền có thể đánh bại dễ dàng Lý Hiển Tông. Tạ Linh Hy một tay chống cầm, một tay quấy cà phê, lông mi thật dài dưới, là nước nhuận con ngươi sáng ngời, ta vẫn luôn rất tin tưởng nguyên thủy ca ca. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm không hiểu thoải mái, ngươi có phải hay không đối với ta sử dụng trấn an? Nào có. Người ta nói đều là lời thật lòng rồi, cà phê ở tạ Linh Hy thổi phòng trung, dần dần uống xong, Trương Nguyên Thanh tâm tính đã hoàn toàn khôi phục không còn có uể oải cùng trầm trọng. Nhạc sĩ Trấn An năng lực quả thật không tệ, nhưng đại giới chính là, ta đối tạ Linh Hy Hảo cảm độ tăng lên không ít. Trương Nguyên Thanh xem kỹ nội tâm, vẻ lo lắng diệt hết. Lúc này, tạ Linh Hy cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn tinh xảo sách tay, kéo ra khóa kéo, lấy ra một khối màu đen, bên trong chảy xuôi theo mộng ảo sáng rọi ngọc thạch. Nguyên Thủy ca ca, đây là của ta lễ vật. Trương Nguyên Thanh sửng sốt một chút, ngươi muốn tặng nó cho ta. Dù sao ta cũng không dùng đến sao, tạ Linh Hy thản nhiên nói, ta một cái nhu nhược vừa đáng yêu tiểu cô nương, rời xa phân tranh, cầm lấy ngọc phù cũng là lãng phí, không bằng đưa cho ca ca. Phần lễ vật này có chút quý trọng. Trương Nguyên Thanh mặc dù ám trà sát trà sát nghĩ tới như thế nào đem nàng ngọc phù hố tới đây, nhưng là chỉ là muốn tưởng, không có muốn hóa thành thực tế ý tứ. Xem ra nàng cũng lo lắng ta bị Lý Hiển Tông ám sát mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào hiện thực chênh lệch là chân thật tồn tại cho đến hiện nay quan phương cũng tốt bạn bè cũng tốt thậm chí không thể làm chung hoang dại hành giả đều không cho rằng hắn là lý hiển tông đối thủ đều cảm thấy nguyên thủy thiên tôn bị lý hiển tông nhìn chằm chằm vào có đại phiền toái chính ngươi giữ đi ta còn không tới chán nản đến một bước này trương nguyên thanh đem ngọc phù đẩy trở về hắn sợ chính mình đạt được ngọc phù sau đã mất đi đập nồi dìm thuyền khổ luyện chiến đấu quyết tâm cùng nghị lực. Tạ Linh Hy không có tiếp tục khuyên bảo, thu hồi ngọc phù, nhỏ giọng nói, nguyên thủy ca ca, cung chủ tỷ tỷ cũng tại khách sạn, nàng muốn gặp ngươi. Ừ. Kia điên. Như gió xinh đẹp tỷ tỷ cũng tại khách sạn. Trương Nguyên Thanh lắp bắp kinh hải. Trong lòng tự nhủ may mắn ta là định lấy vương thái mặt tới, nếu là lấy bộ mặt thật kỳ nhân, kia điên phê sắc tâm quá đem ta bắt đi ở trước mặt đầu sẽ không dịu. Tạ Linh Hy đứng dậy, kéo Nguyên Thủy ca ca cánh tay, rời đi quán cà phê, phản hồi gian phòng. Đi vào phòng cho Tổng thống bên ngoài, Tạ Linh Hy giữ cửa tạp nhét vào Trương Nguyên Thanh trong tay, thấp giọng nói, ngươi vào đi thôi. Trương Nguyên Thanh xem nàng không có cùng đi ý tưởng, hỏi, ngươi không tiến đến. Tạ Linh Hy lắc đầu liên tục, nhượng bộ lui binh. Mùi tử A, ngươi bộ dáng này để cho ta không hiểu sợ a à, trương nguyên thanh đưa mắt nhìn nhỏ trà xanh bước nhanh rời đi hắn không có lập tức quét thẻ mà là lấy ra thấy rõ người chi nhãn lại nói tiếp hắn vẫn luôn không có cơ hội sử dụng cái này đạo cụ nhìn trộm đại lão nội tâm ý tưởng vừa vặn thử xem vị này chỉ sát cung chủ đối với chính mình thái độ cùng với nội tâm của nàng đến cùng điên cuồng tới trình độ nào trương nguyên thanh đeo lên kính râm soát thuê phòng cửa tích tích cửa phòng mở ra tiến vào huyền quang hắn ở đối diện cửa phòng bàn học sau nhìn thấy mặt đỏ thẫm cổ trang váy dài chỉ sát cung chủ ngực cùng tay áo dùng kim tuyến tu xuất vân văn cùng long văn hoa mỹ mà có hàm súc thú vị cung chủ muốn gặp ta trương nguyên thanh gật đầu kỳ ý mặt nạ màu bạc dưới linh động con ngươi sáng ngời xem kỹ hắn khẽ cười nói bị lý hiển tông đánh một trận tâm tính bảo trì được không sai ta còn tưởng rằng ngươi sẽ uể oải vài ngày đâu đây không phải tìm đến tạ linh hy tâm lý trị liệu sao trương nguyên thanh hồi đáp tiểu nha đầu rất biết an ủi người cùng nàng cùng một chỗ luôn không hiểu vui vẻ nói xong quan sát đến đối phương hắn nhạy bén bắt được một ít chi tiết ánh mắt của nàng nói cho ta biết nàng không quá cao hứng tâm tình của nàng là nhằm vào ta đấy ta không có trêu chọc nàng ai chỉ sát cung chủ ngồi ngay ngắn sau cái bàn vuốt vuốt tay áo, ôn nhu nói, ta sắp tới phải ly khai Tùng Hải, bác thượng làm việc, trước khi đi, có muốn hay không ta thay ngươi làm thịt Lý Hiển Tông? Ta cũng không muốn trở về Tùng Hải, lại nghe nói ngươi chết ở Lý Hiển Tông trong tay, dù sao ngươi là ta dự định nam sủng sao? Tạ Linh Hy là ta ưa muội muội, ngươi ngày bình thường nhiều cùng nàng thân cận. Nàng lo lắng thật sự, không phải trêu chọc, nhưng lại cất giấu so sánh phức tạp tâm tình tự hồ là không muốn ta gật đầu đáp ứng nàng để cho ta cùng tạ Linh Hi nhiều thân cận. Có thể dòng điệu cùng ánh mắt, lại mang theo một tia cảnh cáo. Ngươi chịu giúp ta. Trương Nguyên thanh nhãn tình sáng lên. Chỉ sát cung chủ khẽ vuốt càm, 500 vạn, ta thay người giết hắn. 500 vạn. Ta coi như bán mình cũng kiếm không đến 500 vạn a, à, ồ, nàng nói 500 vạn thời điểm, vì cái gì có trả thù khoái cảm. Trương Nguyên Thanh xem kỹ nàng, lại phân tích ra đối phương mới ý tưởng, nàng không ngừng nhìn chầm chầm mắt của ta kính xem, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Không tốt, nàng muốn đánh ta, nàng phát giác được ta ở nhìn trọng nàng. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm cả kinh, bất động thanh sắc lấy mắt kiến xuống. Nói, không cần, của chính ta phiền toái, chính mình sẽ giải quyết. Nghe vậy, chỉ sát cung chủ con mắt ngoặt, tự hồ phi thường hài lòng câu trả lời của hắn, cười nói, muốn trở thành độc làm một phương cường giả, luôn dựa vào ngoại lực là không được, trèo lên đỉnh chi lộ muốn chính mình từng bước một đi tới. Lý Hiển Tông là một cái cường địch, nhưng không phải không có thể chiến thắng địch nhân. Nếu như ngươi bởi vì trong bệnh viện thảm bại mà sinh lòng sợ hãi, đã đáp ứng ta giao dịch, ta đây sẽ rất thất vọng. Nàng vừa rồi quả nhiên là đang thử dò xét ta chỉ sát cung chủ lại nói, ngươi đi đi. Giúp ta đem cái chết nha đầu kêu đến cái này ta không dùng kính mắt cũng có thể nhìn ra nàng tác ý, đáng thương nhỏ trà xanh. Trương Nguyên Thanh gật đầu, rời khỏi phòng. Hắn vừa đi ra gian phòng, lừa gạt đến thang máy biên, đã nhìn thấy tạ Linh Hy vẻ mặt ác thú vị chờ ở nơi đó. Ồ, Nguyên Thủy ca ca nhanh như vậy liền đi ra. Nàng vẻ mặt thất vọng, không cam lòng nói, cung chủ tỷ tỷ không có bắt nạt ngươi sao? Nàng tại sao phải bắt nạt ta? Trương Nguyên Thanh hỏi nàng chính là như vậy đó a à. nàng ưa thích bắt nạt người động một chút lại người treo lên người ta đã chuẩn bị xong đi vào cứu vớt nguyên thủy ca ca nàng thường xuyên bắt nạt ngươi ừ nàng một không cao hứng liền lấy ta trút giận mỗi lần muốn bắt nạt ta liền gọi ta là nha đầu chết tiệt kia a à, nguyên lai nha đầu chết tiệt kia là ngươi a à, nguyên thủy ca ca có ý tứ gì tạ linh hi trên mặt dáng tươi cười chậm rãi biến mất trương nguyên thanh thương cảm liếc nhìn nàng một cái cung chủ mới vừa nói đi giúp ta đem cái chết nha đầu kêu đến tạ linh hi khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi trắng trương nguyên thanh rời đi hoa vũ khách sạn đeo lên mũ lưỡi trai cùng khẩu trang nhìn chung quanh liếc một cái xác nhận không có ai theo dõi lúc này mới cắm gánh chịu dọc theo bên đường mà đi buổi chiều thời gian hắn ý định tìm quan nhã học tập thuật cận chiến đây là sáng nay ước định tốt huấn luyện địa điểm ngay tại Phó Gia Vịnh, chỗ đó có chuyên môn dùng cho luyện tập chiến đấu nơi, hơn nữa ở Bách Phu Trưởng Mí Mắt phía dưới, không cần lo lắng ám sát cùng đánh lén. Hắn hiện tại cũng thật không dám đi cục an ninh. Trương Nguyên Thanh tự tin, lấy thân thể của hắn tố chất, thuộc cận chiến nhập môn không khó, còn có được xưng chiến đấu thiên tài lão tư cơ tự mình giảng bài, trong ngắn hạn vật lộn năng lực đột nhiên tăng mạnh cũng là có khả năng. Chỉ cần hắn chịu dưới làm việc cực nhọc chờ đem chiến đấu tăng lên đi lên mục tiêu kế tiếp chính là chờ đợi tiên cảnh mở ra đang nghĩ ngợi trong túi quần điện thoại vang lên là phó thanh dương điện báo bách phu trưởng ta đang chuẩn bị tới đây trương nguyên thanh chuyển được điện thoại phó thanh dương nói chó trưởng lão từ kinh thành đã trở về ngươi lập tức đến chỗ của ta một chuyến ta đạo cụ vấn đề giải quyết xong trương nguyên thanh đại hỷ phó thanh dương từ một tiếng giọng điệu có chút cổ quái, ngươi mau chóng tới đây, đừng cho trưởng lão sốt ruột chờ. Đừng làm cho trưởng lão sốt ruột chờ. Có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh nghe không hiểu, lòng hắn nói loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần trưởng lão tự mình chờ hắn đi qua. Chương 124, lớp học cách đấu. Chương 124 lớp học cách đấu Trương Nguyên Thanh đánh cho một chiếc xe taxi, gấp gáp bận rộn đi đến Phó Gia Vịnh, quét thẻ qua kiểm an, tiến vào tiểu khu, đến xa hoa biệt thự. Hắn mới vừa gia nhập biệt thự, đã nhìn thấy ăn mặc to rộng áo mỏng, bảy phần quần, chữ nhân kéo linh quân, lặng lẽ giấu ở một viên cảnh quan gốc cây dưới, hai tay vây quanh thân cây, miệng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn lại, tươi tốt giữa cành lá, một cái thanh đằng cuốn quanh điện thoại, màn ảnh nhắm ngay biệt thự cái nào đó cửa sổ, không ngừng điều chỉnh thị giác, tự hồ ở quay chụp cái gì. Hắn ở làm gì vậy Trương Nguyên Thanh đưa tới, hỏi, ngươi ở chụp ảnh thỏ nữ lang tắm rửa sao? Vậy thì có sao, vậy thì sao tốt chụp ảnh, Linh Quân quay đầu, suyệt nói, nhỏ giọng một chút, ta ở chụp hot sức đầu đề. Trên đời còn có so eo nhỏ chân dài bộ ngực đại tiểu tỷ tỷ tắm rửa càng đáng giá quay chụp đồ vật sao, nếu có, đó chính là heo mẹ tắm rửa này gia hỏa cũng cùng phó thanh dương giống nhau là cấm dục hệ trương nguyên thanh còn muốn hỏi lại linh quân phất tay đuổi người ngươi còn đang bận việc đừng ở chỗ này của ta xử sẽ bị phát hiện hắn đành phải quay người dọc theo trải ở mặt cỏ phiến đá đường tiến vào trong biệt thự bộ quen việc dễ làm thư đến bên ngoài nhẹ khấu hai cái sau hắn đẩy ra màu rám nắng xong mở cửa gỗ theo cửa gỗ rộng mở trương nguyên thanh nghe thấy được quen thuộc thân thiết đát đát thanh sửa sang xa hoa thư phòng hắn đầu tiên thấy là ngồi ngay ngắn ở trên bàn sách long quan thái địch rồi sau đó là mới khéo léo đỏ vũ giày giờ phút này đỏ vũ giày đang vây quanh long quan thái địch triển khai hung mảnh công kích phạch 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 khi thì đá bay khi thì mảnh liệt đạp khi thì đạp má trái khi thì đạp má phải tự như đáng ghét lại không biết mệt mỏi con ruồi không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Nguyên Thanh cảm thấy chó trưởng lão giờ phút này sinh không thể luyến. Tiếp khách trên ghế salon, ngồi phó thanh dương, quan nhã cùng khương tinh vệ, tóc đỏ thiếu nữ xem diễn tự như nhìn chầm chầm thái địch trưởng lão, không ngừng phát ra, ha ha, khanh khách, tiếng cười. Quan nhã bờ môi nhếch, nhìn được rất vất vả. Phó thanh dương như cũ là cục gạch mặt, nhưng ánh mắt vẫn luôn rơi vào chó trên người trưởng lão, chưa bao giờ rời đi, một khắc đều không bỏ được chuyển trưởng lão gây ra đỏ vũ dày giết người quy tắc. Không hổ là quy tắc loại đạo cụ, liên trưởng lão cũng không có biện pháp hóa giải. Chẳng qua, đó có thể thấy được chó trưởng lão là rất thể diện cường giả, tình nguyện chịu được đỏ vũ dày quấy rối, cũng không muốn giới vũ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đem suýt nửa bật thốt lên tiếng cười cưỡng ép đè ép trở về. Theo cửa thư phòng đẩy ra, Phó Thanh Dương đám người nhìn sang, chó trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên lợi hại, sát cơ trùng trùng điệp điệp liếc mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, cảm tạ trưởng lão không xa vạn dặm tiến đến kinh thành. Thay ta giải quyết đạo cụ tai họa ngầm, tiểu nhân tương lai nhất định báo đáp. Nhìn qua cung kính như thế thuận theo cấp dưới, chó trưởng lão một lời lửa giận không biết nên như thế nào phát, lúc này, đỏ vũ dậy lại bay lên một cước, cho hắn một cái đại bức đâu. Chó trưởng lão trong mắt lửa giận hừng hực. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, đa tạ trường lão. Chó trưởng lão trầm giọng nói, đem cái này phá đạo cụ thu hồi đi. Là. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía đỏ vũ dày, không cho phép xông tới trưởng lão. Trong bóng tối đối với nó đã tiến hành triệu hoán. Đỏ vũ dày bị chủ nhân triệu hoán, quả nhiên đình chỉ công kích, nhảy lên nhảy dựng hướng chủ nhân đi tới. Đáng nhắc tới, đạo cụ nhận chủ sau, chủ nhân có thể chủ động hủy bỏ gián đoạn đỏ vũ giày công kích đây là tiên cảnh ban cho quyền lực trương nguyên thanh đang muốn thu hồi đỏ vũ giày thình lình trông thấy một cái tin tức hiển hiện ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi vũ sao nếu như nguyện ý mời dậm chân tại chỗ không xong ta quên lần trước sử dụng còn không có thanh toán đại giới trương nguyên thanh nhìn về phía chó trưởng lão nói trưởng lão ta rời đi trước một chút không dùng chó trưởng lão thản nhiên nói ngay ở chỗ này nhảy đi người đây là trả thù trương nguyên thanh lập tức nhìn về phía phó thanh dương bách phu trưởng ngài nên vì ta chỗ dựa a à. phó thanh dương dịch chuyển khỏi ánh mắt quan nhã yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra ghi hình công năng khiêu vũ sao khương tinh vệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn ta nghĩ xem ta muốn nhìn nhảy liền nhảy ta cũng không phải không có trước mặt mọi người giới vũ qua ta nhưng là cậu y bác truyền nhân. Trương Nguyên Thanh chân trái triệt thoái phía sau một bước, đi cà nhắc tim, làm một cái quỳ gối lễ. Ngay sau đó, trong thư phòng truyền đến, bụt bụt, lẹp xẹp thanh. Mấy phút đồng hồ sau, đỏ vũ dậy chấm dứt vũ đạo, cảm thấy mỹ mãn làm quỳ gối lễ, hóa thành ánh sáng màu đỏ tiêu tán. Chó trưởng lão đã hài lòng, nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta có lời cùng với Nguyên Thủy nói. Phó Thanh Dương lúc này đứng dậy, đi ngang qua tâm phúc cấp dưới bên người khi, khẽ vuốt càm, đối với hắn vũ kỹ biểu đạt tán thành, nhảy không sai. Quan Nhã hướng hắn dương lên điện thoại, vẻ mặt ác thú vị cười. Trương Nguyên Thanh giữ chặt tay của nàng, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng làm cho viên đình biết rõ. Phó Thanh Dương ngừng chân, ánh mắt liếc một cái hai người tay. Trương Nguyên Thanh lập tức buông ra. Đại Khương tinh vệ cũng sau khi rời đi, Chó trưởng lão trầm giọng nói, ta lần này đi Kinh Thành, từ tôn trưởng lão trong miệng biết được một tin tức, hắn nói ở thần dạ du tiên cảnh trung tao ngộ tam đạo sơn nương nương, đã được biết đến nàng tìm kiếm nguyên nhân của ngươi. Trương Nguyên Thanh trong lòng nhất thời một lọt bột. Chó trưởng lão tiếp tục nói, hắn hy vọng ngươi bán ra món đó ẩn chứa tam đạo sơn nương nương dương phách đạo cụ, ngươi nguyện ý sao? Phục ma sử tác dụng Là tinh lọc cùng phá ma, nhưng nó bổ sung nhân quả rất lớn rất dễ dàng bị lão cái mỏ thiên lý truy tung nếu như thái nhất môn có thể đưa ra thay thế phục ma sử đạo cụ cũng phụ tặng mặt khác có giá trị đạo cụ kể cả tiền mặt trương nguyên thanh vẫn là tưởng bán cái này cùng sa đọa chén thánh giống nhau mặc dù cấp độ rất cao nhưng đối với hắn tác dụng không lớn chuyển hóa làm trước mắt có thể hấp thu lợi ích tốt nhất đổi vài món cường lực đạo cụ đã làm lý hiển tông trương nguyên thanh suy tư về bán ra lời nói mở giá bao nhiêu ô thích hợp chó trưởng lão khen ngợi nói không dùng khó xử ta đã thay ngươi cự tuyệt tam đạo sơn nương nương dương phách là hiếm thấy trân bảo ngươi lại là thần dạ du tương lai tất có trọng dụng hắn cho rằng một câu điều kiện tùy tiện mở liền muốn đem cái này trân bảo lấy đi trưởng lão ngài nói cái gì tam đạo sơn nương nương dương phách là hiếm thấy trân bảo không phải ngài là nói điều kiện tùy tiện mở trương nguyên thanh vô cùng đau đớn lòng hắn nói ta nguyện ý bán a à, làm ơn tất giá cao đến mua chó trưởng lão sững sờ giả trang không nhìn ra lòng hắn động tiếp tục nói ngươi không muốn bán là bình thường tam đạo sơn nương nương dương phách có tam đại công dụng một luyện chế đẳng cấp cao đạo cụ hai tương lai bọn ngươi cấp đạt tới chúa tể cảnh có thể dùng nó cùng vị kia nương nương làm giao dịch ba cực đoan nhất thủ đoạn có thể thao túng nàng nô dịch nàng đổi mà nói chỉ cần ngươi đạt tới chúa tể cảnh ngươi có thể bằng vào món đó đồ vật trở thành chúa tể giai đoạn bên trong cường thủ đây là hắn cự tuyệt tôn trưởng lão nguyên nhân đánh cuộc một lần nếu như nguyên thủy thiên tôn có thể tấn chức chúa tể ngũ hành liên minh lại nhiều một vị đỉnh cấp chiến lực nô dịch lão cái mỏ trương nguyên thanh đột nhiên không muốn bán đi trầm ngâm nói nhưng là ta sợ không bảo vệ được nó Chó trưởng lão nói chuyện, nếu như ngươi là sợ thái nhất môn người âm thầm cướp đoạt, kia không cần lo lắng, trưởng lão cấp nhân vật không đến mức làm loại sự tình này, ngũ hành liên minh cũng sẽ không cho phép. Ngược lại là ám dạ mân cô ngươi muốn đề phòng. Về phần tiên cảnh. Đây đúng là cái vấn đề, ngươi có thể đem món đó đạo cụ tạm thời nộp lên, do phân bộ thay ngươi đảm bảo chờ ngươi tương lai cấp bậc đã đủ rồi, lại lĩnh trở về. Đương nhiên, quyền lựa chọn ở ngươi. Nộp lên là bảo đảm nhất, có trưởng lão thư xác nhận, quan phương không đến mức bịp ta đạo cụ, không phải vậy bọn hắn có rất nhiều biện pháp. Nhưng bởi như vậy, ta liền tổn thất một kiện cường lực đạo cụ, trước mắt đến xem, ngũ hành liên minh tự hồ không có thần giả dạ du chúa tể cấp đạo cụ, toàn bộ bình thay phục ma sử đạo cụ cho ta. Tiên cảnh bên trong lời nói, chỉ cần không gặp đến kim thủy du nhạc viên cái loại này bị lão cái mỏ ảnh hưởng qua phó bản. Nên sẽ không vấn đề Trương Nguyên Thanh nói, ta cần nhắc một chút. Lầu 1, chiến đấu phòng. Ăn mặc màu trắng quần áo luyện công Trương Nguyên Thanh, dựa theo quan nhã chỉ thị, làm lấy không có độ khó kéo duỗi với động tác. Thần dạ du giao phó hắn mạnh mẽ khí lực cùng thật tốt mềm dẻo, hiện tại hắn có thể đơn giản bổ chân, còn không sợ kéo đến trứng. Quan Nhã cùng Khương Tinh vệ đồng dạng ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, một lớn một nhỏ hai nữ nhân, nhan giá trị cao vóc người đẹp, cảnh đẹp ý vui. Tinh vệ, ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây? Trương Nguyên Thanh đè nặng chân, nhìn về phía tóc đỏ thiếu nữ, tìm quan Nhã tỷ đánh nhau a, à, này không so sánh với học cùng đi làm thú vị sao? Khương Tinh vệ thần sắc hưng phấn, nàng cũng không nên tiếp tục ngồi phòng làm việc trương nguyên thanh giật mình ngươi cùng quan nhã ai lợi hại không dùng năng lực quan đánh nhau ta không có thắng qua khương tinh vệ thành thật nói lão tư cơ thuật cận chiến so với ta tưởng mạnh hơn a à, tinh vệ đều không phải nàng đối thủ quan nhã ngồi dưới đất khép lại hai chân thân thể nghiêng về phía trước hai tay đơn giản nắm phấn hồng bàn chân nếu như cổ áo lại thấp điểm trương nguyên thanh có thể tiếp thu quyền lợi nàng một bên kéo gân vừa nói ngươi mặc dù là tay mơ nhưng lực lượng huấn luyện chúng ta liền lượt qua chiến đấu có rất nhiều lưu phái quốc nội nước ngoài nhiều vô số kể ta trước giao ngươi tự do vật lộn a à, hiện giai đoạn mà nói là thích hợp nhất ngươi chờ trình độ đề cao ngươi đối với thể thuật còn có hứng thú ta sẽ dạy ngươi càng nhiều lưu phái nghe ngươi còn am hiểu bách gia chi thuật trương nguyên thanh lau mắt mà nhìn quan nhã bảo trì cuối người tư thế cười nói bị buộc ai, phó gia là cái không nhân tính đại gia tộc, từ nhỏ sẽ đem hài tử làm cổ dưỡng, cùng thế hệ hài tử nhóm khắp nơi đều muốn cạnh tranh. Học tập, chiến đấu, kiếm đạo. Không muốn bị đánh, cũng chỉ có thể khổ luyện đi, thiên phú của ta cũng không tệ lắm, 10 tuổi về sau, ngoại trừ một vị tộc tỷ, ai cũng đánh không lại ta. Nhưng ta chán ghét loại cuộc sống này, các trưởng bối kỳ vọng càng cao, ta càng không muốn cố gắng. Nhìn không ra, ngươi vẫn là đằng viễn tiền bối tri kỷ. Trương Nguyên Thanh hỏi, kỳ bách phu trưởng đâu? Hắn khi còn trẻ khi, khẳng định tài hoa xuất chúng A, à, bị ta đánh tài hoa xuất chúng còn kém không nhiều lắm. Quan nhã phốc phốc một tiếng, hắn khi còn bé A, à, thể yếu nhiều bệnh, thiên phú lại. Những người lớn đều nói đó là một không có tiền đồ hài tử tính, không nói hắn hát lịch sử. Thiên phú kém. Ngũ hành liên minh xuất sắc nhất người trẻ tuổi, chúa tể cấp phía dưới số một số hai cường giả thiên phú rất kém cỏi trương nguyên thanh trong lòng tự nhủ phó thanh dương tiểu tử này còn có một đoạn không ai mãi mãi hèn thời thơ ấu a à. trương nguyên thanh làm xong kéo duỗi với kích động quan nhã tỷ chúng ta bắt đầu đi quan nhã eo nhỏ phát lực thẳng tắp đứng người lên nói vì rất nhanh đề cao ngươi chiến đấu trình độ không thể sử dụng kỹ năng chúng ta đây liền bắt đầu a à. trương nguyên thanh trầm ngâm một chút tự do vật lộn. Có phải là không có hạn chế? Quan nhã gật đầu, thắng là duy nhất tiêu chuẩn, ngươi chẳng lẽ muốn cùng địch nhân giảng quy củ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ba giờ sau, Trương Nguyên Thanh kéo lấy mệt mỏi bộ pháp, rời đi chiến đấu phòng, đi vào đại sảnh. Lầu một phòng tiếp khách, giá trị chế tạo đắt đỏ trên ghế salon, Linh Quân đang cùng hai vị thỏ nữ lang Hi Hi cười cười, làm Trương Nguyên Thanh đi ra khi, Linh Quân cùng thỏ nữ lang nhóm đã trầm mặt. Linh Quân bị Trương Nguyên Thanh thảm trạng sợ ngay người, người trái biên mặt xưng phù thành đầu heo. Quan Nhã đánh. Bên phải mặt đâu? Tinh vệ đánh. Coi như thần dạ du khôi phục lực cường, cũng không có thể như thế ngược đãi ngươi a, à, Linh Quân tức giận nói. Cũng là không phải, Quan Nhã nói muốn dạy ta tự do vật lộn, nàng nói thắng là duy nhất mục đích, không có bất kỳ quy củ đáng nói sau đó ta liền đối với nàng dùng một chiêu giang hồ thất truyền chập vũ long trảo thủ. Nói như vậy, ngươi cũng không lỗ a, à, nhưng ta không có sợ đến a. À. Kia tin vệ vì cái gì đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng đúng nàng thi triển giang hồ thất truyền long trảo thủ? Ta nhìn như biến thái sao? Ta chỉ nói là một câu, ngưu đầu nhân phải chết. út. nàng kia không có đánh chết ngươi, nói rõ vẫn là yêu ngươi. lúc này thỏ nữ lang bưng tới vì hắn chuẩn bị cho tốt, dùng để bổ sung thể lực hắc tiêu bò biết tết, thịt tràn, trứng chần nước sôi, món điểm tâm ngọt, hoa quả, công năng đồ uống chờ. Trương Nguyên Thanh Đình chỉ nói chuyện phím, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Tịch dương ánh chiều tà trung, Trương Nguyên Thanh đeo lên mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, đem mình che cực kỳ chặt chẽ, lén lút về đến trong nhà. Khóa vào mật mã, mở ra cửa chống trộm, trong phòng bếp truyền đến bang bang bằng bằng âm thanh, đó là bà ngoại đang chuẩn bị bữa tối trương nguyên thanh tiến vào phòng ngủ một bên hô bà ngoại ta ở bên ngoài đã ăn rồi ta đêm nay muốn làm bài học ngươi không nên quấy rầy ta à ngươi không nói sớm đêm nay cơm lại làm quá bà ngoại giận dữ ngươi đưa đi cho cậu ăn đi dù sao hắn cả ngày ăn no rỗi việc trương nguyên thanh đáp lại bà ngoại nghe xong cảm thấy có lý sẽ không nổi giận đóng cửa phòng Trương Nguyên Thanh mở ra trước phần mềm chat nhìn thoáng qua. Tạ Linh Hy ở 3 giờ trước, cho hắn phát liên tiếp khóc lớn biểu lộ. Trương Nguyên Thanh hồi phục, ta gần nhất đang luyện tập chiến đấu, đại ca ca thần công đại thành. Tạ Linh Hy dây hồi, thần công đại thành sau, thế nhân gia báo thù. Trương Nguyên Thanh, không, cùng nàng một chỗ đánh ngươi. Tạ Linh Hy lại phát một chuỗi khóc lớn biểu lộ. Trương Nguyên Thanh để điện thoại di động xuống, Đi vào bên cửa sổ toàn thân trước gương, nhè răng trận mắt. Bộ mặt sưng đã biến mất, nhưng nội thương còn chưa khỏe, phần eo, ngực mơ hồ làm đau, hẳn là bị thương cơ quan nội tạng. Thiệt là, ra tay nặng như vậy, ngoài miệng nói xong cùng ta mướn phòng, muốn dùng ta luyện tập trói gà chi thuật, trong hiện thực, ta thoáng thể hiện ra đối với nàng khoa trương cơ ngực lớn mơ màng. Liền đánh ta, chẳng qua quan nhã xác thực dậy một ít vật hữu dụng. Hắn vấn đề lớn nhất chính là đánh người chỉ biết dụng quyền đầu cùng chân, sẽ không hợp lý lợi dụng đầu gối, khuỷu tay, vai cổng. Gặp được thân thể tố chất không bằng hắn, có thể áp chế, vừa gặp phải chiến đấu cao thủ, trong nháy mắt liền bại lộ tay mơ thân phận. Kim Thủy Du Nhạc Viên Màn đêm nặng nề, Du Nhạc Viên bên trong lóe ra như mộng ảo sáng chói hào quang. Một đạo kim quang mở ra nặng nề bầu trời đêm, ngưng tụ thành một cái phong hoa tuyệt đại cổ trang mỹ nhân, nàng dung mạo đoan chính thanh nhã, hai má đường công buộc vòng quanh hoàng mỹ khuôn mặt. Cái mũi đẹp để tinh xảo cao ngất tinh xảo, cánh môi gợi cảm. Trong gió đêm, làng váy cùng tóc xanh bay lên, thanh thanh lãnh lãnh, tự như tiên tử. Tam đạo sơn nương nương liếc qua phía dưới giải trí phương tiện, sáu con nhỏ yếu con kiến hôi, đang nhắm mắt lại, cưỡi gào thét xe cáp treo. Nàng thu hồi ánh mắt, không có nhiều hơn nữa xem, lái kim quang đáp xuống âm trầm cổ chỗ ở nơi này âm khí trì trệ quỷ ốc bên trong oán linh nằm rạp xuống trên mặt đất lạnh run một đoàn nồng đậm âm khí từ xưa chỗ ở ở chỗ sâu trong tràn ngập mà đến ở tam đạo sơn nương nương ngoài ba trượng đình trệ mơ hồ trong đó một vị ăn mặc áo cưới thân ảnh hướng nàng khuất thân hành lễ tam đạo sơn nương nương hỏi ta làm ngươi tìm người còn có manh mối Chương 125, mất tích. Chương 125 mất tích nghe được tam đạo sơn nương nương câu hỏi, nồng đậm âm khí tuôn trào một chút. Nương nương nghiêng tai lắng nghe vài giây, sắc mặt trầm xuống, hắn đã tới qua kim thủy du nhạc viên, mà ngươi sai sót hắn nàng có chút tức giận. Quỷ tân nương lại lần nữa khuất thân hành lễ, tiếp đó lại nói cái gì? Tam đạo sơn nương nương sắc mặt hơi nguội, trầm ngâm nói, ngươi nói là, hắn đã có được ba lượt triệu hoán cơ hội của ngươi, chỉ còn một lần cuối cùng lần sau hắn như lại triệu hoán ngươi, ngươi liền thay ta mang tới phục ma sử. Quỷ tân nương nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng là, ngươi mở không ra nhân loại kia trữ vật pháp khí như vậy đi, ta lưu một đám thần niệm ngươi, lần sau nếu là hắn triệu hoán ngươi, bổn tọa có thể lập tức cảm ứng được. Quỷ tân nương đột nhiên quỳ xuống. Tam đạo sơn nương nương tức thì lộ ra nghiêm khắc chi sắc, Ngươi làm bổn tọa không nên thương tổn hắn, hắn là ngươi phu quân. Hừ, bổn tọa làm việc, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Chợt, nàng mặt mày chuyển nhu, thẳng nhiên nói, bổn tọa chính là Triều Đình Thụ Phong chính thần, cũng không phải là ma môn tà giáo những cái kia đám ô hợp. Quỷ Tân nương lúc này mới đứng dậy. Không tiếng động báo cáo tin tức. Tam đạo sơn nương nương sắc mặt trầm ngâm, nghe xong hồi lâu, đôi mắt dễ thương sáng ngời, ngươi nói là đêm đó ngươi phát hiện sau bổn tọa càng tinh khiết nhật chi thần lực. Đáng tiếc ngươi lúc ấy bị trắng hiện thực bên ngoài. Ngươi có thể xem thanh kia người bộ dáng. Tốt, họa cho bổn tọa khoảng khắc, vài tên tiểu quỷ vận chuyển đặt bút viết mực giấy nghiên mực tới đây, trong lòng run sợ bày ở quỷ tân nương bên chân. Bút lông tự động phiêu khởi, trám mực, ở giấy tuyên thành thượng rất nhanh phát họa, mấy phút đồng hồ sau, một người tuổi còn trẻ bộ dáng buộc vòng quanh tới ngũ quan phổ thông, khóe miệng mang cười, nhìn như vẻ mặt hưng phấn, lông mi ở chỗ sâu trong ngưng khó tả tan thương. Tam đạo sơn nương nương đưa mắt nhìn vài giây, ghi nhớ người này bộ dáng, rồi sau đó huy động ống tay áo, làm giấy tuyên thành giấy lên kim sắc hỏa diễm, hóa thành tro tàn. Nàng quay đầu nhìn về phía nặng nề bầu trời đêm, suy tư một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, ngày đó ở trong miếu nhìn thấy hắn, ta liền nhìn ra người này mệnh đồ làm nhiều điều sai trái, nhân quả cuốn thân, quả nhiên thú vị. Đêm khuya, vùng ngoại thành cái nào đó nhà khách. Lý Hiển Tông đứng ở bên cửa sổ. Nắm trong tay một bộ cũ kỹ điện thoại, kiên nhẫn nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh, qua một thời gian ngắn, sẽ có mới sương mù chủ đến Tùng Hải, thành lập che giấu căn cơ mà. Thiên linh linh chết, đều bởi vì ngươi dựng lên, tổ chức tạm thời giữ lại truy cứu quyền lực, nếu như ngươi có thể giữa năm giết chóc phó bản trung tấn chức thánh giả, nhất bút câu tiêu thanh âm kia nghe tuổi không lớn lắm, mang theo khói, thuốc, tiếng nói, rất có nam tính từ tính. Lý Hiển Tông thấp giọng hỏi, ma Nhãn Đại Nhân, chỉ sát cung chủ là sở gia con mồ côi. 21 năm trước trận kia diệt môn hành động. Là vị nào thiên vương làm? Ma nhãn thiên vương cười ha hả nói, dù sao không phải ta, mấy ngày nay thu được tin tức, có bắt cảnh giáo chúng chết ở nữ nhân kia trong tay, nàng tới phương Bắc, nên từ thiên linh linh trên người đã hỏi tới không ít tin tức. Lý Hiển Tông ngạc nhiên, chợt cười lạnh nói, nàng một cái mới vào chúa tể giai đoạn hợp pháp chức nghiệp, dám tìm thiên vương báo thù. Thật sự là không biết sống chết. Ma nhãn thiên vương mỉm cười nói, ta không quan tâm cái này, ta càng quan tâm ngươi hơn người tiên cảnh nhiệm vụ lúc nào tới. Lý Hiển Tông trả lời, trong vòng 10 ngày. Chờ ngươi qua cửa nhiều người tiên cảnh, điểm kinh nghiệm EXP sẽ chờ đạt tới 3 cấp đỉnh phong, giới khi, liền chân chính đưa thân siêu phạm giai đoạn mạnh nhất thay đội. Đúng rồi, Tùng Hải cái kia nguyên thủy thiên tôn, tư chất như thế nào? Ma nhãn đại nhân, ngài không cần chú ý loại tiểu nhân vật này, nguyên thủy thiên tôn trên người đạo cụ không ít, có chút tiểu thông minh, nhưng đúng là cái tay mơ. Ngài yên tâm, trong nửa tháng, ngài sẽ thu được ta ở Tùng Hải thành công săn giết nguyên thủy thiên tôn tin tức. Lúc này, Lý Hiển Tông nghe thấy trong điện thoại vang lên hài tử hồn nhiên tiếng cười, thúc thúc. Thúc thúc, chúng ta tới chơi nha, ma nhãn thiên vương lập tức nói, dừng ở đây a. À, Lý Hiển Tông cung thanh nói, là. Chấm dứt trò chuyện. Phương Bắc xa xôi thị trấn, vùng ngoại thành phúc lợi viện. Ánh mặt trời lập lòe, phúc lợi viện đơn sơ trong sân, dưới bóng cây, nằm nhân trẻ tuổi đang tại cho bên người hài tử nhóm phân phát kẹo, đồ ăn vặt, cổ tích sách, con rối vây quanh các hài tử của hắn, nhỏ nhất năm sáu tuổi, lớn nhất chẳng qua mười tuổi, quần áo mộc mạc, khuôn mặt ngâm đen, trên mặt tràn đầy hồn nhiên dáng tươi cười. Nam nhân tuổi chừng hai mươi sáu, mày rậm, mắt to, môi mỏng. Bên ngoài rất không tồi, ăn mặc màu đen, sớt, màu đen quần thể thao, cái trán cột màu đen vận động băng cột đầu. Một loại ánh mặt trời sáng sủa khí tức. Viện trưởng là một người trung niên nữ tính, ngũ quan nhu hòa, bộ dáng hiền lành nàng từ trong lầu đi tới đi vào dưới bóng cây mỉm cười nói dương tiên sinh ngài đã tới người trẻ tuổi được một tiếng hỏi phía trên khất nợ trợ cấp truyền đến sao viện trưởng cảm khái nói cuối cùng truyền đến nhắc tới cũng trùng hợp nghe nói dân chính cái vị kia lãnh đạo không hiểu nổi mất tích giống như là tham ô quá nhiều mang theo khoản tiền lẫn trốn mới tới lãnh đạo sẽ đem đi qua khất nợ trợ cấp cho đã đến chúng ta Người trẻ tuổi dáng tươi cười sáng lạng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nữ viện trưởng nói, Dương Tiên Sinh, giữa trưa cùng hài tử nhóm một chỗ ở nhà ăn ăn cơm đi. Nữ viện trưởng là năm nay tiếp quản nhà này phúc lợi viện, nàng nguyên bản không muốn vào chức, bởi vì này gia phúc lợi viện viện trưởng, luôn không hiểu nổi mất tích, đã liên tục vài mặt cho. Nhưng lãnh đạo nói với nàng, chỉ cần nàng ở chỗ này mặc cho tròn 3 năm, liền điều đến trong thành phố đi đối với không có bối cảnh nàng mà nói. Tự hồ cũng không có lựa chọn. Đi tới nơi này gia phúc lợi viện sau, nữ viện trưởng cẩn thận vượt qua nửa năm, đối với nơi này hoàn toàn đổi mới. Hai tử nhóm hồn nhiên ngây thơ, hiểu chuyện nghe lời, rời xa văn phòng phân tranh, rời xa thể chế bên trong đấu đá với nhau, hơn nữa, nàng còn nhận thức giàu có tấm lòng yêu mến Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh ở nàng trước đó, ở rất nhiều mặt cho viện trưởng trước đó, liền không có tiếng tâm gì vì phúc lợi viện bỏ ra. Định kỳ cho hài tử mang đến đồ ăn vặt, đồ chơi, cùng hài tử chơi đùa, phúc lợi viện hài tử nhóm đều rất ưa thích hắn. Viện trưởng ngươi bận rộn a, à, ta mang hài tử nhóm đi chơi diều. Người trẻ tuổi dáng tươi cười sáng lạng. Nữ viện trưởng gật gật đầu, dặn dò hài tử nhóm muốn nghe Dương Thúc Thúc lời nói, quay người trở về trong lầu. Người trẻ tuổi kêu gọi hài tử nhóm cầm lấy diều giấy, đi vào phúc lợi ngoài viện mặt cỏ, hắn vuốt hài tử nhóm đầu, hỏi, ưa thích mới tới viện trưởng sao? Ưa thích nha. Nhà ăn đồ ăn ăn ngon không, nạn có hay không đánh chửi các ngươi? Còn sẽ định kỳ phát quần áo sao? Chờ đạt được hài tử nhóm nghiêm túc trả lời xong toàn bộ vấn đề, người trẻ tuổi thỏa mãn gật đầu. Mỉm cười nói, về sau nếu là không thích viện trưởng, nhớ rõ cùng với thúc thúc nói. Bóp, bóp. Trương Nguyên Thanh vây quanh quan nhã, không ngừng ra quyền, khi thì trước trượt, khi thì lui về phía sau, khi thì né tránh, lấy xong quyền cùng đấm móc làm chủ, lấy tay khuỷu tay cùng cánh tay làm phụ. Trải qua một tuần lễ khổ luyện bị đánh, hắn chiến đấu trình độ đột nhiên tăng mạnh, có thể ở quan nhã cường công trung chèo chống 3 phút bất bại. Dùng tin vệ lời nói nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là chiến đấu thiên tài a. À. Tiếc nuối là, tu hành ngắn ngủi, hắn còn sẽ không rất tốt lợi dụng nửa người dưới lực lượng ứng đối đối với đi đứng ứng dụng còn dừng lại ở nhất sơ cấp trình độ tiến bộ rất nhanh sau quan nhã né tránh trương nguyên thanh đấm móc một cước đá vào hắn lồng ngực nói nhưng không muốn kiêu ngạo tay mơ sau khi nhập môn đều nên đón một cái bay vọt giai đoạn có thể còn muốn tinh tiến liền khó khăn vậy phải làm thế nào đâu trương nguyên thanh lão đảo lui về phía sau ổn định thân hình thiếp thân một bộ nhanh quyền xuất kích. Quan Nhã không tốn sức chút nào né tránh, nói: "Dưới tình huống bình thường, có ba con đường tuyến, một là lực lượng huấn luyện, làm khí lực biến thành càng cường đại hơn, cái này có thể đền bù trên kỹ xảo chưa đủ, hai là thông qua học tập chiêu thức kịch bản, cho ngươi hiểu rõ hơn thân thể của mình, ba là lượng lớn thực chiến liên hệ. Từ, trên lý luận mà nói, còn có con đường thứ tư tử." Trương Nguyên thanh nhãn tình sáng lên, chậm dần tần suất công kích nói một chút coi quan nhã nở nụ cười con đường thứ tư là chọc giận đối thủ dẫn nổ đối thủ tâm tình để cho bọn họ trở nên không lý trí không lạnh yên tĩnh biến thành chỉ biết cường công trâu điên phương diện này ngươi là chuyên gia nha hơn nữa vô sự tự thông chính là khiêu khích đúng không trương nguyên thanh nhãn tình sáng lên quan nhã tức thì sắc mặt trầm xuống ngươi lại đối với ta sử dụng long trảo thủ ta đã có thể không nể mặt yên tâm, lần này không dùng, ta đổi một chiêu. Hắc hổ đào tâm. bớt. Quan nhã một cái xoay người phi cước, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Ba giờ sau, Trương Nguyên thanh mặt mũi bầm dập rời đi chiến đấu phòng, hắn kéo lấy mệt mỏi bộ pháp. Tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái, cởi quần áo luyện công, thay đổi quần áo của mình. Tiếp đó đi vào lầu một phòng ăn, hưởng dụng thỏ nữ lang tỉ mỉ chuẩn bị món điểm. Nhớ tới chính mình gần đây chuyên tâm luyện tập chiến đấu, vài ngày không có soát quan phương diễn đàn, lúc này lấy ra điện thoại di động, đăng nhập diễn đàn. Đầu tiên đập vào mi mắt là đánh dấu đỏ đưa đỉnh ba cái tin tức, Hỏa công tử cùng ăn uống quá độ thần tướng, với kinh thành ngoại thành kịch chiến, bất phân thắng bại trung đình bất động minh vương một người độc chiến linh năng hội hai đại chấp sự. Địch nhân cửu công không dưới, bất đắc dĩ thua chạy thái nhất môn linh thi chấp sự hôm qua chém giết ta cấp tội phạm truy nã quỷ thần chi thủ ngũ hành liên minh thánh giả nhóm tin chiến thắng liên tục mấy ngày nay náo nhiệt như vậy đấy sao thánh giả cảnh hành giả chiến đấu động tĩnh nên không nhỏ a à. ông ngoại mỗi ngày xem tin tức như thế nào không có nghe hắn nói lên đâu có đâu có xảy ra chuyện trương nguyên thanh nhìn kỹ hết ba mảnh đưa đỉnh thiếp mời trong lòng tự nhủ quan phương vẫn là quan phương cao thủ nhiều như mây a à. ở thánh giả giai đoạn săn giết cùng phản săn giết trung Quan Phương cường thủ thắng nhiều bài ít, hắn tiếp tục xuống soát, đột nhiên soát đến một cái thiệp. Thái Nhất môn viên đình không biết tung tích, hư hư thực thực bị trong môn trưởng lão truyền gọi đúng nha. Tôn trưởng lão đã ra phó bản, viên đội trưởng một đường đi tốt, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã tiền. Amen. Nguyện thiên đường không có tôn trưởng lão. Trương Nguyên thanh yên lặng ở ngực vẽ lên một cái thập tự giá. Hắn xuống chút nữa nhìn lại, phát hiện nội dung xoay ngược lại nếu như thánh giả cảnh là quan phương tiệp báo liên tục, như vậy siêu phạm giai đoạn, thì là tà ác tổ chức liền chiến thắng liên tiếp. Hắn ngắn mũi soát hơn 10, sau, liền nhìn thấy ít nhất 6-7 mảnh ba cấp đội trưởng bị tà ác tổ chức săn giết tin tức. Siêu phạm giai đoạn treo thưởng bản, đứng đầu bản ta nhất, càng là đối với địa phương một gã bốn cấp chấp sự triển khai săn giết. Mặc dù nói như vậy có chút ủ rũ, nhưng ở thánh giả giai đoạn, chúng ta hợp pháp trận doanh xác thực không địch lại tà ác trận doanh hiện tại đi ra ngoài làm việc phi thường cảnh giác cũng không dám độc hành đội trưởng của chúng ta ngày hôm qua cũng bị tập kích bị trọng thương ai chúng ta rất cần một hồi siêu phạm cảnh thắng trận lớn a trên lầu nghĩ gì thế tùng hải nguyên thủy thiên tôn đều bị lý hiển tông đấm làm rùa đen rút đầu đây chính là liên tục qua cửa hai các cấp phó bản thiên tài thảo lại bị tiên thi rồi Trương Nguyên Thanh trong nội tâm phiền muộn. Lúc này, quan nhã bưng lấy một bàn bò biết tết tới đây, ở hắn đối diện ngồi xuống. Nàng vừa tắm rửa qua, tóc vẫn là ướt sũng, cũng không có trang điểm, đồ hộp chỉ lên trời. Trương Nguyên Thanh nhìn chầm chầm lão tư cơ nhìn mấy lần, không khỏi không cảm khái, tổ nhan xinh đẹp như vậy nữ nhân, xưng một tiếng vưu vật không quá phận. Không nên nhìn ta. Mỗi lần ngươi xem ta, ta sẽ nhớ tới ngươi hắc hổ đào tâm cùng long trảo thủ. Quan nhã nghiến răng nói. Đó là ngươi còn không có xem qua ta định hải thần châm. Trương Nguyên Thanh hừ hừ nói, đáng tiếc a, à, bản đại thánh đào tạo định hải thần châm 21 năm, chưa tìm được hải nhãn. Quan nhã cười khanh khách, liền sợ không phải định hải thần châm, mà là cây tâm, ừ, châm cùng ký là giống nhau, thật cũng không kém. Trương Nguyên Thanh kiên trì, ta châm rất lớn, Ngươi chỉ sợ muốn nhẫn một chút. Cái này chừng mực là cực hạn, mau nửa xe, hắn da mặt mỏng, không chịu đựng nổi. Ho khan vài tiếng, chuyển hướng chủ đề, "Quan nhã tỷ, chúng ta siêu phạm cảnh đồng sự, tổn thất có chút vô cùng nghiêm trọng a." À? Quan nhã cắt bò biết tết, nói rất bình thường a, à? hợp pháp chức nghiệp vốn cũng không như tà ác chức nghiệp, mà siêu phạm giai đoạn hành giả, trong tay đạo cụ thường thường không nhiều lắm, có chút thậm chí không có gặp được so với chính mình cường tạ ác chức nghiệp, bại vong là không thể tránh khỏi. Về phần thánh giả cảnh, đã có thể xin thuyên chuyển phân bộ trong bảo khố đạo cụ, thiên tư tốt, càng là chịu tổ chức coi trọng, đại lực bồi dưỡng, ác chủ bài dĩ nhiên là nhiều. Cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Trương Nguyên Thanh cúi đầu cắt một khối bò bít tết. Quan nhã thở dài, hàng năm đều là như vậy, siêu phàm giai đoạn quan phương hành giả luôn bị đánh, đương nhiên, lạc đơn dưới tình huống là như thế này ngươi cũng không bị đánh sao quan nhã tỷ a có rảnh ta mang tạ linh hy đến tìm ngươi chơi ngươi nhiều học một ít người ta là thế nào nói chuyện a à, ngươi cùng tạ linh hy phát triển tới trình độ nào có hay không đem nàng biến thành nhỏ phá qua đang nói song hướng thang lầu truyền đến tiếng bước chân đại cơ bá lý đông trạch bạch long quyền vương đương quốc cường chờ đội trưởng sắc mặt ngưng trọng xuôi theo dưới bậc thang đi Trương Nguyên Thanh để đao xuống xiên, nên đón tiếp lấy, nhìn về phía nhà mình thập trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Không ra sự, Phó Thanh Dương là sẽ không triệu tập cấp dưới hợp. Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, thở dài nói, chúng ta khang dương khu có ba gã thành viên mất tích, khu khác cũng có thành viên mất tích, tích lũy nhân số đã 10 cái. Mất tích. Trương Nguyên Thanh cau mày nói, bị tà ác chức nghiệp săn giết sao? Đại cơ bá hừ lạnh nói, không phải, là bị Lý Hiển Tông bắt đi. Hắn ở mỗi một chỗ gây án hiện trường để lại chữ thân cao 1m90 hỏa sư. Nhìn xem Trương Nguyên Thanh nói, hắn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm muộn đến phiên ngươi. Trương Nguyên Thanh mặt tối sầm, ba phen mấy bận bị khiêu khích, hắn có chút tức giận. Về sau chờ ta lớn lên, này gia hỏa còn sẽ trở thành hắc lịch sử tính cách ôn nhu thanh đằng nói sang chuyện khác, thấp giọng nói chúng ta còn không biết hắn bắt đi quan phương hành giả mục đích, liền sợ hắn lại muốn phục chế lần thứ hai khủng bố tập kích. Cho nên Phó Thanh Dương mới triệu khai lần này hội nghị. Nên không đến mức là ấp ủ lần thứ hai khủng bố tập kích, liền sợ này gia hỏa có vu cổ sư thủ đoạn. Đem những cái kia hành giả luyện chế thành cổ thú, sau đó khu xử, sử, sử dụng, bọn hắn vây giết ta. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, càng nghĩ trong lòng càng trầm trọng. Bạch Long chân mày lá liễu nhíu chặt, cả giận nói, cái này Lý Hiển Tông, khinh người quá đáng, như vậy lão nương thuộc hạ thành viên lòng người kinh hoàng. Lý Đông Trạch bổ sung, nhất định phải mau chóng bắt hắn, thời gian dài, phân bộ mặt bị hao tổn, trước mắt diễn đàn bên trong đã có người phát bài viết tử nói chuyện này nhi. Nhưng là đại gia tin tức không phải giữ bí mật đấy sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Đường Quốc Cường lắc đầu nói, điều tra một người trụ sở, không nhất định cần tin tức, cũng có thể là theo dõi. Chúng ta cần xử lý sự kiện, cần đi làm, quá trình này trung rất dễ dàng bị câu đi ra, sau đó cùng tung. Lý Đông Trạch không có tiếp tục cái đề tài này, nói chuyện, Nguyên Thủy, ngươi mau vào phó bản rồi đi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, liền này mấy ngày. Chương 126, tiên cảnh mở ra. Chương 126: Tiên cảnh mở ra ăn mặc đua xe phục bạch long, đứng ở trên bậc thang bao quát Trương Nguyên Thanh, trêu chọc nói: "Tiểu tử ngươi lần này cần là lại tiến cấp tiên cảnh, đi ra sau nhất định có thể tiêu diệt Lý Hiển Tông." Thanh đằng lật ra một cái kiều mị bạch nhãn, mỏ quả đen. "Lại tiến cấp phó bản." "Ta tình nguyện lại lần nữa trực diện Lý Hiển Tông Trương Nguyên Thanh nói chuyện, ta hỏi qua vương thái, hắn nói, trước mắt bắt được toàn cục theo bên trong." không có liên tục ba lượt đều tiến cấp phó bản. Đại cơ bá sững sờ, có như vậy số liệu sao? Ta như thế nào không biết? Đây là công khai số liệu được không nào, tùy thời có thể tra, à, ngươi là hỏa sư, kia không sao trương nguyên thanh hồi lấy lễ phép mỉm cười. Đường quốc cường thở dài, lần trước ở Bình Thái Bệnh viện không có tiêu diệt Lý Hiển Tông, thật là đáng tiếc. Nguyên Thủy, ngươi trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, ta cuối cùng cảm giác hắn ở ngàn hư chúng ta cũng sẽ nắm chặt lùng bắt tận lực thay ngươi giải quyết hắn nhưng người biết trong biển người mênh mông lùng bắt linh cảnh hành giả không phải một chuyện dễ dàng sự thanh đằng thiện ý nhắc nhở mấy ngày này xuất nhập chú ý chút không nên bị theo dõi có lần trước tao ngộ bọn hắn này đó đội trưởng sợ còn không có lớn lên nguyên thủy thiên tôn bị lý hiển tông lén lút giác thận kia tổn thất liền lớn rồi bởi vì đội viên mất tích sự bọn hắn tâm tình không tốt đơn giản hàng huyên vài câu, liền tản đi. Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ăn, tiếp tục ăn như hổ đói, mà lúc này, quan nhã mới ăn hết nửa khối bò bít tết, liền ngừng lại, xiên mật dưa gặm. Ngươi không ăn sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Lượng vận động không lớn, không cần ăn quá nhiều. Quan nhã si ngốc cười nói. Trương Nguyên Thanh sẽ đem nàng nửa phần bò bít tết. Phủi đi đến chính mình trong mâm. Còn lai mỹ nhân không có cảm thấy có cái gì không ổn, trêu chọc nói, cái này nếu là tinh vệ, ngươi đoạt nàng đồ ăn, nàng nhất định nhảy dựng lên đánh bại ngươi đầu chó. Từ, ta sắp tới cũng muốn tiến phó bản, hơn nữa cũng là nhiều người tiên cảnh. Trương Nguyên Thanh Nhai lấy bò biết tết, cười nói, không chuẩn chúng ta có thể xứng đôi đến cùng một cái phó bản, nếu như Vương Thái ở chỗ này, hắn biết nói, căn cứ số liệu phân tích, cái này sau ngươi ở trên đường cái nhìn thấy một cái ngưỡng mộ trong lòng cô nương, mà nàng vừa vặn thích ngươi xác suất còn thấp hơn. Quan nhã chớp chớp con ngươi, chẳng lẽ không phải sao nói trúng tim đen còn thấp sao? Cái này lão tư cơ. Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn thịt. Cùng thành tiên cảnh, xứng đôi đến tỷ lệ sẽ lớn một chút, nhưng linh cảnh hành giả số lượng bày ở nơi đây, tiên cảnh phó bản số lượng cũng bày ở nơi đây. Trong hiện thực quen biết hai người đồng thời xứng đôi đến một cái tiên cảnh xác suất rất thấp rất thấp, nếu quả thật xứng đôi đã đến, đại khái chính là duyên phận A. Nếm qua cơm trưa, Trương Nguyên Thanh đeo lên mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, dịch dung thành vương thái bộ gián, mở dạo đêm rời đi phó gia vịnh. Một hơi chạy ra mấy trăm mét, trên đường liên tục thi triển hai lần dạo đêm, hắn mới hiện thân, sau đó xoát một cổ cộng hưởng xe đạp, không nhanh không chậm hướng phía trong nhà đuổi. Hắn đã thật lâu không có đi trường học, xin mấy cái đồng học ăn cơm, ủy thác bọn hắn thay mình báo danh. Nếu không có trong nhà bên kia không tốt bàn giao, Trương Nguyên Thanh đã thôi học. Chờ sang năm tích lũy đủ tiền, ta liền lấy gây dựng sự nghiệp nguyên do thôi học, ông ngoại bà ngoại chắc có lẽ không phản đối, hai người bọn họ không phản đối là được. Đạp xe đạp, hắn lâu dài tưởng. Về phần mẫu thân ý kiến, Trương Nguyên Thanh là sẽ không quản, dù sao nhiều năm như vậy, cũng không tốn qua tiền của nàng. Về đến nhà, hắn ngủ một giấc, tỉnh lại đã hoàng hôn, phòng ngủ trên sàn nhà, Trương Nguyên Thanh lại trông thấy tiểu đậu bị đỉnh lấy cậu túi tiền, bò qua bò lại. Gần nhất gì nhỏ nội y rửa rất cần, hoặc là treo ở sân thượng, hoặc là thu ở tủ quần áo, tiểu đậu bị trước mắt còn vô pháp chạm đến hai cái này địa phương, cho nên lui mà cầu tiếp theo, cho chủ nhân đã mang đến tiền bạc. Trương Nguyên Thanh theo thường lệ rút ra ba tờ đỏ rực, sau đó làm tiểu đậu bị trả lại túi tiền chờ đợi bữa tối trong thời gian hắn mở một ván trò chơi tiểu đậu bị ghé vào chủ nhân trên đầu ông một tay chui nhìn không chuyển mắt nhìn xem màn hình tivi giả trang chính mình cũng đang chơi trương nguyên thanh không yên lòng chơi lấy trò chơi trong đầu nhớ lại trong khoảng thời gian này tìm đọc phó bản công lược hắn tương lai một thời gian ngắn mục tiêu rất rõ ràng luyện tập chiến đấu tìm đọc siêu phạm giai đoạn nhiều người tiên cảnh công lược để phòng lý hiển tông theo dõi cùng săn giết tới gần bữa tối, trương nguyên thanh nghe thấy cửa chống trọng mở ra, rồi sau đó là gì nhỏ âm thanh, mẹ, đói bụng rồi, cơm tối đã làm xong không có, lại đợi một lát, bà ngoại đáp lại loáng thoáng vang lên, quá rồi mười mấy giây, cửa phòng ngủ mở ra, giang ngọc nhị tham tiếng đầu, trông thấy cháu ngoại trai ở chơi game, lập tức vui rạo rực đóng cửa vào nhà, cùng nhau chơi đùa cùng nhau chơi đùa, giang ngọc nhị ở cháu ngoại bên người ngồi xếp bằng thuận tay cầm qua trên đầu của hắn cần điều khiển, người đem cần điều khiển đặt ở trên đầu làm gì vậy? Cái này trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh từ tiểu đậu bỉ trên người cảm ứng được, ủy khuất, sinh khí, tâm tình. Nhưng quá rồi vài giây, tiểu đậu bỉ liền tha thứ gì nhỏ, từ Trương Nguyên Thanh phần lưng trật xuống tới. Bò hướng gì nhỏ, ông lấy bắp đùi của nàng, đem đầu gối lên gì nhỏ trên đùi xem màn hình tivi. Coi như là anh Linh, cũng là khát vọng tình thương của mẹ đó a à, trương nguyên thanh không khỏi cảm khái lúc này dì nhỏ hạ giọng lén lút nói ta gần nhất suy nghĩ một việc chuyện gì trương nguyên thanh chăm chú nhìn chằm chằm màn hình thao túng cần điều khiển ngươi siêu năng lực là ẩn thân đúng không ngày đó ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta xem như thế đi trương nguyên thanh nói ta lại đột nhiên tưởng a à, dì nhỏ điều khiển cần điều khiển nói chuyện, nội y của ta có phải hay không ngươi trộm? Trương Nguyên Thanh gia đầu tê dại một chút. Nghiêng đầu xem nàng, tức giận nói, ngươi sao có thể ngậm máu phun người đâu, ta thân vì siêu năng lực đặt công đội đại lão, vĩ đại quang minh chính nghĩa, làm sao sẽ làm ra trộm nhà mình gì nhỏ nội y chuyện cầm thú. Hắn giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, dường như nhận lấy thật sâu vũ nhục. Lại nói, ta trộm ngươi nội y cần ẩn thân. Dì nhỏ nghiêng mắt nhìn hắn liếc một cái, a, à, đó là ta suy nghĩ nhiều, lỗi của ta. Nàng đột nhiên vứt bỏ cần điều khiển, đánh về phía Trương Nguyên Thanh tủ quần áo. Trương Nguyên Thanh thể hiện ra sau chiến đấu huấn luyện khi còn nhảy bén thân pháp. Hai chân đạp một cái, đem dì nhỏ bổ nhào. Giang Ngọc Nhị bóp một chút, bình vỗ vào trên mặt đất. Hai người một hồi uống éo đánh, Giang Ngọc Nhị bại dưới trận tới, hừ hừ nói, quả nhiên bị ta đoán trúng, chính là ngươi cái này khi sư diệt tổ tiểu tử trọng ta nội y nàng hô lớn mẹ nguyên tử trọng ta hu hu trương nguyên thanh che miệng của nàng thật không là ta trộm tính người có cái gì yêu cầu nói thẳng giang ngọc nhị hu hu hai tiếng gật gật đầu trương nguyên thanh buông tay ra ngươi muốn nhiều nói với ta siêu năng lực người sự đem nội y trả lại cho ta về sau dạo phố mua đồ ngươi xuất tiền dì mua cho ngươi nhiều năm như vậy đồ vật, nên trở về báo ta. Ngươi nhìn chầm chầm ta gửi ngân hàng đã lâu rồi à, có ngươi như vậy làm trưởng bối. Có ngươi như vậy làm tiểu bối. Nếm qua bữa tối, Trương Nguyên Thanh trần trụi chân, trong phòng ngủ luyện tập nửa giờ chiến đấu, không có rửa chân liền nằm ở trên giường. Triệu hồi ra tiểu đầu bỉ, ân cần dạy bảo, về sau không muốn lại trộm nội y của nàng, không phải vậy đánh ngươi bờ mông nở hoa tiểu đầu bị ở trên giường bò qua bò lại, không biết có nghe được hay không. Lúc này, tạ Linh Hy gọi điện thoại tới, hắn liền tạm dừng giáo dục hài tử. Cầm lấy điện thoại chuyển được. Nguyên thủy ca ca, chúng ta từ kim thủy du nhạc viên đi ra gần một tháng, người có phải hay không muốn vào tiên cảnh? Tạ Linh Hy tiếng nói thanh thúy dễ nghe, ta cũng muốn tiếng tiên cảnh rồi, đáng tiết kế tiếp phó bản là nhạc sĩ chuyên chúc. Nàng biểu đạt không thể cùng ca ca một chỗ mạo hiểm tiếc núi. Ngay tại sắp tới A, à, cũng có thể có thể là hôm nay, nói không chính xác, ta gần nhất đều muốn xem phó bản công lược. Trương Nguyên Thanh Thuận miệng đáp lại, hỏi, cung chủ ngày đó như thế nào bắt nạt ngươi? Tạ Linh Hy ủy khuất nói, đem người ta treo lên. Treo nhiều cái giờ. Chẳng qua nàng đi bắt cảnh làm việc, trong ngắn hạn về không được. Nàng đi bắt cảnh làm cái gì? nàng tra ra năm đó sở gia diệt môn manh mối, gần nhất giống như giết không ít binh giáo chủ giáo chúng, hy vọng nàng sẽ không gặp được thiên vương cấp cường giả. Mặc dù thường xuyên bị chỉ sát cung chủ bắt nạt, nhưng tạ Linh Hy lo lắng không phải giả vờ giả việc. Thiên vương cấp cổ hoặc yêu có bao nhiêu đáng sợ? Binh giáo chủ thiên vương cấp, đối ứng là ngũ hành liên minh trưởng lão, mỗi một vị thiên vương đều là rất nhân vật thật đáng sợ, theo ta được biết. Đi qua trong hơn 10 năm, chân chính đã chết tại quan phương tiểu trừ thiên vương chỉ có hai ba cái ngược lại là đã chết tại tiên cảnh nhiệm vụ càng nhiều tạ linh hy vọng điệu không tự giác nghiêm túc binh giáo chủ mạnh nhất thiên vương gọi sợ hãi thiên vương ta nghe lão tổ tông nói coi như là đã tao ngộ quan phương minh chủ sợ hãi thiên vương cũng có thể toàn thân trở ra khi binh giáo chủ tu la nhiều lắm khủng bố. Trương Nguyên Thanh trong lòng cô, ta nhớ được Lý Hiển Tông là ma mắt thiên vương tâm phúc, vị này thiên vương như thế nào? Trước mắt hắn quyền hạn, còn xem không thiên vương cấp, cường giả tư liệu. Ừ, tạ Linh Hy cẩn thận nhớ lại một chút, không quá xác định nói, ma nhãn thiên vương có cái ngoại hiệu, gọi phẫn thanh thiên vương, hẳn là cái ngoại hiệu này. Nguyên Thủy ca ca, những thứ khác ta cũng không rõ lắm ngươi là sợ giết Lý Hiển Tông. Vị này thiên vương tìm ngươi phiền toái. Như vậy đi, quay đầu lại ta đi hỏi một chút lão tổ tông, khóc lóc ông sầm lăn qua lăn lại cũng thay ngươi hỏi tư liệu. Trương Nguyên Thanh biểu đạt cảm tạ sau, liền chấm dứt trò chuyện. Hy vọng lần thứ ba tiên cảnh sớm chút tới, mau chóng để cho ta tăng thực lực lên, không thể vẫn luôn bị động như vậy. Trương Nguyên Thanh đóng lên điều hòa bị, ấp ủ buồn ngủ. Đột nhiên, hắn bị một hồi rất nhỏ, xì xì, thanh bừng tỉnh. Trương Nguyên Thanh biết là miêu vương âm ly lại muốn phát ra âm tần, khi cách nhiều ngày, nó cuối cùng lại có động tĩnh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn không sao cả dám đem miêu vương âm ly mang theo trên người, bởi vì này kiện đạo cụ luôn không bị khống chế phát ra âm nhạc, rất dễ dàng đắc tội với người. Ví dụ như, luôn một bộ yếu đuối hèn nhát bộ dáng. Hắn đem miêu vương âm ly bày ở trên bàn sách, tùy thời làm tốt dạo đêm chuẩn bị, để ngừa nó đột nhiên phát ra ma quân ngũ nữ nhân quá trình. Xì xì, thanh rất nhanh đình chỉ, tiếp theo là một cái thấp giọng thanh âm khàn khàn. ta nghe một vị tiền bối nói, sa đọa chén thánh sẽ vặn vẹo người tâm trí, kích phát đáy lòng tà niệm, thời gian càng lâu, biến thành càng không giống chính mình. Không, là hoàn toàn phóng thích chính mình. Miêu vương âm ly, ngươi là ta được đến đệ nhất kiện đạo cụ, ngươi muốn ghi lại dưới ta lời nói và việc làm, ghi lại dưới kinh nghiệm của ta tương lai nếu như ta dần dần mất phương hướng chính mình ta có thể thông qua ngươi tìm về đã từng ta lúc này ma quân nên vừa bị quỷ nhãn phán quan khống chế không lâu tầm tính còn không có vặn vẹo trương nguyên thanh nhớ tới về sau ma quân không khỏi sinh lòng cảm khái ma quân là thần dạ du thần dạ du là thủ tự chức nghiệp dựa theo tiên cảnh chọn lựa cơ chế có thể trở thành hợp pháp chức nghiệp ít nhất không phải rõ đầu rõ đuôi ác đồ ban phái lệnh là đồ tốt nếu như ta có thể bồi dưỡng lớp của mình đấy tương lai săn giết quỷ nhãn phán quan nắm chắc thì càng lớn rồi đáng tiếc ta bỏ lỡ một lần đạt được ban phái lệnh cơ hội ta trở nên càng ngày càng quái gở càng ngày càng không tín nhiệm người xa lạ như vậy là không có biện pháp ở đối kháng loại phó bản bên trong đạt được ban phái lệnh cho dù qua cửa cũng không được nhất định phải làm ra lãnh đạo muốn cho đồng đội tin phục. Mà quân thấp giọng thanh âm khàn khàn nói tiếp, ta hôm nay qua cửa phó bản là âm dương trấn. 2273 số tiên cảnh, ta phục bàn tiên cảnh trung chi tiết, phát hiện mình bỏ lỡ một cái ẩn dấu nhiệm vụ, nếu như ta có thể ngăn cản được sắc đẹp cùng giết chóc, có lẽ có thể kích phát ẩn dấu nhiệm vụ, đạt được âm dương tán nhân lưu lại đạo cụ. Đáng tiếc, xảy ra một lần tiên cảnh, không cách nào nữa tiến vào lần thứ hai. 2273 số tiên cảnh, âm dương trấn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, trong đầu hiển hiện nên tiên cảnh tương ứng tư liệu. Nên tiên cảnh là một cái không ngừng biến hóa nhiều người đối kháng phó bản, A cấp, đối kháng song phương bình thường là hợp pháp trận doanh cùng tà ác trận doanh. Quan phương cơ sở dữ liệu bên trong, về 2.273 số tiên cảnh công lược có 76 phần, nhưng mỗi một phần công lược nội dung đều bất đồng, đây là một cái phi thường quỷ dị, độ khó cực cao phó bản. Đương nhiên, A cấp phó bản nhất định là khó khăn. Lúc này, lại truyền tới, xì xì dòng điện thanh, mà quân trong thanh âm đoạn, mấy giây sau, mới nhắn lại vang lên, hát, ta hôm nay đáp lên Mỹ thần hiệp hội an bài ở đại lục sự vụ thành viên, tên của nàng gọi đều, là cái bốn cấp thánh giả, cũng là làm cho người ta thèm thùng vưu vật. Nàng có biển rộng giống như xanh thẳm con mắt, xinh đẹp tóc vàng. Khỏe đẹp cân đối dáng người, cái mông của nàng là ta bái kiến nữ tính bên trong lớn nhất, nàng nói cho ta biết, tiên cảnh tổng cộng phân tam đại khu, từng khu đều có tương ứng hợp pháp trận doanh cùng tà ác trận doanh, tam đại khu ở giữa linh cảnh hành giả sẽ không ở phó bản bên trong gặp nhau. Cái này rất kỳ quái, vì cái gì tiên cảnh muốn phân tam đại khu đâu? Thì tại sao là tam đại khu? Đây càng để cho ta hoài nghi tiên cảnh không phải đơn thuần siêu tự nhiên hiện tượng. Mặt khác, Ba khu vực lớn linh cảnh hành giả mặc dù sẽ không ở tiên cảnh bên trong gặp nhau, nhưng ở trong hiện thực. Toàn bộ quan phương tổ chức đều là kết minh, ít nhất là hữu hảo. Điều này làm cho tà ác tổ chức liên hợp nước khác quan phương tổ chức, đối kháng bản thổ hợp pháp trận doanh khả năng cơ hội là không. Đều còn nói, thần dạ du cái nghề nghiệp này là đặc thù, nhưng vì sao đặc thù, nàng cũng không biết, Mỹ thần hiệp hội hội trưởng, đã từng đã phân phó nàng, làm cho nàng tận khả năng mời chào thần dạ du. Nàng mời ta đêm nay đi phòng nàng uống rượu tâm tình, ta nghe hiểu nàng ám chỉ, ta từ nàng trong mắt bên trong thấy được dục vọng, nàng khát vọng ta đi ngủ nàng. Nhắn lại chấm dứt. Xì xì thanh thay thế ma quân, độc thoại. Đoạn thứ nhất nhắn lại khi ma quân, nên vẫn còn siêu phạm giai đoạn, nhưng thứ hai đoạn, đáp thượng Mỹ thần hiệp hội nhắn lại, rất rõ ràng ma quân đã là thánh giả cảnh bởi vì hắn đối bốn cấp ngoại quốc hành giả không có bất kỳ kính sợ cùng cảnh giác, mà lại đối ngũ dương mã tràn ngập khát vọng, lực lượng có, tâm tính càng bóp méo. Ngay tại trương nguyên thanh trầm tư khi, mà quân âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này, ngữ khí của hắn bên trong đầy đủ phẫn nộ cùng ảo não. Đáng chết! Ta sẽ không nên ngủ đâu Ngàn vạn không thể ngủ Mỹ thần hiệp hội nữ nhân. Thảo, ngàn vạn không thể ngủ. Ngươi không phải rất khát vọng người nước ngoài sao, nàng bờ mông không phải ngươi bái kiến lớn nhất sao. Trương Nguyên Thanh ngây ra một chút, không rõ ma quân thái độ vì sao chuyển biến như thế đột nhiên. Bởi vì đối phương móc ra so với hắn càng lớn. Hơn nữa, ngươi về sau cũng không phải là như vậy, ngươi về sau lại ngủ một cái mỹ thần hiệp hội nữ nhân, hơn nữa là phản phản phục phục ngủ, còn nói đối phương là làm cho người ta muốn ngừng mà không được vưu vật ma quân hỗn hển âm thanh từ loa phóng thanh truyền đến, ngủ nàng một lần muốn thỏa mãn nàng một cái yêu cầu cái gì hố cha kỹ năng ái và dục nghề nghiệp là tiên cảnh trong thế giới kỹ nữ sao lão tử cự tuyệt thanh toán chơi gái tư ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng đi làm sự kiện kia đáng chết đáng chết trương nguyên thanh dần dần nghe rõ ái và dục chức nghiệp nữ nhân có được cưỡng ép đòi lấy chơi gái tư kỹ năng ngủ qua năm nhân của nàng nhất định phải thỏa mãn nàng một cái yêu cầu lúc đó ma quân quá trẻ tuổi không biết bên trong nước sâu giẫm hố rồi nhắn lại ở ma quân tiếng chửi rủa bên trong chấm dứt về sau cũng không có thanh âm khác trương nguyên thanh cất kỹ miêu vương âm ly tiếp tục ngủ trong mơ mơ màng màng hắn lại lần nữa bừng tỉnh lần này không phải là bị miêu vương âm ly bừng tỉnh mà là bên tai quanh quẩn khởi quen thuộc tiên cảnh thanh âm nhắc nhở đinh tiên cảnh bản đồ đang trong quá trình mở ra 60 giây sau tiến vào tiên cảnh, ngài lần này tiến vào tiên cảnh vì âm dương trấn, đánh số 2273, độ khó đẳng cấp A loại hình, nhiều người tử vong hình thức, nhiệm vụ chính tuyến đến âm dương trong trấn quảng trường, chiến thắng địch nhân. Ghi chú: không phải tiên cảnh vật phẩm không thể dẫn vào. 2273 số tiên cảnh giới thiệu, nghe nói âm dương trấn người xây dựng là một vị tu hành thành công cao nhân, gọi là âm dương tán nhân âm dương tán nhân lúc tuổi già tìm kiếm đột phá, đã thành lập nên âm dương trấn, muốn mượn này tìm hiểu đại đạo, trường sinh bất tử. Rất đáng tiếc, hắn cuối cùng đã thất bại. Trong căn hộ, quan nhã ăn mặc hồng nhạt, sớt, mềm mại quần thể thao, nằm nghiêng ở giường, hô hấp đều đều. Thân là kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả, nàng biết rõ ở tiên cảnh nhiệm vụ tiến đến trước trong một đoạn thời gian, ngủ không thể mặc chạm rỗng, tơ tầm đồ ngủ bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết tiên cảnh có thể hay không ở ban đêm tiến đến mà nếu như ăn mặc quyến rũ đồ ngủ tiến vào tiên cảnh sẽ là một kiện phi thường không song sự nhất là nàng đối với chính mình sắc đẹp lòng dạ biết rõ cho nên mấy ngày nay quan nhã ngủ chỉ cởi giày không mặc váy ngủ đột nhiên trong lúc ngủ mơ nàng giật mình tỉnh lại nghe thấy được bên tai quen thuộc tiên cảnh thanh âm nhắc nhở đinh tiên cảnh bản đồ đang trong quá trình mở ra 60 giây sau tiến vào tiên cảnh, ngài lần này tiến vào tiên cảnh vì âm dương trấn, đánh số 2273 âm dương trấn. A cấp phó bản. Sách, phiền toái lớn. Quan nhã lông mày nhíu chặt, cầm lên dưới gối điện thoại. Chuẩn bị báo cáo cho Lý Đông Trạch. Trong nhà khách. Bức màn đóng chặt, đen kịt không ánh sáng, ít ngủ trung Lý Hiển Tông mở mắt ra, bên tai là tiếng vào tiên cảnh thanh âm nhắc nhở, đinh, Tiên cảnh bản đồ đang trong quá trình mở ra, 60 giây sau tiến vào tiên cảnh, ngài lần này tiến vào tiên cảnh vì âm dương trấn, đánh số 2273 âm dương trấn, a à cấp tiên cảnh, xem ra ông trời cũng muốn để cho ta ở cỡ lớn giết chóc phó bản tiến đến trước, trên diện rộng tăng thực lực lên. Chương 127, đội trưởng Chương 127 đội trưởng, Trấn Âm Dương, Trương Nguyên Thanh sửng sốt một chút, trong đầu tất cả đều là không thể tin. Trên đời có trùng hợp như vậy sự sao, hắn vừa nghe được một đoạn ma quân âm tần, lý giải đến Trấn Âm Dương tin tức, quay đầu liền tiếng cái này phó bản. Trùng hợp tự như lần trước vừa tìm được binh ca manh mối, hắn liền lập tức tiến vào kim thủy du nhạc viên. Có lẽ không phải trùng hợp, binh ca dự phán nói cho ta biết, ta tiếng phó bản không phải tùy cơ, là có thể bị dự phán, mà miêu vương âm ly là là tự nhiên ta ý thức đạo cụ, không phải sinh mạng thể. Nhưng là không phải là không có tư tưởng tử vật. Có hay không một loại khả năng, cái này có thể độc lập suy nghĩ miêu vương âm ly, cũng như binh ca giống nhau, dự phán đến ta có hướng một ngày sẽ tiến trấn âm dương, cho nên cho ta phát ra đoạn này âm tầng. Nhưng cái này dự phán căn cứ là cái gì đâu, mà quân thể nhân vật. Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên các loại suy đoán, tay chân không có chậm, rất nhanh mặc vào giày, cài lên hầu bao, cất kỹ miêu vương âm ly, tiếp đó lại bay nhào đến đầu giường khác một bên, mở ra ngăn kéo, đảo năm sáu hạt lam sắc thuốc hoàng nhỏ ngậm trong miệng. Làm xong này đó. Hắn nắm lên điện thoại gọi quan nhã điện thoại, phát hiện đối phương đang bận đường dây, vì vậy lại gọi điện thoại cho Lý Đông Trạch, phát hiện cũng tại trò chuyện trung. Hai người này tình huống như thế nào? Thời gian có hạn, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm chat, gửi đi giọng nói, thập trưởng, ta phó bản tới rồi, trấn âm dương. Hắn lời nói nhanh chóng cực nhanh nói xong câu đó, điểm kích ấn vào gửi đi. Vừa vặn lúc này, trong phòng cảnh vật như nước gần bắt đầu vặn vẹo, 60 giây đã đến. Trấn âm dương quan nhã, ngươi muốn cẩn thận, nhất định phải còn sống đi ra. Lý Đông trạch sắc mặt ngưng trọng. Trấn âm dương là cấp phó bản, tử vong loại, mặc dù thật mắt thập trưởng quát giá trị bị trương nguyên thanh cấp cao không ít, nhưng hắn sẽ không quên à cấp phó bản khủng bố. S cấp phó bản là toàn bộ linh cảnh hành giả ác mộng, treo ở đại gia trên đầu dao nhỏ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà cấp phó bản mới là thủ tự, tà ác trận doanh đám thiên tài bọn họ, cần cân nhắc cùng đau đầu sinh tử quan. Những cái kia công nhận, thiên tư xuất chúng hạt giống tuyển thủ, đã chết tại cấp phó bản ví dụ không muốn quá nhiều đây cũng là vì cái gì nguyên thủy qua cửa hai các cấp sẽ bị quan phương tà ác tổ chức chú ý nguyên nhân nếu không lấy chó trưởng lão cấp bậc siêu phàm giai đoạn hành giả thiên tư tái xuất chúng hắn cũng nhiều lắm là lời nói không sai không có khả năng vì một tiểu nhân vật đạo cụ tận lực chạy đến kinh thành cũng không có khả năng bị chà sát đầu chó sau cười ha hả làm không có việc gì phát sinh đã biết thập trưởng ta nếu như không có thể còn sống đi ra thay ta hướng phó thanh dương nói tiếng thật có lỗi còn có hướng đại gia nói tiếng thật có lỗi nói cho nguyên thủy không muốn quá thương tâm a à, quan nhã cười nói lý đông trạch đang muốn hồi phục nghe thấy máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên tùng buồn bực thanh âm tự hồ là điện thoại rơi trên mặt đất hắn liền biết quan nhã tiếng phó bản ai lý đông trạch lo lắng lo lắng cúp điện thoại lúc này thời điểm hắn mới phát hiện có một cái không tiếp đến điện nguyên thủy thiên tôn lý đông trạch nhíu mày trở về gọi điện thoại không có đã thông xem xét phần mềm cha nhìn thấy nguyên thủy phát chính mình giọng nói thập trưởng ta phó bản tới rồi trấn âm dương lý đông trạch quên ưu nhã một câu phúc thốt ra a oh hát mi gốt ngươi là đang chơi ta sao quan nhã cùng nguyên thủy một chỗ tiến vào trấn âm dương cái này nếu là nhiệm vụ thất bại nhị đội trực tiếp tổn thất hai gã ưu tú đội viên. Kinh sợ qua đi, không biết vì sao, hắn lại có không hiểu an tâm, một mặt là nguyên thủy này xui xẻo hài tử, cuối cùng không hề tiến cấp. Một mặt khác là, có hắn ở quan nhã bên người, tăng lên thật nhiều qua cửa suất. Lý Đông Trạch trầm ngâm một lát, gọi Phó Thanh Dương dãy số. U cơ ục tiếng chuông reo hồi lâu, Phó Thanh Dương cao lãnh cấm dục âm thanh truyền đến, muộn như vậy gọi điện thoại tới đây, là có cái gì chuyện trọng yếu a à, hắn giọng điệu không thích hợp tự hồ bất mãn ta quấy rầy nghỉ ngơi thân là trinh sát lý đông trạch nghe được trưởng quan bất mãn trầm giọng nói bách phu trưởng quan nhã vừa rồi tiến phó bản a cấp trấn âm dương tử vong hình thức a cấp tử vong hình thức sao không chết vong hình độ khó lớn hơn rất nhiều điện thoại bên kia đã trầm mặt lý đông trạch có thể nhận thức phó bách phu trưởng sầu lo nhưng hắn người này quá nghiêm túc quá kiêu ngạo cho dù trong nội tâm lo lắng quan nhã cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài đã biết phó thanh dương âm thanh lộ ra trầm thấp lý đông trạch lại nói nguyên thủy cũng tiến trấn âm dương nên cùng quan nhã một chỗ tiếng nói vừa dứt phó thanh dương giọng điệu rõ ràng sững sờ nguyên thủy cũng tiến trấn âm dương đúng vậy lý đông trạch cho khẳng định trả lời thuyết phục đã biết ngày mai chờ bọn hắn tin tức xấu đi phó thanh dương nói thanh âm của hắn như trước quạng cu ẻ nhưng giọng điệu bỗng nhiên nhẹ nhõm không hề trầm trọng hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt là một tòa mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa thị trấn nhỏ gian nam vùng sông nước phong cách tường trắng ngói đen phiến đá trải con đường kéo dài hướng thôn trấn ở chỗ sâu trong bên đường góc tường sinh ra từng đám một lục ý bầu trời xanh thẳm tiên cảnh bên trong thời gian là ban ngày bên ngoài trấn trên đồng cỏ mấy cái màu đen trâu nước cúi đầu gặm thảo một đồng tựa ở dưới cây ngủ gà ngủ gật trương nguyên thanh ngước mắt nhìn lại hắn đang đứng ở ngoài trấn nhỏ đền thờ dưới đền thờ có khắc ba cái rồng bay phượng múa chữ to trấn âm dương đây là một cái nhiệm vụ không ngừng biến hóa phó bản từng tiến vào đoàn đội gặp phải cửa khẩu đều không giống với cái này quyết định bởi với tiên cảnh cho bọn hắn an bài con đường kia tuyến đi thông quảng trường lần này mặc dù không phải cấp nhưng vẫn là tử vong loại hình ta đây vận khí thật không thể nói là tốt là xấu mà quân nói ẩn giấu nhiệm vụ là cái gì âm dương tán nhân ở chỗ này ẩn giấu cái gì đạo cụ hắn một bên nhớ lại trấn âm dương tin tức giới thiệu một bên mịt mờ triệu hồi ra kính đen đeo lên xem kỹ bên người đồng bạn Trương Nguyên Thanh trong đám người thấy được quen thuộc dung nhan, nàng cao gầy tư thái, đẹp để con lai ngũ quan, giống như đom đóm như vậy bắt mắt. Quan Nhã Mà lúc này đây, Quan Nhã ánh mắt vừa vặn ném tới đây, trông thấy người quen, đôi mắt dễ thương tách ra khó tả sáng rọi. Nguyên Thủy, cư nhiên xứng đôi được hắn, thật sự xứng đôi được hắn Quan Nhã nhanh chóng che giấu khởi vui sướng, chuyển khai ánh mắt, xem kỹ khởi mặt khác đồng bạn, cũng không đến quen biết nhau nàng nhìn thấy ta rất vui vẻ sao, hắc. Đó là đương nhiên, gặp được ta đây loại cao chơi, ai cũng sẽ vui vẻ. Nàng không có ý định cùng ta quen biết nhau, xem trước một chút các đội hữu thành phần. Trương Nguyên Thanh phân tích hết quan nhã tâm tính, đem lực chú ý ném hướng về phía mặt khác đồng bạn. Đồng bạn bên cạnh cùng sở hữu sáu vị, ngoài trừ quan nhã, còn có một nữ bốn nam, đều là thanh niên. Bóp bóp. Lúc này, vị kia nữ tính vỗ vỗ trưởng, hấp dẫn đại gia chú ý, nói chuyện, các vị, ta là ngũ hành liên minh thành viên, ai đi, xin gọi ta nữ vương, ba cấp quỷ nước. Xin gọi ta nữ vương. Danh tự có chút quen thuộc, a à, này không chính là cái kia mỗi ngày nước diễn đàn nữ đồng sự sao trương nguyên thanh cẩn thận đánh giá, nữ vương. Đây là một cái niên kỷ chừng 25 nữ tử, màu đen bảy phần quần, màu đen, sớt, màu trắng dày chạy đua, dung mạo xinh đẹp đại khí, vẽ lấy hung khói trang, ống ánh vành tai rơi hai quả màu bạc vòng tròn lớn hoàng. Nữ vương, cái gì nữ vương, quán ăn đêm nữ vương sao? Trương Nguyên Thanh trong lòng cô. Nữ vương sống mắt lưu động, đảo qua mọi người, tiếp tục nói, ta xem qua trấn âm dương tiên cảnh công lược, đây là một cái đoàn đội đối kháng phó bản, đối thủ của chúng ta là thôn trấn một chỗ khác tà ác chức nghiệp. Hai chi đội ngũ từ khác nhau cửa ra vào tiến vào cổ trấn, dẫn đầu đến trung ương quảng trường đội ngũ đem đạt được một hạng ban thưởng có thể là nào đó quyền lực có thể là việc của người nào đó đạo cụ tóm lại ai tới trước quảng trường ai phần thắng liền đại đây là một cái cần đồng tâm hiệp lực phó bản bất luận cái gì nghi ngờ chất vấn cùng nội chiến đều dẫn đến đoàn đội hủy diệt cho nên đề nghị của ta là tuyển ra một gã đội trưởng nghe đến đó trương nguyên thanh lập tức minh bạch mục đích của nàng đoàn đội đối kháng tiên cảnh là duy nhất sẽ ra ban phái lệnh phó bản nữ vương dẫn đầu công bố chính mình quan phương thân phận đẳng cấp là vì trở thành đội ngũ đứng đầu nếu như có thể lãnh đạo đại gia qua cửa lần này phó bản ban thưởng ban phái lệnh xác suất thật lớn phản phất là ở nghiệm chứng xin gọi ta nữ vương lời nói mọi người nhận được tiên cảnh thanh âm nhắc nhở mời ở ba phút bên trong tiến vào trấn âm dương trước giờ đến quảng trường đội ngũ đem đạt được một hạng ban thưởng. Mọi người biểu lộ khẽ biến. Ăn mặc sau lưng hán tử, xem kỹ nàng, nói, ngươi tưởng làm đội trưởng. Nữ vương không có phủ nhận, thản nhiên gật đầu. Sau lưng hán tử trầm ngâm vài giây, nói, ta là ba cấp hỏa sư, ai đi là hỏa đức sao quân, quân đội quân. Chính quy hỏa đức tinh quân đã bị người trước giờ chú sách. Nếu như ngươi thật sự biết rõ tiên cảnh công lược, ta đây đồng ý ngươi làm đội trưởng lúc này một vị khác dáng người hơi mập mặt tròn thanh niên đi theo phụ họa ta là hai cấp thổ quái ai đi ăn ngó sen đại ca đại tỷ nhóm chiếu cố nhiều hơn hai người khác chợt nói thật cấp bậc của mình cùng chức nghiệp đeo con mắt khí chất văn nhược thanh niên là ba cấp học sĩ ai đi lý thuần phong cái nghề nghiệp này ở siêu phạm giai đoạn không am hiểu chiến đấu học sĩ lão huynh tự nguyện từ bỏ đội trưởng tuyển chọn tư cách một vị khác là yên tĩnh u buồn thiếu niên tự xưng hai cấp mộc yêu ai đi rời rời nguyên thượng thảo hắn thoạt nhìn không thích nói chuyện đối người bên cạnh cũng khuyết thiếu hứng thú mặc dù là quan nhã cùng nữ vương như vậy chất lượng tốt mỹ nhân hắn cũng vẽn vẹn là nhìn nhiều liếc một cái liền không hề chú ý trương nguyên thanh đeo kính đen đem mọi người hơi biểu lộ nhìn ở trong mắt phân tích trong bọn họ tâm chân thực ý tưởng hỏa đức sao quân rõ ràng cũng muốn làm đội trưởng nhưng nghe đến nữ vương là quan phương hành giả lý giải công lược liền lập tức thỏa hiệp, nhưng kỳ thật, trấn âm dương công lược chỉ làm tham khảo. Có giá trị nhất nội dung, nàng vừa rồi cũng đã nói xong ăn ngó sen biểu lộ cùng trong ánh mắt đó có thể thấy được, hắn hoàn toàn không nghĩ quá muốn tranh giành đội trưởng Lý Thuần Phong vẫn luôn cau mày, hắn đối lần này phó bản không quá ôm kỳ vọng. So sánh bi quan rời rời nguyên thượng thảo tuổi không lớn lắm, đã có một làng ẩn sĩ khí chất, khuyết thiếu chiến sĩ bưu hãn khí diễm bất kể thế nào nói, các đội hữu cũng còn so sánh lấy đại cục làm trọng, không có ngốc nghếch đau đầu, cái này là đoàn đội đối kháng cùng tổ đội hình thức khác nhau a à? loại mô thức này đau đầu cũng được vì đại cục nhẫn nại lúc này Lý Thuần Phong thở dài nói hiện tại có ba vị ba cấp hành giả dựa theo tiên cảnh xứng đôi cơ chế tà ác trận doanh chí ít có hai vị ba cấp ta như vậy ba cấp là cho đủ số chiến đấu không được vừa rồi quan sát một chút mấy người các ngươi ngoại trừ hỏa đức cùng nữ vương những người khác nhìn xem đều thiếu chút nữa ý tứ. Cái này là người bi quan nguyên nhân. Trương Nguyên Thanh trong lòng cô. Hỏa Đức sau quân cao mày nói, không muốn đã kích sĩ khí. Hắn chợt nhìn về phía quan nhã cùng Trương Nguyên Thanh, hai người cái gì chức nghiệp, cái gì đẳng cấp. Xin gọi ta nữ vương liếc một cái quan nhã. Quan nhã mỉm cười, nói, hai cấp trinh sát, ai đi quan nhã. Hai cấp trinh sát. Mọi người hơi có vẻ thất vọng, trinh sát chiến lực chỉ có thể coi là trung quy trung cũ, không bằng hỏa sư cùng mộc yêu, nhưng ít ra so học sĩ mạnh hơn chút. Mặt khác, ta cũng là quan phương thành viên. Quan nhã bổ sung. Nguyên lai like là đồng sự, ừ, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tùng Hải phân bộ, ta ở diễn đàn bên trong đã từng gặp ngươi, chờ tiến vào trấn âm dương, không muốn rời ta quá xa. Xin gọi ta nữ vương lộ ra dáng tươi cười quan phương hành giả chi gian tóm lại muốn so với hoang dại thân thiết hơn gần nữ vương ý ở ngoài lời là tuyển ta làm đội trưởng ta bảo kê ngươi mặc dù quan nhã cũng là quan phương thành viên khẳng định biết rõ trấn âm dương công lược nhưng hai cấp trinh sát cùng ba cấp quỷ nước chênh lệch rất lớn nữ vương cũng không lo lắng nàng cùng mình tranh đoạt đội trưởng vị trí lại nói coi như quan nhã tưởng những người khác cũng sẽ không tuyển nàng quan nhã cười gật đầu xin gọi ta nữ vương thỏa mãn gật đầu, ngược lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, tiểu tử, ngươi. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh mọi người, nói, hai cấp thần dạ du, ai đi nguyên thủy thiên tôn, ta cảm thấy được, ta sau ngươi thích hợp hơn làm đội trưởng. Chương 128, Vương Bà Chương 128 Vương Bà Nguyên Thủy Thiên Tôn những lời này dường như chặt đứt, xin gọi ta nữ vương, thanh tuyến, làm cho nàng xinh đẹp khuôn mặt che kín kinh ngạc, có chút khó có thể tin, từ trên xuống dưới dò xét Trương Nguyên Thanh. Thân là trà trộn diễn đàn lão thủy thủ, nàng đối tùng hải phân bộ vị thiên tài này, có thể nói như sắm bên tai, cũng tích cực tham dự qua đối với hắn thảo luận. Mặc dù vẫn chỉ là hai cấp thần dạ du, nhưng là minh tinh bình thường nhân vật. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ ở tiên cảnh trung xứng đôi đến vị thiên tài này nhân vật. Nguyên thủy thiên tôn, thật là ngươi sao, thật là ngươi sao nữ vương vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt ở trương nguyên thanh cùng quan nhã trên người qua lại đảo quanh. Quan nhã khẽ gật đầu, là hắn. Ta tự nhiên xứng đôi đến ngươi rồi. Đạt được Tùng Hải phân bộ đồng sự đúng là nhận thức, nữ vương càng hưng phấn, chờ trở về hiện thực, ta nhất định phải ở diễn đàn bên trong trang bức, nói cho đại gia ta xứng đôi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn Hỏa đức tinh quân nhãn tình sáng lên, thần sắc hơi có vẻ kích động truy vấn, là Tùng Hải phân bộ cái kia nguyên thủy thiên tôn. Trong bất tri bất giác, ta đã trở thành siêu phàm cảnh người xuất sắc, đại minh tinh trương nguyên thanh mỉm cười, ta nghĩ toàn bộ tiên cảnh, không có thứ hai nguyên thủy thiên tôn rồi đi. dáng người hơi mập mặt tròn thanh niên, ăn ngó sen, nghi ngờ nói, nguyên thủy thiên tôn, lão ca, người rất nổi danh sao. Hắn là hoang dại hành giả, xem không ngũ hành liên minh quan phương diễn đàn, bởi vì cấp độ quá thấp quan hệ, cũng không có phát đạt mạng lưới tình báo không có lắng nghe qua nguyên thủy thiên tôn đại danh nữ vương lập tức nói hắn nhưng là chúng ta quan phương thiên tài liên tục qua cửa hai các cấp một cấp thời điểm liền một mình đánh gục ba cấp cổ hoặc yêu hai cấp thời điểm đơn thương độc mã giết chết sáu cấp vua cổ sư hơn nữa đoạn thời gian trước hắn một thân một mình độc chiến lý hiển tông thiếu chút nữa bị đánh chết nhưng ngoan cường còn sống không cuối cùng chuyện này không cần phải nói trong nội tâm ám sản Trương Nguyên Thanh nghe được cuối cùng, biểu lộ hơi hơi cương. Thổ quái ăn ngó sen nghe vào tai bên trong, cảm thụ hoàn toàn khác nhau, miệng càng ngày càng đại, biểu lộ càng ngày càng khoa trương, nhìn qua Trương Nguyên Thanh ánh mắt, tự như đang nhìn cao không thể chạm đại lão. Nhân vật như vậy là ta có thể xứng đôi đến. Khí chất u buồn trầm tĩnh ly li liên nguyên thượng thảo. Cũng nhịn không được nửa nhiều lần đánh giá đến Trương Nguyên Thanh hắn ở không quan tâm là lẫm sự vật nghe được đáng sợ như thế chiến tích cùng phong phú lý lịch cũng không có biện pháp coi thường cái này lớn hơn mình không được mấy tuổi bạn cùng lứa tuổi qua cửa hai các cấp tiên cảnh thần dạ du vượt cấp giết chết tà ác chức nghiệp lý thuần phong lập tức thu hồi tiêu cực cùng bi quan tâm tính kinh hỷ nói nguyên lai trong đội ngũ cất giấu ngươi lớn như vậy thần kể từ đó chúng ta tỷ số thắng liền thật to tăng lên ván này có thể chơi kỳ thật trong đội ngũ còn có một đại lão. Quan Nhã vẫn luôn ở tiêu cực khống phân, không chết vong hình tiên cảnh có thể thua liền thua, nàng ẩn giấu cho điểm sẽ không cao, nhưng thể thuật lại cường không hợp thói thường trương nguyên thanh thuận thế nói, liền để ta làm đảm nhiệm đội trưởng A, đại gia yên tâm, ta nhất định dẫn đầu các vị qua cửa trấn âm dương. Không có vấn đề. Mọi người không có phản đối, ngoài trừ hỏa đức tinh quân cùng nữ vương bên ngoài, tại cái khác người xem ra, đội trưởng tồn tại là vì đề cao hiệu suất giảm bớt không tất yếu tranh chấp về phần ai làm đội trưởng khác biệt cũng không lớn nếu như trong đội ngũ có một đại thần do hắn đảm đương đội trưởng tốt nhất có thể phục chúng xin gọi ta nữ vương hơi mím môi hừ hừ nói vậy nhìn ngươi biểu hiện a à, ngươi muốn là chỉ vung sai lầm ta liền đoạt quyền nạn không có kiên trì nữa không biết muốn chỉ huy tới trình độ nào mới có thể đạt được ban phái lệnh ban thưởng Trương Nguyên Thanh nhìn về phía sau lưng thị trấn nhỏ, thời gian không nhiều lắm, vào đi thôi. Một đoàn người xuyên qua đền thờ, tiến vào cổ trấn. Thị trấn nhỏ cái khác nhập khẩu, Lý Hiển Tông cúi đầu liếc mắt nhìn nằm rạp trên mặt đất hai gã đồng bạn. Lại liếc mắt nhìn trầm mặt bốn gã đồng bạn, nhếch miệng cười nói, "Ta đảm đương đội trưởng, không có ý kiến a." À? Một gã đầu trọc hán tử khẽ nói, "Ngươi sớm nói ngươi là Lý Hiển Tông, ai còn có thể có ý kiến?" Mà một vị khô gầy trung niên nhân tức thì ha ha nói, chẳng qua nói trở lại, chúng ta bên này có hai cái ba cấp, một cái trong đó vẫn là Lý Hiển Tông, dựa theo xứng đôi cơ chế, hợp pháp trận doanh bên kia, chỉ sợ sẽ có cường thủ A, Lý Hiển Tông ngạo nghễ nói, lúc này mới có ý tứ không phải sao. Tốt nhất là xứng đôi đến quan phương siêu phạm cảnh bài danh trước mười gia hỏa. Tiên cảnh bên trong giết một cái, trở về sau lại đem nguyên thủy thiên tôn làm thịt, lần này thí luyện nhiệm vụ ta liền trước giờ chấm dứt, chuẩn bị chiến tranh giữa năm phó bản. Hết thảy thuận lợi lời nói, hắn có thể tích lũy xa xỉ, tài phú. Khô gầy trung niên nhân lộ ra hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, ta chỉ hy vọng hợp pháp trong trận doanh có tư sắc xuất chúng nữ nhân, không có gì so lăng nhục các nàng càng hăng hái. Hắn ở đi qua mấy lần nhiều người tiên cảnh bên trong, làm không ít cùng loại sự. Đừng nói nhảm, đi theo ta. Lý Hiển Tông dẫn theo đội viên, xuyên qua đền thờ tiến vào thị trấn nhỏ một nhóm bảy người dọc theo rộng lớn phiến đá đường đi về phía trước bên tai rất nhanh truyền đến thanh âm nhắc nhở mời ở trong mười tìm được vương thợ rèn cửa hàng vương bà hỏa đức tinh quân không hiểu liền hỏi làm sao tìm được vương bà vừa rồi ở bên ngoài còn nhìn thấy có một đồng chăn trâu như thế nào tiến vào thị trấn nhỏ người sẽ không có này không sẽ là chỗ ngồi không trấn a à. bọn hắn tiếp thu đến nhắc nhở là ở trong mười tìm được vương bà gia. Giờ phút này, bọn hắn hành tẩu ở yên tĩnh cổ trấn đường phố, không có chim hót không có chó sủa. Hai bên phòng ốc xa nhà đóng chặt, chỗ này cổ trấn dường như cũng chỉ có bọn hắn. Lý Thuần Phong nghiêm trang chỉ ra hỏa sư sai lầm, nếu như đây là một tòa không trấn lời nói, như thế nào lại để cho chúng ta tìm vương bà đâu? Hỏa đức tinh quân chẳng muốn động não, thuận thế hỏi, cái kia vương bà ở đâu, cổ trấn lớn như vậy, Ai biết nàng giấu ở nơi nào Chúng ta chỉ có 10 phút thời gian Cái kia, nữ vương đúng không Ngươi không phải xem qua công lược sao Xin gọi ta nữ vương Một bên ngắm nhìn bốn phía Vừa nói À, ta quên nói cho các ngươi biết Trấn âm dương là không ngừng biến hóa phó bản Đầu mối chính là thủ tự Cùng ta ác trận doanh đối kháng Điểm ấy không thay đổi Nhưng quá trình sẽ biến Ta xem qua vài phần công lược bên trong có rất nhiều tìm vương thợ rèn có rất nhiều giải quyết thị trấn nhỏ án mạng có rất nhiều qua mê cung kinh khủng nhất là đêm khuya phó bản đêm khuya phó bản mặt tròn thanh niên ăn ngó sen hiếu kỳ nói vì cái gì nó là kinh khủng nhất nếu như xứng đôi lúc tiến vào vừa vặn là đêm khuya kia phó bản tựu sẽ khiến chúng ta ngủ lại khách sạn mỗi một đêm chết một người người nhất định phải bắt được hung thủ mới có thể rời đi khách sạn lại không có thể sử dụng kỹ năng nữ vương chậm rãi mà nói kia tốn thời gian nhiều lắm trường liền này còn không có thua lý thuần phong phân tích một chút rất là ngoài ý muốn lần kia tà ác trận doanh đoán chừng gặp được phiền toái hơn sự a à. nữ vương nói chuyện nhưng cửa ải này hạch tâm là không thay đổi đó chính là giải quyết sự cố bắt được tương ứng vật phẩm có thể rời đi phiến khu vực này không phải vậy chúng ta sẽ vẫn luôn vây ở chỗ này cũng không biết chúng ta lần này cần giải quyết sự là cái gì, đại khái chỉ có nhìn thấy vương bà mới biết được. Bên nàng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Dáng tươi cười vũ mị, "Thiên Tôn, lão nhân ngài gia có ý kiến gì không? Trong 10 tìm được vương bà, chúng ta bây giờ đã dùng xong 4 phút." Thấy các đội hữu đều nhìn qua, Trương Nguyên Thanh tự hồ sớm có chú ý, nói, "Cái này không khó, ta sớm có biện pháp, liền đợi các ngươi nói nhảm hết." Nói xong, hắn hít sâu một hơi, hét lớn, vương bà, người ở đâu? Liên tiếp trống lên năm sáu thanh, âm thanh càng truyền càng xa. Đồng bạn bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ điên rồi sao, tìm người là như vậy tìm đấy sao? Lúc này, trái phía trước trong hẻm nhỏ, đi tới một vị đầu đầy tóc bạc. Mặc áo vải, chống quải trượng, run rẩy lão bà bà. Mặt nàng bàn nếp uống mọc lan tràn, hơi hơi câu lũ cổng, âm thanh già dạ nua nói các ngươi là ai a à? tìm lão bà tử có chuyện gì cái này cũng được các đội viên sợ ngay người hỏa đức tinh quân nói làm sao ngươi biết hô nàng liền ra tới trương nguyên thanh khẽ cười một tiếng ta không biết ta chỉ là thử xem cổ trấn lớn như vậy chẳng có mục đích tìm trong mười tìm được một cái lão nhân căn bản không có khả năng tiên cảnh sẽ không ngay từ đầu liền ra hẳn phải chết nang đề Hỏa đức tinh quân bừng tỉnh Đại Ngộ, không hổ là qua cửa hai các cấp cường thủ. Trương Nguyên Thanh dẫn mọi người nên đón, hắn trước đợi vài giây, thấy tiên cảnh không có bất kỳ nhắc nhở, chỉ có thể nói nói, bà bà, chúng ta là người xứ khác, mới đến, không biết có thể hay không lấy uống miếng nước, bụng cũng đã đói, chúng ta sẽ cho tiền. Loại này không có nhắc nhở dưới tình huống, bình thường cần người chơi chính mình đi gây ra nội dung cốt truyện. Người xứ khác A Vương bà hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt, quét mọi người liếc một cái, chậm chạp nói chuyện, ở xa tới là khách, đi theo ta, tiền thì không cần. Nói xong, run rẩy quay người, chống thủ trưởng đi vào hẻm nhỏ. Trương Nguyên Thanh đám người lập tức đuổi kịp, hẻm nhỏ dưới đất là ngỗng mềm lót đá thiết, chỉ chứa hai người kệ vai sát cánh thông qua, quanh năm không chiếm được chiếu sáng, hơn nữa ẩm ướt, ven đường bò đầy rêu xanh. Cùng loại hẻm nhỏ ở cổ trong trấn còn có rất nhiều, dày đặc tự như mạng nhện. Quan Nhã đi mau hai bước, thấp giọng ở Trương Nguyên Thanh bên tai nói, người có phát hiện hay không, nàng mặc không phải hiện đại trang phục, ta đối cổ đại lịch sử không hiểu rõ lắm, nhìn không ra là cái nào triều đại. Quan Nhã khi còn bé là ở nước ngoài lớn lên. Có điểm giống tống đại. Lại có điểm hướng đường đại. Trương Nguyên Thanh không quá xác định nói. Ở sau lưng Lý Thuần Phong nói, là Minh Sơ, Đại Minh Trang Phục, sơ kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ hoàn toàn bất đồng minh sơ thứ dân trang phục bắt chước đường chế nhưng cùng đường lại có một chút sai lệch rất dễ dàng phân biệt mặt khác chỗ này cổ trấn kiến trúc phong cách cũng là so sánh điển hình đại minh phong cách ít nhất đường tống không phải như thế không hổ là học sĩ tri thức rất uyên bác sau trương nguyên thanh bề bụng nhìn về phía quan nhã nói ta vừa rồi đã nghĩ nói là minh sơ quan nhã cho hắn một cái liếc mắt thấp giọng nói, âm dương tán nhân sinh động bối cảnh là minh sơ. Cái đó và tam đạo sơn nương nương bối cảnh nhất trí. Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, Lý Thuần Phong lại nói, siêu phàm giai đoạn gặp phải tiên cảnh, bối cảnh hoặc là hiện đại, hoặc là đại minh, chỉ có hai cái này, nhưng theo ta được biết, thánh giả cảnh phó bản sẽ xuất hiện tống đại. Về phần nguyên nhân, ta không được rõ lắm. Siêu phàm giai đoạn phó bản bối cảnh, chỉ có hiện đại cùng đại minh mà thánh giả giai đoạn lại sẽ xuất hiện tống đại. Đúng rồi, lần trước ở Tam đạo sơn nương nương trong miếu. Người coi miếu đã từng nói, muốn nói cho bản chép tay chủ nhân một chuyện quan ngàn năm hưng suy bí mật không biết là thuần lừa dối đệ tử hay là thật có chuyện lạ, âm dương tán nhân cùng lão cái mỏ là một cái thời đại, không biết hắn nơi này có không có để lại tin tức. Mà quân nói ẩn giấu nhiệm vụ ta cũng được lưu ý, tạm thời không có phát hiện dấu vết để lại trong lúc suy tư. Vương bà mang theo một đoàn người đi tới cũ kỹ nhà cửa trước. Nhà cửa cửa mục nát không chịu nổi, kẻ đập cửa rỉ sét loang lỗ, treo một thanh đồng khóa. Vương bà lục lọi nửa ngày, lấy ra chìa khóa, mở ra nhà cửa cửa. Chỗ này nhà cửa kiến trúc phong cách là tiêu chuẩn sân vườn phòng, ba mặt có phòng, chính giữa chảy ra một mảnh đất trống, ba mặt phòng ốc mái hiên chấp vá ra một cái hình tứ phương sân vườn. Loại này phòng ốc làm cho người ta lớn nhất cảm giác chính là lờ mờ, âm trầm. Hơn nửa niên đại đã lâu, thuần vật liệu gỗ kết cấu trải rộng hôi bại dấu vết, trở nên lộ ra âm trầm. Vương bà chống quải trượng, vượt qua bậc cửa, ở bóng ma bên trong ngoái đầu nhìn lại, vào đi, trương nguyên thanh hơi chút do dự, hỏa đức tinh quân đỉnh đạt dẫn đầu vượt qua bậc cửa. Một đoàn người tiến vào phòng ốc. Đi vào sân vườn dưới, sân vườn bên trái là rộng rãi phòng khách, bày biện một cái bàn tròn, mấy tấm ghế ngồi tròn, phía trên rơi đầy bụi bặm, tự hồ đã hoang phế nhiều năm. Trong nhà rất nhiều năm không có khách tới rồi, lão bà tử đi đứng không tiện, sờ với quản lý. Vương bà dùng tay áo lau bụi bặm, nói, mấy vị chấp nhận một chút đi, ta sẽ cho các ngươi chăm trà. Nói xong, chống quải trượng, bóng lưng câu lũ tiến vào sân vườn phía bên phải gian phòng. Lúc này, quan nhã hạ giọng, nói, các ngươi đáng xem đỉnh, đỉnh đầu. Hỏa đức tinh quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chợt đảo rút một hơi khí lạnh. Mọi người đỉnh đầu trên xà nhà, treo từng cái bị đã lột da mèo, chúng tự như thịt lâm giống nhau treo ở chỗ cao, mắt mèo trừng trừng, quỷ dị mà khủng bố. Vương bà ở chỗ này treo nhiều như vậy mèo làm gì? Làm thịt khô sao? Trương Nguyên Thanh trong nội tâm cảnh giác lên. Quan Nhã tiếp tục nói, các ngươi vừa rồi thấy không, phòng cửa đang khóa. Có vấn đề gì? Mặt tròn thanh niên ăn ngó sen hỏi. Quan nhã lắc đầu nói, khóa cửa không có vấn đề, nhưng vừa rồi tới thời điểm, ta nhìn ra qua khoảng cách, từ chủ phố đến nơi đây, 50-60 mét mà thôi, phải dùng tới khóa cửa sao? Loại địa phương này, khẳng định không tồn tại bảo vệ ý thức, vương bà đi đứng không tiện, ngắn như vậy khoảng cách, đáng giá khóa cửa. Xin gọi ta nữ vương nghe hiểu, trầm ngâm nói, nàng là sợ có người thừa dịp nàng không tại, lén lút tiến vào tới, hoặc là sợ trong phòng có đồ vật gì đó lén lút chạy đi. Ta nói cái này cũng không phải là nói nhảm, mà là giải thích đổi mới chậm nguyên nhân cười. Chương 129, Mèo Chương 129 Mèo thật sự là kinh hải A, cùng linh diện nguyên tố bất đồng kinh hải trương nguyên thanh nhìn xem treo ở xà nhà lột da mèo thi trong nội tâm không tiếng động nói thầm bất kể là có người tiến vào tới vẫn có đồ vật chuồn đi đều không phải chuyện gì tốt mọi người không tiếng động đối mặt trong ánh mắt lóe ra cảnh giác cùng ngưng trọng chỉ có ly li liên nguyên thượng thảo thay đổi yên tĩnh u buồn mặt mũi tràn đầy lửa giận hạ giọng nói như thế hung tàn ngược sát động vật là không dung cho phép ta muốn cho nàng trả giá đại giới các vị chúng ta trực tiếp giết vương bà a à. trương nguyên thanh liếc hắn một cái nói không nên vọng động cái này vương bà trên người hiển nhiên có nội dung cốt truyện chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi gây ra nhiệm vụ là tốt rồi a à, theo ta qua cửa hai lần cấp phó bản kinh nghiệm mà nói suy nghĩ nhiều thi thiếu làm việc là sống sót khẩu quyết bởi vì cấp phó bản cho sai suất quá thấp một cái rất nhỏ cử động rất có thể tự sẽ khiến ngươi trả giá sinh mệnh xin gọi ta nữ vương quay đầu nhìn về phía một yêu thiếu niên vành tai thượng hai quả màu bạc vòng tròn tùy theo lắc lư nói đội trưởng nói không sai càng cao cấp phó bản nhắc nhở càng ít khắp nơi đều là nguy hiểm này không giống chúng ta trước đó gặp phải cấp cấp phó bản nhiệm vụ yêu cầu quy tắc minh minh bạch bạch nói cho ngươi biết loại này độ khó cao phó bản đi nhầm một bước khả năng chính là đoàn diệt lý thuần phong trầm ngâm một chút nói trái lại cũng giống nhau, có lẽ chúng ta bây giờ tiêu diệt vương bà, có thể thuận lợi giải quyết một lần sự kiện. a à, cái này như Seringer mèo. Hỏa đức tinh quân sững sờ, Seringer là ai, cũng ưa thích hành hạ mèo sao? Tri thức nguyên bác Lý Thuần Phong ngây ngẩn cả người. Biểu lộ cổ quái há to miệng, một phen xoắn suýt sau, từ bỏ phổ cập khoa học, nói, không kém bao nhiêu đâu. Hỏa đức tinh quân gật gật đầu, liếc mắt nhìn sân vượng đối diện gian phòng, thấy vương bà còn chưa có đi ra, liền thấp giọng nói, các ngươi có nghĩ tới không có, tại sao là treo mèo thi đâu, mà không phải gà việc ngỗng dê chó nếu như là đằng sau những điều này lời nói, chúng ta không chuẩn còn có thể nơi đây ăn được một đốn. Hắn hỏi như vậy ý là, treo mèo thi tất có nguyên nhân, nói không chừng là phó bản cho ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh từ thần dạ du góc độ phát biểu cái nhìn. Nói chuyện, này đó mèo thi thuần âm, là âm tính tài liệu rút ra âm khí có thể bổ dưỡng âm linh cũng có thể dùng để luyện chế cương thi lý thuần phong bổ sung cũng có thể dùng cho chế tạo đạo cụ cử hành đặc thù nghi thức dùng cho vu thuật chờ một chút đang nói cửa gỗ xoẹt xoẹt mở ra vương bà chống quải trượng câu lũ cổng đi tới trong tay mang theo một cái sứ trắng ấm trà màu men tươi đẹp lý hiển tông mang theo các đội hữu hành tẩu ven đường bên cạnh là một cái đi ngang qua cổ trấn sông nhỏ mặt sông xây dựng đá xanh lũy thế phiến đá cầu. Cái này cái gì phá địa phương? Liền cái bóng người đều không có, chớ nói chi là cô nương xinh đẹp. Khâu gầy trung niên nhân nhìn chung quanh, hùng hùng hổ hổ. Hắn đi qua trải qua mấy lần nhiều người tiên cảnh bên trong, có một lần cảnh tượng là nửa đêm khách sạn, khách sạn bên trong cất giấu một cái lạnh huyết sát nhân cuồng, phó bản nhiệm vụ chính là tìm được, cũng giết chết tên kia mạnh mẽ tội phạm khách sạn bên trong còn ở lại rất nhiều bình dân, những cái kia bình dân cùng trong hiện thực người không có khác nhau, đang thi hành nhiệm vụ trong lúc, trung niên nhân đùa bẩn rất nhiều ở tại khách sạn bên trong nữ nhân. Không dùng khấu trừ bất luận cái gì đạo đức trị số. Đối với tà ác chức nghiệp mà nói, tiên cảnh phó bản chẳng những là thăng cấp trưởng thành cơ hội, càng là phóng túng tà niệm thiên đường, bọn hắn có thể ở bên trong làm một chuyện gì, nhưng không dùng thanh toán đại giới trấn âm dương là đối kháng loại tiên cảnh, không phải chúng ta những nghề nghiệp này chuyên chúc tiên cảnh, cho nên không có khả năng có làm người muốn làm gì thì làm hoàn cảnh. Tráng hán đầu trọc đánh giá khô gầy trung niên nhân, hát nói, ngươi ở trở thành vu cổ sư trước đó, không phải là cái phạm tội cưỡng gian A. À. Khô gầy trung niên nhân cười dâm nói, chỉ có thể nói những cái kia trị an thành viên quá vô năng. Ngươi. Tráng hán đầu trọc thản nhiên nói, giết người. Lý Hiển Tông, chúng ta đã dùng xong 8 phút, sẽ tìm không đến tiệm thợ rèn, đều được xong đời. Làm. 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 Đang nói, loáng thoáng gian, bọn hắn đã nghe được đánh sát khí âm thanh. Lý Hiển Tông nhìn qua phía trước, khóe miệng khơi màu, này không đã đến sao. Các đội hữu đại hỷ, thật sự cho ngươi đã đoán đúng, ở nơi này con phố thượng. Đoán. Lý Hiển Tông dễu cật nói, dùng các ngươi đầu óc heo ngẫm lại, tiệm thợ rèn mở cửa việc buôn bán. Sẽ không ở ngõ sâu bên trong. Nhiệt độ tinh luyện kim loại cần bảo trì không khí lưu thông, nhà cao cửa rộng cũng có thể bài trừ. Tôi vào nước lạnh cần đại lượng nước, bờ sông là lựa chọn tốt nhất. Dọc theo bờ sông đại lộ tìm, khẳng định có thể tìm được. Đang nói, bọn hắn đứng tại tiệm thợ rèn trước, một đạo thân cao 2 mét cường tráng thân ảnh, cúi đầu, xoay thiết chú y, một chút một chút gõ sắc phôi lý hiển tông xem xét đối phương hỏi người chính là vương thợ rèn thợ rèn chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra màu đỏ tươi như máu con mắt cảm ơn bà bà trương nguyên thanh bưng lấy chén trà nhìn thoáng qua một yêu thiếu niên ly liên nguyên thượng thảo khẽ nhấp một cái khẽ vuốt càm trương nguyên thanh lập tức yên tâm uống một ngụm trà lạnh một yêu làm vì hồi phục thuật sĩ đối độc tố rất mẫn cảm nước nếu có vấn đề không thể gạt được hắn quan nhã đám người hoặc uống nước nhuận hầu hoặc cẩn thận không đụng vào đang tự hỏi bước tiếp theo nội dung cốt truyện đi như thế nào liền nghe thân là đội trưởng nguyên thủy thiên tôn rất từ trước đến nay quen thuộc mà hỏi vương bà trong trấn như thế nào không ai a à? chúng ta cùng nhau đi tới cũng không có nhìn thấy người vương bà thanh âm già nua chậm chạp nói chuyện trước kia trong trấn thật là náo nhiệt mấy năm trước đã xảy ra một sự kiện đại gia liền dần dần dời xa trấn âm dương a à, chuyện gì a à? trương nguyên thanh vội vàng hỏi thăm gây ra nội dung cốt truyện rồi mọi người lập tức giữ vững tinh thần cái này vương bà tự hồ có chút kiên kỵ trầm mặt một chút nói rất nhiều năm trước đột nhiên có một ngày bắt đầu trên thị trấn người liên tiếp chết đi lòng của bọn hắn lá gan bị đào đi đại gia phi thường sợ hãi đều nói trong trấn có tà vật trong trấn có tiền nhất triệu viên ngoại liền từ bên ngoài xin pháp sư pháp sư đi vào trên thị trấn sau không bao lâu liền bắt ra nguyên nhân tai họa nguyên lai là âm dương tán nhân hậu nhân trong bóng tối tai họa trong trấn bách tính dùng lòng của bọn hắn lá gan luyện đan mọi người cùng pháp sư đồng tâm hiệp lực diệt trường này cái yêu nữ nàng trước khi chết đối trong trấn người phát xuống nguyền rủa nguyền rủa tất cả mọi người sẽ biến thành mèo Âm dương tán nhân hậu nhân. Trương Nguyên Thanh cùng các đội hữu nhìn nhau, hỏi: "Sau đó thì sao?" Vương bà thở dài, mới đầu đại gia để ý, có thể thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người mất tích. Trong trấn mèo cũng càng ngày càng nhiều. Đại gia lúc này mới sợ hãi, không dám tiếp tục ở tại trong trấn, lần lượt mang đi. Này gia hỏa rất am hiểu bắt chuyện sau nữ vương mỉm cười liếc mắt nhìn Trương Nguyên Thanh, nói tiếp: "Kia bà bà như thế nào không đi?" vương bà lắc đầu ta già rồi không muốn rời đi cố hương đều là một chân bước vào quan tài người không sợ này đó một yêu thiếu niên ngẩng đầu nhìn xem trên xà nhà dắt lột da mèo thi trầm giọng nói kia ngươi ở nơi này treo này đó mèo là vì cái gì vương bà không nhanh không chậm nói đây là vị kia pháp sư lưu lại phương pháp hắn nói trong phòng phủ lên mèo thi thể bóc đi da có thể phòng ngừa nguyền rủa một yêu thiếu niên cười lạnh một tiếng vừa mới còn nói không sợ nguyền rủa trương nguyên thanh lại hỏi bà bà cái kia âm dương tán nhân là người nào hắn hậu nhân thì tại sao muốn đào nhân tâm lá gan luyện đan vương bà cảm khái nói âm dương tán nhân là đắc đạo cao nhân nghe nói là thần tiên giống như nhân vật hắn thành lập chỗ này trấn sau không bao lâu liền phi thăng làm thần tiên lão bà tử từ nhỏ liền nghe trưởng bối nói như vậy là thật là giả cũng không biết hắn hậu nhân lưu tại chỗ này trong trấn. Bởi vì âm dương tán nhân nguyên nhân, tất cả mọi người rất tôn kính nàng, ai ngờ nàng cư nhiên làm ra loại sự tình này. Trương Nguyên Thanh Bộ dạng phục tùng suy tư, như thế nào đại minh tu sĩ cũng như này tà tính. Tam đạo sơn người coi miếu tàn sát đệ tử, âm dương tán nhân hậu nhân lấy người tâm can luyện đan. Âm dương tán nhân hậu nhân, chỉ có một mình nàng. Trương Nguyên Thanh nhấp một miếng trà lạnh. Đúng vậy, âm dương tán nhân hậu nhân phần lớn đều chết non nghe nói là bởi vì một người phi thăng hết sạch gia tộc vận số vương bà nói có thể trên thực tế âm dương tán nhân không có phi thăng hắn trường sinh lâu xem mục đích đã thất bại hắn hậu nhân đào tâm can luyện đan có thể hay không cùng trường sinh có quan hệ trương nguyên thanh đang tự hỏi chợt nghe quan nhã hỏi bà bà ngoại trừ chúng ta bên ngoài trong trấn trước kia đã tới người xứ khác sao Vương bà liếc nhìn nàng một cái, buồn bã nói, có. Vậy bọn họ đều ở đây bên trong làm cái gì đây? Quan nhã mỉm cười nói. Vương bà chần chờ nói, lão bà tử không nhớ rõ. Những người khác không biết quan nhã vì sao hỏi việc này, nhưng Trương Nguyên Thanh cùng nữ vương ngẩn người, tiếp theo lâm vào trầm tư. Bọn họ là xem qua vài phần công lược. Khi mấy phần công lược bên trong không có đề cập nguyền rủa sự hơn nữa công lực nội dung bên trong trấn âm dương cũng không phải không có một bóng người không phải vậy như thế nào trong khách sạn phá án đâu là vì phó bản không ngừng biến hóa duyên cớ mỗi một đám linh cảnh hành giả chi nhánh nhiệm vụ bất đồng nếu là như vậy kia mà quân nói ẩn giấu nhiệm vụ ta còn có thể gặp được đến sao hắn và ta trải qua chi nhánh khẳng định không đồng dạng như vậy nếu như ẩn giấu nhiệm vụ chỉ có cố định một cái chi nhánh mới gây ra vậy quá hố cha cũng không công bình tính, trước mặt kệ ẩn giấu nhiệm vụ. Chúng ta gây ra vương bà này chi nhánh nhiệm vụ là cái gì? Bài Trương Nguyên rủa. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh thăm dò nói, bà bà, ngài có cái gì yêu cầu chúng ta giúp sao? Vương bà lắc đầu. Học sĩ Lý Thuần Phong tra trò bổ sung, bù chỗ thiếu, nói, bà bà, trường ngươi ở ngoài, trong tiểu trấn còn có những người khác sao? Vương bà nghĩ nghĩ, thanh âm già dạ nua nói chuyện, Ngoài trừ lão bà tử bên ngoài, còn có năm người, một cái là thôn trấn phía tây từ quả phụ, một cái là Triệu Viên ngoại ở tại trong trấn, lớn nhất này tòa tòa nhà chính là hắn gia. Một cái là vương thợ rèn. Còn có chính là Triệu Viên ngoại mời tới vị kia pháp sư. Hắn đang ở nơi nào ta không rõ lắm. Mặt tròn thanh niên ăn ngó sen sững sờ, lúc này mới năm cái a, còn có một đâu? Vương bà liếc hắn một cái, nói Người cuối cùng là lão bà tử con trai ăn ngó sen kinh ngạc nói, con trai của ngài. Hắn ở cái đó. Vương bà ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía mới từ đi ra gian phòng, buồn bã nói, hắn đang ở bên trong, nói xong, nàng quay đầu, nhìn về phía mọi người, mặt mũi tràn đầy nếp uống mặt già, dạ, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, các ngươi rất nhanh có thể nhìn đến hắn. Chẳng biết tại sao, Trương Nguyên Thanh trong nội tâm bản năng trầm xuống. Chợt hắn nhìn thấy đáng sợ một màn, ngồi ở hắn đối diện hỏa đức tinh quân, đồng tử co rút lại thành khe hở, hóa thành xanh biếc mắt mèo, gương mặt của hắn, cái cổ, mu bàn tay, dài ra dày đặc đen kịch cộng lông. Miệng của hắn cùng cái mũi ra bên ngoài nhô lên, trên đầu sinh ra đầy mèo con. Mấy giây bên trong, hỏa đức tinh quân liền biến thành một cái thân dài 50cm mèo đen. Nguyên, Nguyên Thủy Trương Nguyên Thanh nghe thấy được quan nhã trung rẫy thanh tuyến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quan nhã mặt mày biến sắc, ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Làm sao vậy? Hắn theo bản năng thốt ra, nhưng âm thanh vọt tới ít hầu. Phát ra nhưng là một đạo dài nhỏ bén nhọn mèo kêu. Trong lòng của hắn rung mình, cúi đầu nhìn về phía bản thân, nhìn thấy dài khắp mèo cộng lông tay. Trương Nguyên Thanh trong nội tâm dâng lên khó tả hoảng sợ, hắn hoàn toàn không có phát giác được thân thể có bất kỳ không thích hợp. Cùng lúc đó, một yêu thiếu niên thổ quái ăn ngó sen học sĩ lý thuần phong hình dáng tướng mạo đại biến trong lỗ chân lông chui ra màu sắc khác nhau mèo cộng lông bờ môi cùng cầm nhô lên đầu dài ra tai mèo thân hình rất nhanh thu nhỏ lại sau đó là quan nhã cùng nữ vương mèo 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 tiếng mèo kêu liên tiếp bảy người hoàn toàn biến thành màu lông khác nhau mèo vương bà chống quải trượng đứng ở bóng ma bên trong nhìn về phía gian phòng âm thanh khàn giọng nói Cuối cùng có người xứ khác tới rồi, con a, à, bọn ngươi đã không kịp a. À. Chương 130, đoàn diệt nguy cơ. Chương 130 đoàn diệt nguy cơ đinh, ngài đã bị nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh bên tai nghe thấy được tiên cảnh thanh âm nhắc nhở. Nguyên rủa. Ta chẳng lẽ không phải lầm uống phan kim sâm mèo cộng long sao hắn khổ trung mua vui tưởng theo bản năng tưởng thi triển kỹ năng, lại phát hiện chính mình đã mất đi toàn bộ năng lực, đồng thời cũng đã mất đi đối một vật phẩm cảm ứng. Biến mèo về sau, tất cả năng lực đều biến mất. Nguyên rủa, đây là vu cổ sư chức nghiệp lực lượng. Trấn âm dương là đoàn đội đối kháng phó bản, có tà ác chức nghiệp nguyên tố có thể lý giải. Nhưng ta lúc nào bị nguyên rủa, hoàn toàn không có cảm ứng A. À. Nước trà vấn đề. Không đúng, nữ vương cùng Lý Thuần Phong không có uống nước. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía sáu gã đồng bạn, hỏa đức tinh quân mèo tại nguyên chỗ tạc cộng lông, ăn ngó sen cùng Lý Thuần Phong hóa thân quốc mèo nhìn chung quanh, không dừng thét lên, tự hồ còn không có từ biến mèo hoảng sợ trung thoát khỏi. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo Tức thì ngạc nhiên tường tận xem xét thân thể của mình, trong ánh mắt tuy có ngưng trọng, nhưng đối với biến mèo chuyện này cũng không ghét. Nữ vương mèo ngồi sổng ngồi dưới đất, bên người là rơi lạ tả quần áo cùng dây. nàng đầy trên lỗ tai treo hai quả màu bạc vòng tròn mèo cào không ngừng gãi vòng tròn nhanh chóng meo meo thẳng gọi tai của nàng hoàng là đạo cụ giống như không dùng được như vậy xem ra coi như trước giờ lấy ra đạo cụ cũng giống nhau sẽ bị phong ấn trương nguyên thanh vừa nhìn về phía quan nhã quan nhã mèo tỉnh táo nhất ở vương bà hô lên con a thời điểm liền nện bước bốn đầu chân yên lặng lui về phía sau con a, xuất hiện đi, mẹ cho ngươi đã mang đến hai cái cô nương xinh đẹp, cuối cùng có nữ nhân cho ngươi giải buồn, ngươi a, chính là không quản được sắc tâm, mới luân lạc tới hôm nay kết cục a, cái này hai cô nương da mịn thịt mềm. Lớn lên rất duyên dáng, con a, ngươi còn chờ cái gì? Vương bà âm thanh già nua khàn giọng, một tiếng lại một thanh, như là gọi hồn. Chi sân vườn bên kia, cửa phòng đóng chặt mở ra, mọi người, không Chúng mèo lập tức ngóc lên cổ trong đi qua Từ rộng mở trong khe cửa có thể nhìn thấy Trong phòng dùng hai cái ghế gỗ dựng lên một cái quan tài Quan tài thoa màu đỏ tươi nước sơn Trên mặt đất mất trật tự rơi lạ tả tơ hồng Cùng với một trương màu tím phù lục Tơ hồng cùng phù là trói buộc trong quan tài đồ vật Nàng vừa rồi vào nhà khi Đem trói buộc giải trừ thân là trinh sát quan nhã mèo Lập tức suy đoán ra chi tiết này Xoẹt, xoẹt, trong quan tài bộ truyền đến móng tay cạo sát vật liệu gỗ âm thanh, thấm người khủng bố. Ngay sau đó, quan tài che bắn ra, lăn lộn bịch rơi xuống đất. Một trương xấu xí năm tính gương mặt dò xét đi ra, ngũ quan thiên hướng mèo, nhưng lại đúng là người mặt, dị thường xấu xí đáng sợ. Kinh khủng hơn là, khi hắn leo ra quan tài, chúng mèo mới nhìn rõ ràng, đây là một cái bị đã lột da đại mèo, huyết hồng thịt trần trụi bại lộ trong không khí. Đại mèo thân dài ước một mét, Quyết hồng đuôi tại sau lưng nhẹ nhàng vung vẩy, cuối cùng sinh ra gai xương. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra khát máu cùng dơ miêu hung quang. Trương Nguyên Thanh lưng phát lạnh, cảm nhận được một làn nguồn gốc từ gian bên trong uy hiếp, không tự giác cánh cung nhe răng, phát ra tê tê tiếng kêu. Mà mặt khác đồng bạn cũng làm ra giống nhau phản ứng. Đại mèo nện bước nhẹ nhàng bộ phát, hung tàn ánh mắt đã tập trung vào trong sảnh bảy con đồng loại trương nguyên thanh nói chuyện meo 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 chúng ta gây ra nội dung cốt truyện nhất định phải giết chết con quái vật này mèo mới có thể rời đi sáu cái đồng bạn mờ mịt nhìn xem hắn mặc dù biến thành mèo nhưng bọn hắn nghe không hiểu mèo lời nói đúng lúc này thủy chung nhìn chầm chầm huyết sắc đại mèo quan nhã phát ra trong trẻo tiếng mèo kêu cảnh báo nói meo meo cẩn thận sau một khắc kia huyết nhục đầm địa đại mèo hóa thành màu đỏ tàn ảnh đánh tới đánh về phía nhìn như nhất suy nhược lý thuần phong lý thuần phong thể hiện ra một con mèo nên có nhanh nhẹn dựng thẳng lên đuôi mũi tên nhọn tự như tháo chạy hướng hơi nghiêng nhưng là đại mèo so với hắn nhanh hơn nhanh chóng đuổi kịp bổ nhào về phía trước khẽ cắn liền đem lý thuần phong cổ cắn ngóc đầu lên hung hăng vung vẩy lý thuần phong phát ra thê lương tiếng kêu hỏa đức tinh quân hóa thân mèo đen một bên cao vút thét lên một bên vọt người nhảy lên phát cắn đại mèo. Bóp. Mang theo gai xương đuôi, rồi giống như rút đã bay mèo đen, rút hắn rơi xuống đất co rúng. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, tại đây chỉ đại mèo trước mặt, chúng mèo nhỏ yếu tự như con chuột. Mắt thấy Lý Thuần Phong sẽ bị cắn đứt cổ, Trương Nguyên Thanh chạy trốn ra ngoài, tránh đi đại đuôi mèo phạm vi công kích, thả người bổ nhào về phía trước. Hắn nhào tới đại mèo cái cổ, mở ra răng nanh, một miệng cắn lấy đại mèo lỗ tai ngao đại mèo phát ra đau gọi răng nanh buông lỏng lý thuần phong ngã xuống hắn cái cổ cộng lông bị máu tươi nhuộm đỏ hoảng sợ trốn hướng một bên khi hắn chạy trốn tới bên tường adenalin thối lui vô lực ngã lệch trên mặt đất ánh mắt dần dần tan rã phát ra trầm thấp gào thét lúc này mới một hiệp một gã đội viên liền gần chết đại mèo quăng hai cái đầu không có thể đem trương nguyên thanh bỏ qua lúc này cúi đầu xuống nâng lên đệm thịt thò ra móng vuốt sắc bén, hung hăng vẽ một cái. Trương Nguyên Thanh phần lưng lập tức xuất hiện vết máu, đỏ thẳm máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn không thể không buông ra miệng, từ đại đầu con mèo thượng rơi xuống, tứ chi như bay chạy thục mạng. Đại tai mèo đóa máu tươi đầm đìa, tức giận truy đuổi Trương Nguyên Thanh, đột nhiên đuôi đau xót, là ăn nó sen cắn cái đuôi của hắn. Ngao đại mèo hồi quá thân lai, một miệng cắn chủ ăn nó sen cổ, nào có thể đoán được đây là hình thể thiên béo quất mèo, da dày thịt béo, sắc bén hàm răng lại không có thể lập tức cắn nát làn da. Đại mèo ngóc đầu lên, lại lần nữa vung vẫy đầu. Cái này trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh giết trở về, đánh về phía đại mèo phía sau lưng, mà nữ vương mèo cùng quan nhã mèo từ bên trái tấn công. Hỏa đức tinh quân cùng ly liên nguyên thượng thảo từ phía bên phải tiến công. Nơi tập trung mèo một đám sông lên, bọn hắn không có đường lui, cái này chỉ người mèo một hiệp liền suýt nữa cắn chết Lý Thuần Phong, lúc này thời điểm bất luận cái gì lùi bước cùng do dự, đều làm đội ngũ đoàn diệt. Mặt người đại mèo ngậm béo quốc mèo, đứng thẳng mà đi, đệm thịt bắn ra móng vuốt sắc bén, trái phải móng vuốt phân biệt nhấn một cái, đè xuống nữ vương mèo cùng ly ly nguyên thượng thảo. Tiếp đó đuôi co lại. bớt Nhảy lên thật cao trương nguyên thanh tự như một viên tennis, bị hung hăng quất vào trên tường hắn quể oải rơi xuống đất, miệng mũi tràn máu, ngực bụng nhiều mấy cái lỗ thủng, xì xào bốc lên máu. Không có gặp công kích quan nhã, dùng móng vuốt sắc bén ở mặt người mèo trên người vẽ ra từng đạo vết máu. Mà hỏa đức tinh quân tức thì hung hăng cắn mặt người mèo phần bụng, cắn xuống một ít khối thịt. Mặt người mèo thê lương thét lên, thân thể xoay tròn, kéo đuôi hung hăng rút đã bay mèo đen, tiếp đó hướng quan nhã thăm dò khẽ cắn nhưng quan nhã vẫn lên đuôi nhảy bén lui về phía sau, hiểm mà lại hiểm tránh được hắn răng nhọn. Mặt người mèo đành phải lùi về đầu, phun ra nửa chết nửa sống béo quất mèo. Ngậm khởi hữu trảo ấn ly li ly nguyên thượng thảo, dùng sức hất lên đầu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ly li ly nguyên thượng thảo cái cổ gãy rồi. Một tiếng này răng rắc, làm toàn bộ mèo căng thẳng trong lòng. Mặt người mèo thuận miệng đem ly li ly nguyên thượng thảo vứt qua một bên. Ly liên nguyên thượng thảo uể oải trên mặt đất, tứ chi co rúng, phần bụng kịch liệt thở dốc, mắt thấy không có vài phút có thể sống. Ghé vào bên tường trương nguyên thanh một lòng chìm vào đáy cốc. Lý Thuần Phong giờ phút này đã hít vào nhiều thở ra ít, ly liên nguyên thượng thảo bị cắn gãy rồi cổ, đoán chừng chết có thể so với Lý Thuần Phong nhanh hơn. Hỏa đức tinh quân bị gai xương rút hai cái, bản thân bị trọng thương vô pháp chiến đấu. Mà chính mình tình huống cũng kém không nhiều lắm. Dưới mắt không có bị thương chỉ có quan nhã cùng nữ vương, rồi sau đó người bị đặt tại mèo cào dưới, có thể chiến đấu chỉ có quan nhã. Đây là đoàn diệt hướng đi. Cắn đứt ly li ly nguyên thượng thảo cái cổ sau, mặt người mèo không có tiếp tục công kích quan nhã, mà là cúi đầu xuống, ở nữ vương mèo trên người không ngừng ngửi ngửi, mũi thở co trúng. Nó muốn làm gì Trương Nguyên Thanh trong nội tâm dân lên cảm giác xấu. Một giây sau, dự cảm trở thành sự thật. Theo mặt người mèo nhẹ ngửi, bụng của hắn toàn tâm toàn ý trong túi da, thò ra màu đỏ thẩm khí quan, cái này chỉ làm cho người buồn nôn mặt người mèo động tình. Nữ vương mèo tự hồ cảm ứng được cái gì, kịch liệt giằng co, phát ra thê lương thét lên. Mèo đen hỏa đức tinh quân dãy dụa lấy nghĩ muốn đứng lên, nhưng không chút máu cùng đau đớn làm hắn vô pháp đứng dậy, chỉ có thể phát ra phẫn nộ mà lại bất đắc dĩ tiếng kêu. Lúc này, đứng ở sân vườn dưới quan vọng vương bà, cười nói, cô nương không muốn phản kháng con ta tại đây địa phương quỷ quái chờ đợi rất nhiều năm hắn rất cô đơn lạnh lẽo ngươi là được giúp đỡ để cho ta nhi giải buồn hắn sẽ không giết ngươi những người này đều phải chết nhưng ngươi có thể không dùng chết nữ vương thê lương thét lên trong ánh mắt của nàng lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng quan nhã công lên cổng làm bộ muốn phát. Mặt người mèo hướng nàng nhe răng, phát ra uy hiếp, đồng thời công lên cổng, hạ thân dựa hướng nữ vương. Quan nhã làm bộ muốn phát, mặt người mèo lập tức dừng lại, lại lần nữa hướng nàng nhe răng. Song phương triển khai dặn co. Quan nhã ánh mắt liên tiếp nhìn về phía trương nguyên thanh, lúc này thời điểm nàng nếu như sông đi lên, nữ kia vương vận mệnh có thể sẽ tái giá đến trên người nàng. Mặt người mèo hình thể, tốc độ cùng lực lượng, đối diện lúc này thì bọn hắn mà nói là không thể chiến thắng. Nàng ở kéo dài thời gian, để cho ta nghĩ biện pháp. Trương Nguyên Thanh xem hiểu quan nhã ý tứ, hắn ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phá cục phương pháp. Đạo cụ không thể sử dụng, không phải vậy có thể dùng phục ma sử tinh lọc phá giải nguyền rủa. Vật lộn cũng không có phần thắng. Tiên cảnh nhắc nhở Trung không có biểu hiện nguyền rủa thời gian, nói cách khác, cái này nguyền rủa là không có có thời gian hạn chế, sẽ vẫn luôn kéo dài nữa. Ngẫm lại biện pháp, ngẫm lại biện pháp. Trong lòng của hắn gấp nổ, có thể càng nhanh càng nghĩ không ra biện pháp. Lúc này, Trương Nguyên Thanh trông thấy đối diện bên tường, gần như tử vong Lý Thuần Phong, khó khăn chuyển động đầu, ngóc đầu lên, kỳ ý hắn xem trên xà nhà dắt mèo thi. Mèo thi. Linh cảm như là ti chớp, bổ vào Trương Nguyên Thanh trong ốc nguyên rũ ngọn nguồn là cái gì? Về trấn âm dương công lược bên trong, không có đề cập biến mèo nguyên rủa, không hề giống vương bà nói được như vậy, nguồn gốc từ âm dương tán nhân hậu nhân. Nguyên rũ môi giới là cái gì? Không uống trà đồng đội cũng biến thành mèo, cho nên không phải nước trà. Là trên xà nhà dắt mèo thi. Trương Nguyên Thanh cố nén đau xót cùng mỏi mệt. Bò lên, không quá nhanh nhẹn phóng tới lập trụ, đệm thịt bên trong thò ra móng vuốt sắc bén, khó khăn dọc theo lập trụ bò hướng xa nhà sân vườn ở dưới vương bà sắc mặt đại biến kêu lên con a nhanh mau giết hắn mặt người mèo ngóc đầu lên nhìn về phía bò trụ trương nguyên thanh lập tức lường dưới nữ vương nhẹ nhàng bắn ra liền nhảy tới lập trụ thượng nhanh chóng đuổi theo trương nguyên thanh ngắm thảo trương nguyên thanh da đầu tê rần tử vong nguy cơ làm hắn adenalin tăng vọt thả người nhảy lên hắn vừa nhảy lên nguyên bản vị trí đã bị mặt người mèo thay thế. Trương Nguyên Thanh trên không trung triển khai tứ chi, móng vuốt sắc bén hiểm mà lại hiểm ông lấy một cổ lột da mèo thi thân thể, lúc này mới không có té xuống. Hắn nhanh chóng dọc theo mèo thi hướng lên bò, mở ra bén nhọn hàm răng, lạch cạch một tiếng cắn đứt dây thừng. Hai cái mèo một chỗ hạ xuống. Kèm theo mèo thi rơi xuống, trong lúc vô hình, nào đó trận thế dường như bị đánh phá, trong phòng khách nổi lên âm hàng gió ngao lập trụ người trên mặt mèo té rớt xuống tới thống khổ lăn qua lăn lại người của nó mặt nhanh chóng mèo hóa biến thành rõ đầu rõ đuôi quái mèo trong con mắt vốn cũng không hơn lý trí bị điên cuồng cùng khát máu thay thế huyết nhục của nó bên trong dài ra rậm rạp chằng chịt gai xương và dây bên trong nó trở nên càng thêm dữ tợn càng thêm đáng sợ nó chậm rãi đứng lên lắc lắc đầu trong cổ họng phát ra hu hu gầm nhẹ Vương bà sắc mặt đại biến, run rẩy đã chạy tới, con a, à, nhanh, mau trở lại trong quan tài. Mặt người mèo, không, giữ tận quái mèo nghe được âm thanh, mãnh liệt nghiêng đầu lại, bổ nhào vương bà, bén nhọn hàm răng cắn mẫu thân cái cổ. Răng rắc. Cổ đứt gãy, đỏ thẫm máu tươi phun trào ra. Đại mèo cào tử ấn vương bà thân thể, tùy ý gặm cắn. Vương bà tay chân một hồi co rúng, rất nhanh sẽ không cử động nửa đạn mà lúc này đây trương nguyên thanh nghe thấy bản thân cốt cách đùng rung động mèo cộng long vẫn là lùi về lỗ chân lông đệm thịt dần dần hóa thành bàn tay quan nhã ngậm khởi chính mình quần áo bỏ chạy vừa nghiêng đầu trông thấy nữ vương cộng long cuộn tròn trên đất chưa tỉnh hồn nàng lại kéo lấy quần áo tiến lên cho nữ vương mèo một cái bàn tay nữ vương mèo lúc này mới bừng tỉnh phát giác được thân thể bắt đầu khôi phục lập tức ngậm khởi quần áo đi theo quan nhã xuyên qua sân vườn vọt vào gian phòng cuối cùng kết thúc. Trương Nguyên Thanh lưu luyến đuổi theo hai gã nữ đồng đội bóng lưng. Mười mấy giây sau, tay hắn chân biến thành, ngón chân cùng ngón tay nổi bật, một lần nữa biến thành hình người. Nguyên rủ lui đi. Bên tường Lý Thuần Phong, sân vườn biên ly liên nguyên thượng thảo, bên cạnh bạn hỏa đức tinh quân, nhau nhau trở về hình người, toàn thân trần trụi. Nhưng bọn hắn thương thế cũng không có khôi phục, như cũ là hấp hối. Hu hu đại mèo phát giác được ở sau lưng biến hóa, miệng đầy máu tươi quay đầu, nhìn thấy đang đứng dậy trương nguyên thanh. Nó trong nháy mắt thử khởi hàm răng, dày đặc bạch răng nhọn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, treo tất da chân. Đại mèo bỏ qua một bên vương bà thi thể. Hóa thành tàn ảnh nhào đầu về phía trước. Lúc này thời điểm lại nhìn, đã cảm thấy nó thật sự quá yếu trương nguyên thanh tiến tới một bước, nhéo ở đại mèo cái cổ, tay kia triệu hoán ra khát máu lưỡi dao. Nhưng làm hắn chuẩn bị đem khát máu lưỡi dao cắm vào quái mèo đầu khi, chợt nhớ tới Ma Quân lời nói, nếu như ta có thể ngăn cản được Sắc Đẹp cùng giết chóc, có lẽ có thể kích phát ẩn dấu nhiệm vụ. Sắc Đẹp có thể lý giải, nhưng ngăn cản giết chóc là có ý gì? Loại này phó bản có thể không giết chóc sao? Khẳng định không phải chỉ hợp pháp cùng tà ác trận doanh giết chóc. Không phải vậy Ma Quân sống không được tới, không có khả năng qua cửa trấn âm dương nhiệm vụ. Không giết lục có thể hay không chỉ là không giết chết phó bản bên trong quái vật. Trương Nguyên Thanh vung quái vật, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Quái vật trong nháy mắt an tĩnh lại, ngực bụng phập phồng, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Lúc này, quan nhã cùng nữ vương quần áo hoàn chỉnh từ trong phòng đi ra, hai người nhìn lướt qua Trương Nguyên Thanh trần truồng, liền thu hồi ánh mắt, quan nhã bước nhanh đi tới, trực tiếp đi về hướng Lý Thuần Phong. Nàng ở gần chết Lý Thuần Phong bên người ngồi sổng xuống, trong tay nhiều một chi ống tim, trong ống tim là màu vàng kim nhạt chất lỏng. Quan Nhã đem ống tim đâm vào Lý Thuần Phong phần cổ tĩnh mạch, đẩy vào nửa quản kim sắc chất lỏng, tiếp đó, lại đem còn dư lại nửa quản chất lỏng, phân biệt tim vào cho hỏa đức tinh quân cùng ăn ngó sen. Người như thế nào không cứu hắn? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía ly li liên nguyên thường thảo. Một yêu thiếu niên trên rỉ một tiếng, mở mắt, ngồi dậy nói chuyện, ta không cần, ta có hồi phục kỹ năng một yêu ở gần chết trước, sẽ tự động kích phát sống lại, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn vặn vẹo cái cổ. Phát ra thanh âm ca ca, ta đã sớm sống lại, thật có lỗi, vừa rồi đang giả bộ chết. Lúc này, Lý Thuần Phong hỏa đức tinh quân cùng ăn ngó sen ba người nhau nhau đứng dậy. Sinh mệnh nguyên dịch, ngươi cư nhiên có sinh mạng nguyên dịch, mặc dù là bị pha loãng, nhưng vật này là ngũ hành liên minh vật tư chiến lược. Lý Thuần Phong cảm kích nói, đa tạ đa tạ. Nữ nhân này ở quan phương địa vị chỉ sợ không thấp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã chết, cái này mẹ nó chính là cấp phó bản. Kia cấp là có bao nhiêu khó. Hỏa đức tinh quân sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hùng hùng hổ hổ một câu. Tiếp theo hướng quan nhã gửi tới lời cảm ơn, lão tử thiếu ngươi một cái mạng, nhất định trả lại ngươi. Quan nhã quét một phòng khỏa thân nam, cười mỉm nói, còn không vội vàng đem y phục mặt đứng lên mấy cái sâu róm lộ ra rất quang vinh đãi mấy người mặc quần áo tử tế nữ vương thở nhẹ một hơi đi vào trương nguyên thanh bên người thấp giọng nói đa tạ nếu như không phải ngươi phá giải nguyền rủa ta thật không dám tưởng tượng chính mình vừa rồi sẽ gặp gặp cái gì ngươi không muốn đối năm nhân sinh ra bóng ma tâm lý là tốt rồi trương nguyên thanh cũng không kể công nói là lý thuần phong cho nhắc nhở lý thuần phong nói Nguyền rũ môi giới là mèo thi, chúng tạo thành một cái nguyền rũ trận pháp. Ta đã sớm nghĩ tới, đáng tiếc các ngươi bề bộn nhiều việc ứng phó con quái vật này, không ai chú ý, lại nói, ngươi còn giữ nó làm cái gì? Giết a, à, trước giữ lại nó, ta muốn làm cái thí nghiệm. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh chúng nhân nói, cho đến hiện nay, ta còn không có thu được tiên cảnh nhắc nhở, các ngươi đâu? Các đội hữu nhau nhau lắc đầu, xem ra là sẽ không có gợi ý, loại này phó bản phiền toái nhất. Trương Nguyên Thanh thở dài. Quan Nhã từ trong túi tiền lấy ra một cái nhân ngẫu. Nói, chúng ta vừa rồi trong phòng phát hiện cái này. Cái này chỉ người rối là rơm rạ biên thành, hình ảnh thô ráp, toàn thân cắm đầy châm nhỏ, chính diện dán một trang giấy, viết, từ tú nhi, từ tú nhi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, nói, ở ta trải qua cái thứ nhất cấp tiên cảnh bên trong, phó bản tin tức là muốn linh cảnh hành giả chính mình đi suy luận hòa giải mật, cái này trấn âm dương thoạt nhìn cũng là cũng may cái này vương bà cho tin tức đã đủ nhiều chúng ta tới phục bàn một chút đi chẳng qua ta trước dùng nó làm thí nghiệm nói xong cầm lên nửa chết nửa sống đại mèo phòng nghỉ giang đi đến hắn muốn làm gì mọi người hai mặt nhìn nhau bước nhanh đuổi kịp